Chương 961 đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, hứa thanh rơi vào trầm ngâm. Mặc dù không biết gì về đại sự theo như lời đội trưởng nói, nhưng đáy lòng của hắn cũng đã suy đoán ra 7-8 phần, biết rõ lần này thời gian ra ngoài sợ là sẽ không ngắn. Vì vậy hắn dứt khoát đi xin một lần nghỉ phép dài hạn trước, trong 3 ngày còn lại thì đi mua sắm các loại đồ vật cần thiết. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hết thảy mọi thứ, hứa thanh về tới kiếm cát, lấy ra con mắt của hắc thiên tộc mà quỷ thủ cho hắn nghiên cứu vật này rất kỳ diệu có được một chút hiệu quả tăng trưởng về phương diện tinh thần nhưng lúc hứa thanh lấy lực lượng của tử nguyệt thiên cung ra sử dụng vật này lại xuất hiện biến hóa dị thường thời gian ba ngày thoáng một cái liền qua ba ngày này mỗi khi hoàng hôn phủ xuống trên bầu trời quận đô đều có chút khác biệt với ngày thường có lẽ là do mùa bầu trời không còn là một màu mờ nhạt mà là một mảnh đỏ thẫm nhuộm đỏ hết thảy đại địa cùng với tất cả kiến trúc thành màu đỏ rực giống như màu máu vậy không biết đây là điểm lành hay là điểm xấu liên tiếp ba ngày, đều là như thế. Hứa thanh đứng bên trong kiếm cách nhìn lên bầu trời, không hiểu sao mà dưới đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút bất an, cảm giác này tới vô cùng đột nhiên, cũng tản đi rất nhanh. Trong mắt hứa thanh lộ ra sự nghi ngờ, trước giờ hắn chưa bao giờ có loại cảm ứng này, hắn suy tư cặn kẽ, hình như loại cảm giác bất an này, đến từ chỗ bổn mạng thương long. Ngay lúc hứa thanh đang trầm ngâm, trong dạng mây đỏ đi tới một người, chính là đội trưởng. Y kích động đi đến, sau khi trông thấy Hứa Thanh liền cười hắc hắc, lập tức bấm niệm pháp quyết, bố trí trận pháp ở bốn phía, lại kêu Hứa Thanh mở ra trận pháp của kiếm các để che đậy bốn phía, sau đó mới thần thần bí bí mở miệng. "Tiểu Thanh, hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, lần này chỉ có hai người ta và ngươi, không gọi những người khác. Lúc đầu ta vốn định gọi Ninh Viêm, nhưng sau khi tiểu tử này thông qua khảo hạch, thế mà liền mất tích luôn, ta đi tìm hồi lâu cũng không tìm được gã, chẳng lẽ gã biết được ta định lấy gã làm khiên thịt?" Đội trưởng tiếc nuối thở dài, bộ dạng giống như con vịt đã đun sôi còn bay mất. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi một câu. Gã không tham dự liệu có ảnh hưởng lớn không? Vốn dĩ ảnh hưởng rất lớn, nhưng đã có ngọc giản lưu ảnh hắc thiên tộc ngươi cho, ninh viêm tham dự hay không cũng không quan trọng nữa. Ánh mắt đội trưởng lộ ra tia sáng, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, lần này chúng ta không hành động lỗ mãng đâu, chúng ta dùng trí, ta dẫn ngươi đi. Thánh Lan Tộc, hứa thanh như có điều suy nghĩ chúng ta đóng giả thành hắc thiên tộc sau đó đi tới thánh lan tộc đúng không đội trưởng cười ha ha mặt mày hớn hở vẫn là tiểu thanh ngươi hiểu ta không sai lần này chúng ta cải trang thành hắc thiên tộc để đi đến thánh lan tộc ngươi nghĩ đi thánh lan tộc là nô tài của hắc thiên tộc chúng ta cải trang thành chủ nhân của bọn chúng sau khi đi tới hết thảy kế hoạch đều có thể làm như ý nguyện hứa thanh gật đầu cái này còn có rất nhiều thứ chi tiết cần giải quyết nhưng mà đội trưởng hiển nhiên rất có thiên phú trên việc cải trang, cho nên Hứa Thanh không hề lo lắng về những chi tiết này. Hắn phân tích đại khái phương hướng, cảm thấy việc này có thể làm. Đi tới địa phương nào của Thánh Lan tộc? Hứa Thanh hỏi. Đại Hoang Đông quận của Thánh Lan tộc. Đội trưởng thấp giọng nói, bên trong Thánh Lan đại vực có 14 quận địa, mà Đại Hoang Đông quận lại giáp giới cùng Phong Hải quận, bên trong tồn tại một chỗ dị địa, tên là Chân Tiên Thập Tràng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn không biết nhiều về Thánh Lan tộc. Nhưng sau khi nghe đến cái tên này, bản năng vẫn có chút cảm giác quái dị, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, đội trưởng thấp giọng mở miệng có phải cảm thấy cái danh tự này rất quái dị đúng không? Chân tiên thập tràng chính là nói 10 cái cây kỳ lạ giống như là ruột, uốn lượn sinh trưởng đâm thẳng vào bầu trời. Cây chân tiên thập tràng đã tồn tại trong năm tháng cực lâu, trước khi thần linh đến đây, phạm vi của nó lan tràn hơn phân nửa địa vực, được vạn tộc của vực này cúng bái, tế hiến. Nghe nói lúc đó, đưa mắt nhìn toàn bộ vực này tất cả tầm mắt đều là phân nhánh của cái cây kia, phía trên treo vô số thi hài, đều là tế tự cho thần, nghe nói như vậy có thể thu được chúc phúc, coi như là huyền u cổ hoàng cũng không thể ngăn cản được cái tập tục của vực này. Đương nhiên đây là bởi vì này chân tiên thập chàng còn có một truyền thuyết. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia âm u, theo truyền thuyết, vào vô tận năm tháng trước, vị chân tiên thập chàng này là do tộc nhân cuối cùng của ách tiên tộc, thành tiên biến thành. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại, ách tiên tộc thần bí khó lường bọn họ cho rằng chàng là thứ chạy xuyên suốt sinh mệnh, là bản nguyên của hết thảy điểm. Bắt đầu, một khắc thành tiên cần mổ bụng, lấy bản thân làm phụ, phóng thích linh chàng dung nhập vào thiên địa, có thể hấp thu chất dinh dưỡng của thế giới. Trong truyền thuyết, vị ách tiên tộc cuối cùng này đã thành công, gã hóa thành chân tiên của đại lục vọng cổ, mà cái chân tiên thập chàng này, chính là bản thể của vị kia. Nhưng thần linh đến, đã giam cầm vị kia lại, bây giờ đang ngủ say. Đội trưởng nói qua, lấy ra một quả táo và một cái quả đào đưa quả táo cho hứa thanh còn mình thì gặm quả đào một cái tiếp tục nói thế mà cũng là chân tiên hứa thanh thở sâu cái này không giống với tiên trong trong tưởng tượng của hắn không ngờ tới đúng không chân tiên chính là như vậy đấy tiểu thanh à ngươi vẫn chưa hiểu rõ về cái thế giới này đâu về sau phải học tập đại sư huynh ta nhiều một chút đội trưởng cắn quả đào thần sắc mang theo một tia đắc ý hứa thanh cảm thấy có đạo lý gật đầu rất nghiêm túc ánh mắt đội trưởng mang theo thâm ý nhẹ giọng mở miệng ngươi cho rằng tiên là cái dạng gì nhân tộc chúng ta thì cho rằng là tiên phong đạo cốt xuất trần cách thế phong giật phiếu miểu nhưng nhận thức của mỗi tộc đều không giống nhau ách tiên tộc cho rằng tiên chính là thập tràng mà còn có càng nhiều dị tộc thần thoại trong tộc quần của bọn họ lại càng có rất nhiều bộ dáng khác biệt dị dạng về sau nơi chúng ta phải đi rất nhiều ngươi sẽ gặp được vô số những việc kỳ quái cái thế giới này quả thực rất thú vị đội trưởng nở nụ cười đáy lòng hứa thanh dâng lên gợn sóng, nhìn về phương xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giọng nói của đội trưởng vẫn tiếp tục truyền ra. Bốn phía xung quanh cây chân tiên thập tràng lan tràn ra những khu rừng rậm vô tận. Mục tiêu lần này của chúng ta, chính là đi vào trong đó. Mảnh rừng rậm chân tiên thập tràng kia, cách mỗi 100 năm sẽ mọc ra rất nhiều chân tiên đạo quả. Đương nhiên bộ dạng của trái cây kia vô cùng quỷ dị, giống con mắt như đúc. Loại trái cây này không thể ăn, ăn sẽ nổi điên, sinh ra nhiều nhân cách, ngay cả đám người Thái Ti Tiên môn kia tu luyện công pháp cần nhân cách rất nặng, nhưng cũng không dám ăn vào. Nhưng chân tiên đạo quả lại là một loại tài liệu luyện khí chân quý, có thể sử dụng để cho pháp khí tăng cao uy lực, cho nên giá trị rất xa xỉ. Mà quận đô chúng ta, bởi vì không tiến hành lai vãng mộ dịch cùng với Thánh Lan tộc, cho nên quanh năm tuyên bố nhiệm vụ thu mua loại đạo quả này, một đạo quả liền đổi được một vạn quân công. Lần này, nếu chúng ta kiếm được mấy trăm đạo quả, chẳng phải là có mấy trăm vạn quân công rồi sao? Thế nào Tiểu Thanh, đại sư huynh của ngươi có lợi hại hay không? Đây chính là một cái đại sự mà ta đã đào bới tìm kiếm rất lâu trong công bạc ti mới tìm được. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu thứ nhất, sau này còn có những cái khác. Thần Sắc đội trưởng mang theo một chút đắc ý, ăn xong một quả đào, lại lấy ra một quả đào, gặm một cái. Hứa Thanh theo bản năng bày ra vẻ mặt bội phục, trong mắt lộ ra suy tư. Tiểu sư đệ, ngươi đừng qua loa như vậy có được hay không? Năng lực biến hóa nét mặt của ngươi vẫn là ta dạy cho ngươi đấy đội trưởng nói xong trông mong nhìn hứa thanh hứa thanh nhẹ gật đầu ánh mắt trợn to trên mặt hiện lên vẻ không cách nào tin sau đó bình tĩnh mở miệng đại sư huynh bốn phía chân tiên thập tràng ngoại trừ bản thân cái cây này ra còn có bố trí và nguy hiểm gì không với cả vật trọng yếu như thế thánh lan tộc có lẽ cũng sẽ phải hái mới đúng đội trưởng nhìn biểu cảm hứa thanh biến hóa miễn cưỡng tiếp nhận vừa ăn đào vừa tiếp tục giảng giải kế hoạch của mình bản thân chân tiên thập tràng đã có đủ nguy hiểm nhưng dẫu sao cũng là thần ngủ say. Mà rừng rậm bốn phía do chân tiên thập chẳng biến thành, vô số năm qua bởi vì sự tồn tại của đạo quả, cho nên trong này đã tạo thành một số tiểu vương quốc, những nước nhỏ này phần lớn là phụ thuộc vào bốn đại vương triều bên trong thánh lan đại vực. Mỗi một lần đạo quả trưởng thành, những tiểu vương quốc này sẽ chịu trách nhiệm thu thập, sau đó cống nạp riêng lên đại vương triều mình phụ thuộc. Nguy hiểm đích xác là có, nhưng chúng ta lấy thân phận hắc thiên tộc, chỉ cần xử lý tốt chi tiết, tuyệt đối có thể hoàn thành chuyện lớn. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra điên cuồng. Mấu chốt chuyện này là chúng ta làm sao đi qua đó, trực tiếp lấy thân phận hắc thiên tộc thì có chút đột ngột. Hứa Thanh nói khẽ, đội trưởng đã tính trước, một bộ dạng tất cả đều nằm trong sự bày mưu nghĩ kế của mình. Mỗi lần đạo quả của chân tiên thập tràng tới gần lúc trưởng thành, cũng cần một loại chất dinh dưỡng đặc thù, tên là vân mẫu thạch. Mặc dù loại chất dinh dưỡng này chỗ khác cũng có, nhưng sản lượng không nhiều lắm, duy bên trong chiêu Hà Châu của phong hải quận chúng ta là thừa thải cho nên mỗi khi cái đạo quả này tới gần thời điểm thành thục, sẽ có rất nhiều thương đội thánh lan tộc lén lút lẻn vào, vận chuyển vân mẫu thạch. Mặc dù quan phương không mậu dịch cùng thánh lan tộc, nhưng Diêu Gia lại hỗ trợ thánh lan tộc. Đây cũng chính là một chỗ thu vào trọng yếu của Diêu Gia. Nói đến đây, đội trưởng liếc mắt nhìn qua hứa thanh. Ngươi hiểu ý tứ của ta chưa tiểu thanh. Trong mắt hứa thanh lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nhẹ giọng mở miệng. Để cho một đoàn xe trong đó, chủ động đưa chúng ta vào thánh lan tộc. Đội trưởng cười ha ha, hai mắt sáng lên không sai ta đã tính toán kế hoạch hết rồi lúc ấy ta kêu ngươi dùng ngọc giản lưu ảnh quan sát mấy tên hắc thiên tộc chính là vì việc này chúng ta ngụy trang thành hắc thiên tộc việc này ta có nắm chắc cũng đã có chuẩn bị mặc dù tin tức hắc thiên tộc bị chấp kiếm cung bắt rất là bí ẩn nhưng ta đã bí mật truyền việc này ra cho một đoàn xe khiến cho bọn họ biết được có một việc như vậy nhưng bọn họ lại không biết chúng ta đã bắt mấy tên hắc thiên tộc tiếp theo chúng ta cần phải diễn một tuồng kịch việc này cần phải có chấp kiếm giả tới phối hợp ngươi quen thuộc với khổng tường long như vậy chuyện này liền giao cho ngươi thế nào đội trưởng thấp giọng nói hứa thanh suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu vậy thì cứ quyết định như thế nhé buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát đội trưởng hít sâu trong mắt lộ ra vẻ chờ mong nuốt nốt quả đào trong tay vào miệng tiểu thanh lần này chúng ta sẽ phát đạt hơn nữa tuyệt đối không có nguy hiểm chúng ta sẽ lấy thân phận chủ nhân đi qua đó hứa thanh nghe xong liền hiểu lần này nguy hiểm cực lớn bất quá hắn cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ vả lại một khi thành công quân công hoàn toàn vô cùng kinh người vì vậy trong mắt tương tự lộ ra vẻ chờ mong hắn vô cùng khát vọng đối với quân công về phần sau khi việc này hoàn thành hai người trở về như thế nào hứa thanh không hỏi hắn và đội trưởng đã nhiều lần làm chuyện lớn tiết tấu của hai người chính là giai đoạn trước đồng tâm hiệp lực cố hết sức liều cho tới bến sau khi làm thành thì dựa theo thiên mệnh giờ phút này đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi hứa thanh xuất ra ngọc giản để truyền âm cho khổng tường long cũng không nói toàn bộ chỉ là nói nhu cầu ra sau khi khổng tường long nghe xong liền cười ha ha cải trang thành hắc thiên tộc sao rất thú vị dẫn ta theo cùng ta và đại sư huynh của ta hứa thanh do dự ách vậy ta không đi nữa hứa thanh ta biết rõ ngươi không thích nghe nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi cẩn thận đại sư huynh của ngươi y chỉ có ánh sáng một trượng không đáng tin cậy đừng để y lừa hứa thanh cười khổ lại nói chuyện vài câu cùng khổng tường long sau khi ước định chi tiết ngày mai, liền kết thúc truyền âm. Mắt thấy sắc trời đã tối, hứa thanh sửa sang lại túi chữ vật một chút, nghĩ thời gian ra ngoài lần này không xác định, vì vậy truyền âm báo cho tử huyền thượng tiên biết việc mình muốn đi ra ngoài. Làm xong những thứ này, hắn khoanh chân đả tọa, chờ đợi hừng đông. Chỉ là, còn chưa đợi tới hừng đông, bên ngoài kiếm các của hắn đã có một người đến. Chính là tử huyền thượng tiên. Nàng đi vào trong kiếm các, mùi hương trên người lập tức tràn ngập kiếm các, Nàng nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi đi ra ngoài làm việc, ta sẽ không ngăn cản, nhưng vật bảo vệ trên người ngươi vẫn chưa đủ, ta tới đưa cho ngươi một thứ." Ánh trăng bên ngoài cửa chiếu vào bóng hình xinh đẹp của nàng, chảy xuôi trên quần áo của nàng, chiếu vào trên mặt đất. Dưới ánh trăng, Tử Huyền tựa như đứng ở bên trong nguyệt hà, vẻ mặt thanh nhã cùng với ánh mắt ôn nhu, tựa như một đóa hoa sen nở rộ trong nguyệt hà, giữ vững phần bình yên thuộc về bản thân. truy cập haleyzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nhìn qua tử huyền, hứa thanh trần chờ một chút, trong đầu hiện ra ngọn núi và ràng buộc mà đội trưởng đã từng nói qua. Lúc trước hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, mà trong khoảng thời gian này lại bận rộn cảm ngộ, cho nên thi thoảng cũng chỉ truyền âm hỏi tử huyền thượng tiên về thiên đạo, cũng không nói chuyện nhiều, cũng không hề gặp mặt. Giờ phút này nhìn tử huyền thượng tiên, hứa thanh chắp tay cúi đầu, bái kiến tiền bối, nghe xưng hô của hứa thanh, tử huyền thượng tiên hơi nhuyến mày, sau khi đánh giá hứa thanh vài lần, trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán, nàng cảm thấy không bình thường. Từ hai tháng trước, nàng cũng cảm thấy cảm xúc hứa thanh hình như có chỗ biến hóa, mà hiện giờ cái cảm giác này lại càng thêm rõ ràng, dẫu sao so với nam nhân, nữ nhân nhạy cảm và để ý tới từng chi tiết hơn nhiều. Chẳng lẽ là cái tên chết tiệt trần nhị ngư kia lại ngứa ra? Tử huyền lập tức đoán được mấu chốt, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cất bước đi vào kiếm cát, bàn tay trắng như ngọc dơ lên và nhẹ nhàng hạ xuống cánh cửa kiếm các sau lưng lập tức phịch một tiếng khép kín lại. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, biểu cảm tử huyền dịu dàng, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bình thuốc. Hứa thanh, lúc trước người truyền âm nói có việc phải đi ra. Ngoài, chính là đi xa, rời khỏi phong hải quận đúng không? Hứa thanh gật đầu. Như thế, che chở ở trên người của ngươi sẽ chưa đầy đủ rồi, tới đây ngồi xuống. Tử huyền nhìn qua hứa thanh, ôn nhu mở miệng. Ánh mắt này khiến cho đáy lòng hứa thanh thở dài, lặng lẽ đi tới và khoanh chân ngồi đối diện tử huyền khoảng cách gần như thế mùi hương quen thuộc lại lần nữa đập vào mặt thấm vào hứa thanh trong mũi lượn lờ ở trong tâm thần của hắn trên người của ngươi đã có vật che chở mà sư tôn ngươi cho nhưng nếu như ngươi rời khỏi phong hải quận ngươi còn thiếu phương pháp ẩn nấp tử huyền đưa bình thuốc trong tay ra để ở một bên bên trong bình này là máu của kiếm hoàng trong linh âm cấm địa ra ngoài làm loạn nghinh hoàng châu năm đó bị các tông môn nghinh hoàng châu liên thủ phối hợp với chấp kiếm đình chấn áp cũng là phần mà ta được phân đến từ trong trận chiến ấy nhiều năm qua ta thông qua cảm ngộ giọt máu này cũng có một chút sở thành cho nên bây giờ cũng còn thừa không nhiều lắm hôm nay ta lấy máu của kiếm hoàng phối hợp với đạo của ta vẽ cho ngươi một đạo phù ẩn nấp bởi vì tài liệu họa phù là máu của kiếm hoàng cho nên một khi phù hình thành liền có vị cách cực cao trong thời gian ngắn có thể giúp ngươi che lấp hết thảy khí tức khiến người ngoài không nhìn ra thân phận nhân tộc của ngươi cũng không nhìn ra hình dáng của ngươi hứa thanh nghe vậy tâm thần chấn động nhìn cái bình tử huyền thượng tiên để ở một bên hắn biết rõ vật này giá trị cực lớn đáy lòng cũng dâng lên gợn sóng đối với lời nói của tử huyền thượng tiên trừ phi ngươi trêu chọc tồn tại quy hư tứ giai nhưng mà loại tồn tại này bất kể ở địa phương nào đều là hạng người rất cao cấp khả năng ngươi gặp phải cũng không lớn lắm nhưng ngươi phải nhớ kỹ huyết phù này thời khắc phát huy rất khó có thể duy trì lâu dài nhiều nhất ba tháng sẽ tản đi giọng của tử huyền thượng tiên dịu dàng tràn đầy dặn dò hứa thanh mở to miệng muốn nói cái gì đó nhưng không đợi lời nói truyền ra tử huyền nhách miệng lên lộ ra vui vẻ không cần phải nói những lời khách khí nữa cởi áo ra đi hứa thanh sững sờ sững sờ cái gì họa phù tất nhiên phải vẽ ở trên người của ngươi rồi tử huyền trừng mắt nhìn trong mắt mang theo vẻ hài hước nếu như đổi thành người khác thì hứa thanh sẽ không do dự nhưng khi đối mặt với tử huyền thượng tiên hắn rất là căng thẳng nhưng hắn cũng hiểu sự trọng yếu của phù ẩn nấp vì vậy liền hít sâu một hơi cởi đạo bào ra, lộ ra thân thể tinh luyện. Tử Huyền đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt ửng đỏ, tay phải giơ lên chạm một ngón tay vào bờ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức khoanh chân xoay người, đưa lưng về phía Tử Huyền. "Phải tĩnh tâm." Tử Huyền thổ khí như lan, giọng nói giống như một cọng lông vũ rơi vào trong lòng Hứa Thanh, đảo qua tâm thần, dấy lên từng trận rung động. Hứa Thanh rất khẩn trương, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua loại chuyện này, trái tim theo bản năng đập nhanh hơn thân thể cương cứng lúc này tử huyền thượng tiên ở phía sau hắn cầm lấy bình thuốc đổ ra một giọt máu tươi màu vàng thần sắc biến thành nghiêm nghị hứa thanh phù này rất phức tạp cần làm liền một mạch không thể gián đoạn trong lúc nói tử huyền bình tĩnh giơ tay lên ngón tay dính máu của kiếm hoàng ở linh âm cấm khu chạm vào da thịt trên phần lưng của hứa thanh nhẹ nhàng vẽ một vòng bắt đầu vẽ phù văn ngón tay của nàng khi thì chậm chạp khi thì nhanh chóng lướt khắp phần lưng hứa thanh những nơi đi qua ngoại trừ vẽ ra dấu vết màu vàng, còn khiến làn da hứa thanh run rẩy. Vào thời khắc này, tất cả tóc gáy của hắn đều dựng lên. Mà loại cảm giác ngón tay lướt qua trên người người khác, tựa như tóc khẽ lượn lờ lướt qua, từ làn da thấm vào trong lòng, hóa thành càng nhiều gợn sóng hơn nữa, càng lúc càng nhiều, về sau da đầu hứa thanh cũng không nhịn được mà run lên. Tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng không khống chế được mà trở nên rồn rập. Cuối cùng hứa thanh hung hăng nghiến răng, nhiều lần hít sâu, trong đầu hiện ra thảo mộc kinh lặng lẽ đọc thuộc trong lòng. Phương pháp này đúng là cũng có tác dụng, nội tâm của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi đọc thuộc lòng ba lần thảo mộc kinh, theo sắc trời bên ngoài đã là bình minh, chán hứa thanh mơ hồ xuất hiện mồ hôi, mà phủ ẩn nấp tử huyền vẽ cho hắn rốt cuộc cũng đã được hơn phân nửa. Tiếp đến chính là đằng trước. Giọng nói của tử huyền cũng có một chút cảm xúc không cùng một dạng với lúc trước, không đợi hứa thanh cẩn thận phân biệt, trong nháy mắt tiếp theo dưới một ngón tay nhẹ nhàng của tử huyền thân thể của hắn lập tức quay nửa vòng biến thành đối mặt với tử huyền hơi thở thơm tho không thể tránh khỏi rơi vào trên mặt hứa thanh hắn thậm chí thấy rõ lông mi khẽ run cùng với lông tơ thật nhỏ trên mặt tử huyền còn có dạng mây đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da của nàng nàng cũng khẩn trương hứa thanh sững sờ hắn chưa bao giờ thấy qua biểu cảm này của tử huyền trong khi hắn đang suy nghĩ tử huyền ho nhẹ một tiếng khuôn mặt ửng đỏ và lông mi run rẩy nhưng ánh mắt lại rất sáng ngón tay chỉ vào ngực hứa thanh bắt đầu vẽ họa phù một khắc bị chạm vào tâm thần hứa thanh chấn động sau đó hai mắt khép kín định khí ngưng thần tiếp tục đọc thuộc lòng thảo mộc kinh trong lòng cố gắng làm cho mình bình tĩnh ngón tay của tử huyền tựa như nước chảy nhẹ nhàng mơn trớn trên người của hắn đã trở thành sự trở ngại hắn đọc thuộc lòng kinh văn theo từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện ở trên người hứa thanh cái loại cảm giác mãnh liệt này càng khiến cho trong đầu hứa thanh tựa như nổi lên sóng biển một luồng lại một luồng không ngừng dâng lên cho đến sau một nén nhang lúc sắc trời bên ngoài đã sáng ngời ngón tay của tử huyền vẽ trên ngực hứa thanh mới có chút dừng lại hứa thanh tim của ngươi đập thật nhanh giọng của tử huyền rất nhẹ nhưng trong kiếm cắt im lặng này vẫn rất rõ ràng vang vọng vào bên tai hứa thanh hứa thanh hít sâu và mở hai mắt ra nhìn thấy tử huyền cả khuôn mặt đỏ bừng không nên cử động đây là một nét vẽ cuối cùng bốn mắt nhìn nhau giọng của tử huyền có chút run rẩy ngón tay của nàng hơi di động đảo qua từ ngực hứa thanh vẽ đến phần cổ đến cằm cho đến sau tai thân thể nàng cũng ở trong động tác này chậm rãi tới gần phía hắn hơn toàn thân hứa thanh vô cùng cứng ngắc thảo mộc kinh không cách nào thành hình trong đầu nữa trong mắt là một mảnh mờ mịt mắt thấy tử huyền càng lúc càng gần nhưng vào lúc này bên ngoài kiếm các đột nhiên chuyển đến giọng nói hào hứng bừng bừng của đội trưởng Tiểu Thanh, ngươi thế nào rồi, ra ngoài thôi, chúng ta xuất phát, đi làm đại sự. Ồ, tại sao nơi này lại nhiều thêm một tầng phòng hộ? Tiểu Thanh, ngươi đang làm gì thế? Theo giọng nói của đội trưởng truyền đến, Tử Huyền nhanh chóng thu ngón tay lại, có chút khẩn trương đứng lên, mặc dù ngày bình thường nàng hay trêu chọc Hứa Thanh, bộ dạng như là đại tỷ tỷ từng trải, nhưng việc Hứa Thanh chưa trải qua, nàng tương tự cũng chưa trải qua. Giờ phút này sửa sang lại mặt đỏ một chút, lấy tóc đen để che giấu tâm thần hoảng loạn sau đó nàng ho khan một tiếng, không dám nhìn tới hứa thanh, nhanh chóng mở miệng. Hứa thanh, chú ý an toàn trên đường. Nói xong tử huyền quay người, bóng lưng thướt tha mang theo một chút vội vàng, đi về phía cửa kiếm cát, vắt tay, đại môn mở ra, lộ ra đội trưởng vẻ mặt kinh ngạc bên ngoài. Một cái chớp mắt, biểu cảm đội trưởng liền chuyển từ kinh ngạc biến thành chấn động, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn tử huyền, lại quét mắt nhìn hứa thanh đang mặc quần áo ở bên trong cánh cửa. Ta không thấy gì, ta không nhìn thấy gì hết đội trưởng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước nhắm mắt lại đáy lòng giống như có sóng biển cuộn mình thầm nghĩ không phải hai người này đã xảy ra chuyện gì không thể miêu tả rồi chứ trần nhị ngưu không đợi đội trưởng tiếp tục suy tư tử huyền nhàn nhạt mở miệng đệ tử nghe đội trưởng từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng đáp lại tháng trước liên minh bát tông chuyển đến tin nói là hài cốt cổ xà bên trong bí địa lại có một chút dơ bẩn đáy lòng đội trưởng run lên nghe được bên trong những lời này ẩn chứa ý tứ gõ mình vì vậy nhanh chóng cân nhắc xem mình đã phạm vào lỗi sai gì, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, thầm nghĩ nhất định là chính mình phá hỏng chuyện tốt của đối phương. Nhìn một màn không nên nhìn, vì vậy ngay lập tức mở miệng. "Thượng tiên, hôm qua ta tu hành xảy ra chút vấn đề, không biết vì sao mắt bị hỏng mất rồi." Tử Huyền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truyền ra lời nói. "Còn có, ta có một người khuê trung mật hữu tên là Lý Thi Đào, mấy ngày hôm trước nàng nói với ta, rằng nàng nhìn thấy một tên giáo giác vừa ăn đào vừa lén lút nhìn mình." Ở phụng hành cung, có phải là ngươi không? Chắc chắn không phải là đệ tử, đệ tử tuyệt đối sẽ không nhìn lén, và lại chỉ ăn táo. Thần sắc đội trưởng nghiêm nghị, không cần nghĩ ngợi mở miệng. À, tử huyền cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói hai câu, sau đó tim đập rộn lên, cất bước rời đi. Cho đến khi tử huyền rời đi, đội trưởng mới mở mắt ra quan sát khắp nơi, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong kiếm cát, bất khả tư nghị nhìn hứa thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? lúc này Hứa Thanh đã mặc đạo bào vào, thần sắc như thường, nghe vậy kinh ngạc. gì cơ? À, đội trưởng sững sờ, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh vài lần, lén lút tới gần hỏi: ngươi và Tử Huyền Thượng Tiên, đại sư huynh, chúng ta nên xuất phát rồi. Hứa Thanh nói xong, rời khỏi kiếm cát. đội trưởng đi theo sau, nhìn bóng lưng rời đi mơ hồ của Tử Huyền Thượng Tiên, lại đưa mắt nhìn Hứa Thanh, lấy ra một quả đào cắn một cái, cười hắc hắc, bước nhanh đuổi theo. hôm nay không có tuyết nhưng có gió nhỏ điều này cũng không ảnh hưởng tới nắng giáo sáng sủa trên bầu trời càng bởi vì tầng mây mỏng manh khiến cho bầu trời là một mảnh xanh thẳm vì vậy tia nắng ban mai cũng trở nên đặc biệt chói mắt ánh nắng chiếu xuống cả vùng đất rơi vào trên người hai người đi xa kéo thân ảnh của bọn hắn trở nên vô cùng dài gió nhẹ quét tới truyền tới giọng nói tiểu sư đệ ngươi nói với đại sư huynh tối hôm qua ngươi có phải đã trưởng thành làm chuyện người lớn rồi phải không tiểu sư đệ tại sao ngươi không nói chuyện thế vẫn còn ngại ngùng à ai nha mà thôi mà thôi sư huynh không trêu chọc ngươi nữa tiểu sư đệ thân ái của ta ngươi nhất định phải nhớ kỹ lúc chúng ta trở lại ngươi phải giới thiệu đào đào của ta cho ta đấy ta cũng muốn trưởng thành muốn làm chuyện người lớn rồi câu nói cười đùa mang theo tiếng cười vang vọng ra theo thân ảnh hai người càng đi càng xa tiếng cười cũng chầm chậm biến thành tiếng vang nhỏ nhẹ sau giờ ngọ vào thời khắc này trên bầu trời không mây ánh mặt trời thỏa thích phóng ánh sáng chói mắt nhất trong một ngày của mình chiếu vào trên thủy mặc sơn mạch cách thành chỉ quận đô một phạm vi. Sở dĩ gọi cái tên này, bởi vì địa chất nơi đây rất đặc biệt, lấy hai màu đen trắng là chủ yếu, không có bất kỳ cây cối nào tồn tại, chỉ có duy nhất một loại rắn tên là tên là thủy mặc sống quần cư ở đây. Mà núi đá hai màu trồng chất lên nhau, từ xa nhìn tới, tựa như có người trải ra một bức tranh thủy mặc ở nơi đây vậy. Giờ phút này, trên một chỗ đỉnh núi như bức tranh thủy mặc có sáu người đang ngồi. Sáu người này phân biệt rõ ràng, một người ngồi một mình sau đó là một người ngồi ở giữa bốn người người ngồi một mình dĩ nhiên là đội trưởng vẻ mặt đắc ý ngồi khoanh chân ở chỗ cao nhất ánh mắt phóng qua hứa thanh bao quát bốn người phía sau bốn người phía sau theo thứ tự là khổng tường long sơn hà tử vương thần cùng với dạ linh bọn họ hầu như là không quan tâm tới đội trưởng giờ phút này mọi người ngồi nhìn hứa thanh ở bên trong tất cả đều rất hiếu kỳ nơi đây chính là địa điểm mà hứa thanh ước định trước với khổng tường long cả hai sẽ phối hợp với nhau để diễn một tuồng kịch. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Trong khi đám người khổng tường long chờ mong, đội trưởng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, hứa thanh gật đầu. Đội trưởng hất cầm lên, bày ra thái độ siêu nhiên, lấy ra hai bình thuốc và ném cho hứa thanh một bình. Bên trong mỗi bình, đều có một viên huyền thiên yêu nguyệt đan. Sau khi chúng ta ăn vào thì có thể cải biến kết cấu thân thể, khiến cho máu thịt có thể biến hóa chân chính. Như thế sau khi hóa thành hắc thiên tộc, có thể dùng giả cháo thật. Lời đội trưởng vừa ra, Khổng Tường Long liền nhướng lông mi lên cao, có chút ngoài ý muốn, Sơn Hà Tử bên cạnh cũng hít vào một hơi, thần sắc thay đổi. Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan, đây chính là đan dược tuyệt mật của y tộc, giá trị xa xỉ và lại rất hiếm thấy, nghe nói mỗi một tài liệu của đan dược đều từ biến hóa của tộc nhân. Vương Thần và Dạ Linh cũng đều giật mình, nhìn Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng thể hiện bộ dạng không đáng nhắc tới, Phong Khinh Vân đạm mở miệng, "Đan này cũng bình thường thôi." vốn dĩ có lựa chọn tốt hơn nhưng y tộc thiếu nợ ta một cái nhân tình sau khi biết được ta có nhu cầu về mặt này liền bay qua mấy châu đích thân đưa đến quận đô cho ta quỳ bảy ngày bảy đêm khẩn cầu hai thịnh tình không thể từ chối ta cũng chỉ có thể thu lại thần sắc hứa thanh cổ quái cầm lấy bình thuốc và quét mắt nhìn đội trưởng lại nhìn đám người khổng tường long đang nhíu mày hiển nhiên là mọi người đều không tin những lời này của đội trưởng đội trưởng lắc đầu thở dài bày ra bộ dạng không muốn nói nhiều về việc này lấy đan dược bên trong bình thuốc ra. Đan dược vừa hiện, liền tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, trói mắt lập lòe, càng có mùi hương kỳ dị từ trong khoách tán ra. Hứa thanh ngửi một cái liền cảm thấy máu thịt bản thân giống như đang tự động nhúc nhích, từ đây liền có thể thấy được sự bất phàm của nó. Ngay trước mặt mọi người, đội trưởng một hơi nuốt viên thuốc này vào, sau đó thân hình chấn động, mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên ngoài thân thể, của y được tạo thành một bộ y phục. Bộ y phục này toàn thân màu xám, không ngừng bao trùm, cuối cùng bao phủ toàn thân đội trưởng. Sau đó chúng nó chợt co rụt lại, thân thể đội trưởng ở dưới tác dụng của lớp y phục này lập tức cải biến, tứ chi biến thành hết sức nhỏ, thân hình biến thành nhỏ gầy, đầu người lại lớn hơn một chút, mí mắt cũng biến mất, hai mắt phóng đại. Dưới bộ quần áo kia bao bọc lại, tóc của y cũng cải biến, tạo thành từng đám gai sóc giống như con nhím. Một tên hắc thiên tộc cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn thần kỳ này khiến đôi mắt của đám người khổng tường long lộ ra ánh sáng. Mặc dù bọn họ phần lớn nghe qua y tộc có viên đan được kỳ diệu đó, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh nhìn thấy đội trưởng hoàn thành biến hóa, không chần chờ chút nào, lấy đan dược ra và một hơi nuốt vào, sau đó liền cảm nhận được máu thịt của mình trong một cái chớp mắt nhanh chóng bị cải biến, tựa như phân ra một bộ phận bị đưa đến bên ngoài thân thể, tạo thành quần áo bộ dạng hắc thiên tộc. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt của đám người khổng tường long, bộ dạng của Hứa Thanh cũng biến hóa, cũng đã trở thành hắc thiên tộc làn da màu xám thân thể nhỏ gầy đầu người rất lớn và tràn đầy gai sắc mà quần áo trên người hắn cũng theo đó hình thành quần áo không phải đạo bào mà là áo giáp màu đỏ sậm bao trùm toàn thân thoạt nhìn rất là kỳ dị máu của hắc thiên tộc là màu đen mặt khác mặc dù khí tức của các ngươi không có sơ hở nhưng hành vi cử chỉ cùng với pháp thuật của hắc thiên tộc cũng khác biệt với nhân tộc chúng ta nhìn qua hứa thanh và trần nhị ngư khổng tường long đè xuống kích động muốn tham dự trong lòng nhắc nhở một câu Việc này tự nhiên đều nằm trong tính toán của Trần Mỗ. Đội trưởng cười ngạo nghễ, ném cho hứa thanh một viên đá màu đen. Đây là hắc huyết thạch, sau khi ăn vào, màu sắc của máu trong người sẽ cải biến trong thời gian ngắn. Nói xong, đội trưởng một hơi nuốt vào, tiếp theo liền cắn mình một cái, nghiến thủng máu thịt, bên trong tràn ra máu tươi màu đen, phối hợp khí tức trên thân, giống hắc thiên tộc như đúc. Về phần pháp thuật, hai mắt màu đen âm u của đội trưởng hóa thành hắc thiên tộc lóe lên, hư vô trước mặt lập tức vạn vẹo, thế mà lại có một thanh trưởng mơ mơ hồ nhanh chóng hình thành. Sau đó đội trưởng liền giơ tay phải lên, vung ra phía ngoài một cái, thân thể lập tức chấn động, trong nháy mắt tiếp theo, vô số thủy mặc xà trong ngọn núi này liền chuyển ra âm thanh sàn sạt, từ bát phương chui ra hội tụ đến, ngẩng đầu về phía đội trưởng, giống như đang nghe lệnh y, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một màn này lập tức khiến đám sơn hà tử chợt đứng lên, vương thần và dạ linh cũng hít vào một ngụ, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt khổng tường long cũng lập ánh sáng, thật sự là hết thảy mọi thứ, đều giống như đúc với hắc thiên tộc trong trí nhớ của bọn họ, nô dịch vạn tộc từ không sinh có. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá trình đối phương biến hóa, giờ phút này bọn họ cũng sẽ cho rằng Trần Nhị Ngưu chính là hắc thiên tộc. Hứa Thanh cũng lắp bắp kinh hãi. Thấy phản ứng của mọi người, đội trưởng cao thâm mặt chắc cười cười, vất tay lệnh bầy rắn tản đi, trường mâu tan biến, tiếp tục đắc ý mở miệng. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh tất nhiên sẽ dẫn ngươi đi làm một chuyến lớn, về sau đừng đi lung tung ra ngoài nhận nhiệm vụ cùng người khác nữa, những cái nhiệm vụ kia quá ít quân công, loại việc nhận nhiệm vụ này còn phải xem ai dẫn theo ngươi ra ngoài." Khổng Tường Long hừ lạnh một tiếng, Hứa Thanh cười khổ, nuốt hòn đá màu đen trong tay vào miệng, khiến huyết dịch bản thân cải biến, sau đó hắn cũng tò mò đội trưởng làm như thế nào để triển khai được pháp thuật của Hắc Thiên tộc, nhưng khi hắn nghĩ đến sự thần bí trên người đội trưởng, liền cảm thấy việc này hình như cũng không có gì thần kỳ. Có lẽ ta cũng có thể hứa thanh như có điều suy nghĩ nhớ tới con mắt của hắc thiên tộc mà mình đã nghiên cứu ba ngày kia như vậy thì tiểu sư đệ quy củ vẫn như lúc xưa chứ nhỉ đội trưởng đảo qua đám người khổng tường long sau đó nhìn về phía hứa thanh liếm liếm bờ môi hứa thanh vừa nghe liền hiểu trong mắt to màu đen lộ ra một tia do dự nhẹ gật đầu đám người khổng tường long nghe vậy liền kinh ngạc không biết quy củ lúc xưa của hai người trước mắt là cái gì ngay khi bọn họ đang cân nhắc Đội trưởng bỗng nhiên bước một bước ra, tay phải giơ lên, một cây thương bằng hàn băng xuất hiện, một thương đâm thẳng vào ngực Hứa Thanh, xuyên suốt qua người, sau đó băng mâu nổ tung, hóa thành vô số mũi băng sắc bén, trực tiếp bộc phát trên người Hứa Thanh. Trong chốc lát, toàn thân Hứa Thanh tràn ngập máu tươi màu đen, mà đội trưởng vẫn không kết thúc, tay phải nắm lại, đấm một quyền vào trên cánh tay phải Hứa Thanh, giặc giặc một tiếng bẻ ngang, sau đó trong khi Hứa Thanh hít sâu, đội trưởng nhanh chóng mở to miệng muốn cắn. Hứa Thanh trừng mắt, lập tức rút lui, chuyển ra lời nói: "Tới phiên ta." "Ha ha, thói quen thói quen, không phải cố ý, tới ngươi tới ngươi." Đội trưởng có chút lúng túng. Hứa Thanh nhịn đau, ánh mắt bất thiện, lập tức tới gần, tay phải vừa lật liền xuất hiện một thanh dao găm màu đen, lập tức đâm xuyên thẳng qua bụng đội trưởng. Đội trưởng kêu rên một tiếng, máu tươi phun trào, Hứa Thanh vẫn không ngừng lại, dao găm cắt thẳng lên trên sau đó lại rút ra, thay đổi phương hướng tiếp tục chọc tới, liên tiếp bảy tám đao, trên người đội trưởng tràn đầy thương tích, hứa thanh theo bản năng ngẩng đầu, lại lướt qua trên cổ đội trưởng. Một đao lướt qua, đầu người xém chút nữa rớt xuống. Đội trưởng trợn mắt thật to, cấp tốc rút lui, không phục mở miệng. Chấp kiếm giả đuổi giết chúng ta thật lâu, cho nên phải có vết thương do kiếm. Nói xong, y liền rút ra kiếm lệnh, đâm bảy tám lần về phía hứa thanh. Hứa thanh nhịn đau, máu tươi chảy xuống. Càng nhiều thêm nữa, cũng trầm giọng truyền ra lời nói nếu như truy sát rất lâu chúng ta cũng không có đủ thời gian nghỉ ngơi miệng vết thương sẽ phải hư thối trong lúc nói hắn bắt đầu phóng độc trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng liền kêu gào thảm thiết vết thương trên người lập tức hư thối chúng ta trốn đông trốn tây linh khí nơi này không đủ sẽ rất suy yếu đội trưởng tiếp tục động thủ hắc thiên tộc không thích ánh mặt trời trải qua thời gian dài thân trên sẽ bị ăn mòn hứa thanh hít vào một hơi lần nữa ra tay cứ như vậy bọn họ ngươi tới ta đi một màn này khiến bốn người khổng tường long đứng nhìn bên cạnh trợn mắt há hốc mồm trực tiếp ngây ngốc đứng tại chỗ sau một lúc lâu bốn người cùng hít vào một hơi theo bản năng nhìn nhau một chút nghiêm túc như vậy sao hứa thanh từng nói qua hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử cùng với đại sư huynh của mình sơn hà tử thấp giọng nói mọi người sâu sắc chấp nhận giờ phút này cách nơi đây khoảng hơn trăm dặm có một đoàn xe đang trùng trùng điệp điệp, điệp đi về phía trước bên trong không dưới mấy trăm cỗ xe mỗi một xe không sai biệt lắm đều là lớn khoảng 100 trượng, phía trên đang đắp màu đen vải bạt, do một con thú lớn bốn chân toàn thân màu đỏ kéo xe, đang đi tới phía trước. Trên từng con thú lớn bốn chân, đều có một tu sĩ thánh lan tộc, trong bọn họ cũng không có tu vi nguyên anh, phần lớn đều là trúc cơ, về phần kim đan không sai biệt lắm có 10 tên, đều là khoảng 2-3 cung, chỉ có 3 vị 4 cung. Về phần người mạnh nhất là một vị thanh niên, trên người mặc cẩm bào, tướng mạo bất phàm, mi tâm có một đạo hắc tuyến đặc biệt rõ ràng hiển nhiên là huyết mạch không tầm thường, có được chiến lực sáu cung. Bọn họ chính là những đội vận chuyển đến từ Thiên Đính Quốc, một trong 36 cái tiểu vương quốc bốn phía quanh cây chân tiên thập tràng, nằm ở đại hoang đông quận Thánh Lan Đại Vực. Lần này đi đến phong hải quận, là nắm lấy thư lệnh qua cửa diêu ra cho, tới đây để vận chuyển vân mẫu thạch. Đá này rất đặc thù, không cách nào để vào trong túi chữ vật, cho nên phải sử dụng đoàn xe mới có thể vận chuyển. Mà thư lệnh của Diêu Gia cũng khiến cho bọn họ có thể đi thông suốt trình độ nhất định trong phong hải quận, nhưng bọn họ cũng biết mình có mâu thuẫn cùng nhân tộc, cho nên nếu người tới thực lực rất cao, sẽ khiến quá nhiều chú ý. Không bằng cử một người tầm thường một chút, không thể hiện ra sự uy hiếp. Dẫu sao bọn họ là tới vận chuyển chứ không phải giết chóc, bây giờ thu thập vân mẫu thạch xong, đoàn xe một đường chạy nhanh không dừng lại chút nào, vội vàng đi về phía biên giới. Mắt thấy sắp đến thủy mặc sơn mạch, theo bầu trời nổ vang, tín hiệu chấp kiếm giả hiện ra, đoàn xe lập tức xuất hiện một chút bạo động. Người thanh niên tướng mạo và khí chất không bình thường trong đó bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn lên bầu trời. "Chấp kiếm giả." Phía trên bầu trời của thủy mặc sơn mạch, Hứa Thanh và đội trưởng đang cấp tốc bỏ chạy. Giờ phút này bộ áo giáp huyết sắc trên người bọn họ đã vỡ vụn hơn phân nửa, trên người đều là vết thương, nhìn thôi cũng thấy giật mình. Còn có không ít miệng vết thương đã hư thối, khí tức cả hai đều vô cùng suy yếu. Nhất là trên thân thể hai người còn có một chút vết thương chí mệnh, một cánh tay của Hứa Thanh đã tê liệt bụng có mấy cái lỗ thủng vị trí trái tim máu thịt mơ hồ hình như đã từng bị nổ tung miễn cưỡng còn sống mà đội trưởng cũng giống như thế ngoại trừ bộ vị miệng vết thương trên thận còn có vết thương nơi cổ là nghiêm trọng nhất dường như chỉ thiếu chút nữa là sẽ bị cắt đứt nhưng không thể không nói sinh mệnh lực của hắc thiên tộc cực kỳ ương ngạnh coi như là chịu loại thương thế này bọn họ vẫn có thể toàn lực chạy nhanh như trước mặc kệ máu đen rơi vãi trong mắt hai người đều mang theo vẻ cố chấp và lạnh lùng dường như đối với bọn họ mà nói tử vong cũng đều không coi vào đâu. Phía sau bọn họ, đám người Sơn Hà Tử gấp rút truy kích tới gần. Khổng tường Long không có ở đây, lúc này y đang dùng tốc độ cao nhất bay nhanh về một phương hướng khác, bay về phía nơi tín hiệu truyền đến. Vừa truy kích, trên người đám Sơn Hà Tử cũng đồng thời tràn ngập sát khí. Sát y vô cùng mãnh liệt, thi thoảng lại bấm nhiệm pháp quyết ra tay, pháp thuật chấn động, huyết khí rất đậm em thanh nổ tung không ngừng vang vọng, mà hứa thanh và đội trưởng cũng đồng dạng không tầm thường, giờ phút này trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang sau lưng lập tức huyễn hóa ra rất nhiều trường mâu, gào thét bắn về phía sau. Đây không phải pháp thuật của nhân tộc, mà là thuật huyễn hóa của hắc thiên tộc, uy lực cực kinh người. Hứa thanh thì phản kích càng thêm sắc bén, hai mắt của hắn tràn ngập hắc mang, chợt quay lại, hắc quang trong mắt lập tức sáng rõ, càng khiến một khu vực sau lưng hóa thành màu đen, bầu trời lập xuất hiện một khối màu đen lốm đốm cấp tốc mở rộng, sau đó hình thành một hình bàn tay, chụp về phía đám người. Sơn Hà Tử màu đen trong đó giống như có thể thôn phệ ánh mặt trời trong chớp mắt liền đạt đến mấy trăm trượng thoạt nhìn rất là kinh người một màn này khiến cho tâm thần đám người sơn hà tử cực kỳ chấn động suýt nữa tưởng rằng mình đã gặp hắc thiên tộc chân chính đội trưởng bên cạnh cũng nhảy dựng lên bởi vì loại thủ đoạn này đúng là pháp thuật cực kỳ chính tông của hắc thiên tộc trong lúc pháp thuật nổ vang đám người sơn hà tử cũng phải tạm thời tránh đi toàn lực ra tay xua tán đám hắc quang kia trong khi tâm thần mỗi người đều dâng lên suy nghĩ riêng hứa thanh vẫn chưa kết thúc lần ra tay của mình thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại quay mặt về phía đám người sơn hà tử hô hấp dồn dập vào thời khắc này hắc mang trong mắt hắn lần nữa lập lòe tràn ra một màu đen cực hạn tay phải chậm rãi giơ lên hung hăng chảo một cái về phía ba người sơn hà tử một chảo xuống dưới một luồng tinh thần lực cường hãn ngập trời bộc phát khiến cho một chảo đơn giản này của hứa thanh lại có được lực lượng thực chất không phải biến ảo ra độc thủ lớn như lúc trước mà là điều khiển trong thời gian ngắn, thân thể Sơn Hà Tử đi đầu run lên, trong mắt lộ ra một tia vùng vẫy, nhưng rất nhanh tia vùng vẫy này liền tiêu tán, chợt quay đầu nhìn Vương Thần, trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác. Toàn thân Sơn Hà Tử trực tiếp bộc phát ra huyết khí, thân hình tựa như không bị khống chế, nhanh chóng phóng tới phía Vương Thần, thế mà lại ra tay đối phó với Vương Thần. Biến hóa bất thình lình của Sơn Hà Tử khiến cho sắc mặt Vương Thần đại biến, trong lòng Dạ Linh cũng vô cùng kinh ngạc hai người không kịp truy kích, nhanh chóng ra tay ngăn Sơn Hà tử lại. Dạ Linh càng không tiếc phun ra một ngụ máu tươi tiến vào trạng thái hóa yêu, hóa thành một thanh huyết kiếm chảm tới trước người Sơn Hà tử. Đây là pháp thuật chuyên môn đối phó loại thuật điều khiển tinh thần. Giờ khắc này Dạ Linh, theo bản năng nghĩ tới phương pháp đối phó thiên phú hắc thiên tộc mà khổng tường long, dạy cho. Dưới một chém, oanh một tiếng, tựa như chặt đứt một sợi tơ vô hình. Toàn thân Sơn Hà tử run lên và khôi phục lại nhưng vẻ mặt lại vô cùng uể oải trong mắt càng lộ ra vẻ hoảng sợ trong đầu hứa thanh vang lên một tiếng ông phun ra một ngụ máu tươi thần sắc cũng hiện ra vẻ mỏi mệt không hề quay đầu lại mà cấp tốc bỏ chạy lúc đi ngang qua đoàn xe thánh lan tộc phía dưới hắn không có chút do dự thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng tay phải giơ lên chảo một cái xuống mặt đất toàn thân một con thú vật bốn chân lập tức chấn động trực tiếp bị khống chế bay lên không trung thân hình như bị hư vô nghiền ép mắt thường có thể thấy được vặn vẹo trong chớp mắt máu thịt mơ hổ tan vỡ lực lượng sinh cơ bị tươi sống rút ra bay thẳng đến phía hứa thanh hứa thanh khẽ hấp một cái dung nhập sinh cơ vào trong cơ thể vẻ mỏi mệt trong thần sắc rõ ràng tiêu tán một chút đúng lúc giang muốn tiếp tục đám người sơn hà tử đã lần nữa đuổi theo tới sau lưng hứa thanh hừ lạnh một tiếng chợt phất tay lại có vài chục tu sĩ thánh lan tộc kèm theo vẻ mặt hoảng sợ thân thể tự bay lên không tương tự bảy tám con thú vật bốn chân bị Hứa Thanh khống chế, bay thẳng đến phía đám Sơn Hà Tử. Bọn họ tương tự chỉ trong mắt lập tức lộ ra cừu hận, tựa như đám người Sơn Hà Tử là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ, gào thét bay đi. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh gào thét chạy về xa xa. Đội trưởng bên cạnh có chút há hốc mồm, biểu hiện của Hứa Thanh khiến cho Y cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn và lại có chút không hợp cùng với kế hoạch của mình, nhưng Y cũng phản ứng rất nhanh, đè xuống gợn sóng trong lòng, bay nhanh cùng với Hứa Thanh, nhanh chóng chạy xa. Giữa không trung, đám người Sơn Hà Tử tràn ngập tức giận, lập tức ra tay, tiếng nổ vang lên, thân thể những tên Thánh Lan tộc lao tới lập tức tan vỡ, bị ba người Sơn Hà Tử giết dễ như trở bàn tay. Nhưng quỷ dị là những tên Thánh Lan, tộc này rõ ràng không một ai truyền ra tiếng kêu thảm thiết, dù là một giây trước khi tử vong, cũng đều tràn đầy hận ý như trước. Mà cả vùng đất, theo hứa thanh ra tay, đoàn xe Thánh Lan tộc dĩ nhiên đại loạn, những tu sĩ Thánh Lan tộc kia cũng trở nên hoảng sợ dù là tu sĩ kim đan bên trong cũng đều vô cùng lo lắng, thần sắc cấp tốc biến hóa. Cùng lúc đó, vị thanh niên chiến lực sáu cung kia bỗng nhiên bay lên trên không. trừ vị chấp kiếm cung nhân tộc, chúng ta là đoàn xe thiên đính quốc của Thánh Lan tộc, có được thư lệnh của Diêu Hầu ở phong hải quận. Trong lúc nói chuyện, thanh niên nhanh chóng lấy ra một khoảng ngọc giản, trực tiếp ấn, một đạo phù văn lập tức huyễn hóa ra ngoài. Đó là phù văn Diêu gia, đại biểu che chở, làm xong những thứ này gã vẻ mặt âm trầm nhìn về phía ba người sơn hà tử biểu cảm ba người sơn hà tử khó coi hừ lạnh một tiếng không để ý tới đoàn xe thánh lan tộc này trực tiếp phóng qua tiếp tục truy kích về phía hứa thanh và đội trưởng bỏ chạy vừa đuổi theo ba người theo bản năng nhìn nhau một cái đều thấy sự nghi ngờ cùng chấn động trong nội tâm của nhau trần nhị ngưu ra tay theo bọn họ nhận định cũng coi như bình thường nhưng còn hứa thanh lại khiến cho đáy lòng bọn họ dấy lên sóng lớn Thật sự là Hứa Thanh hai lần ra tay, chẳng những đều là thủ đoạn chính tông của Hắc Thiên tộc, uy lực lại còn cực kỳ kinh khủng, làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt không phải là Hắc Thiên tộc tầm thường. Thậm chí nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh chuyển hóa, và lại Hứa Thanh tự vấn lương tâm còn là ánh sáng vạn trượng, bọn họ cũng có một loại cảm giác đối phương thật sự đúng là Hắc Thiên tộc. Nhất là một màn nhìn như chỉ là khống chế thân thể đối với Sơn Hà tử, nhưng Dạ Linh và Vương Thần đều nhìn rất rõ ràng một khắc đó sơn hà tử tuyệt đối không phải chỉ là bị khống chế thân thể mà thần trí cũng đều bị ảnh hưởng còn có những người thánh lan tộc kia cũng tương tự là như thế về phần cụ thể bởi vì hiểu biết của bọn họ đối với hắc thiên tộc cũng có hạn cho nên không nói rõ rệt được nhưng theo bản năng dâng lên sự kiêng kỵ rõ ràng là diễn kịch tại sao ta lại cảm giác giống như là thật vậy nhỉ sơn hà tử cười khổ trong lòng thở dài một tiếng dạ linh và vương thần cũng tương tự cười khổ Tiếp tục truy kích, mà lúc này tung tích Hứa Thanh và đội trưởng cũng đã tiêu tán, mà khổng tường Long rất nhanh liền đến, sắc mặt âm trầm hạ lệnh tìm kiếm. Truy cập halaji.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đêm khuya rất nhanh phủ xuống. Bên trong thủy mặc sơn mạch, trong một chỗ động quật bí ẩn, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, thi thoảng lại phun ra máu tươi màu đen, toàn lực chữa thương. Đội trưởng ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm, không nói một lời cho đến một lúc lâu sau, trong mắt hứa thanh chớp lên hắc mang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong đêm tối xa xa, trầm thấp mở miệng. Trăng thánh lan vực, không có linh. Đội trưởng nhìn hứa thanh, trầm mặc, một lát sau tương tự nhìn qua mặt trăng phía ngoài, than nhẹ một tiếng. Đại nhân, ta cũng nhớ nhà. Hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, xưng hô đại nhân này, không phải là kế hoạch lúc trước của bọn hắn, nhưng hắn cũng không lộ ra chút dị thường nào, bình tĩnh mở miệng. Ngươi liên hệ thế nào với bên y tộc rồi? chúng ta phải nhanh chóng mua sắm huyền thiên yêu nguyệt đan để biến thành nhân tộc y tộc hà đội trưởng vừa mới mở miệng nhưng thần sắc lập tức biến đổi lạnh lùng đưa mắt nhìn tới phía cửa của động quật đôi mắt nhìn chăm chú bên ngoài động quật truyền tới một giọng nói trầm muộn sau đó là dồn dập âm thanh từ bên ngoài truyền tới tiểu tu thiên đính quốc hạ tộc thánh lan cầu kiến hai vị đại nhân thượng tộc trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang vừa muốn ra tay hứa thanh hơi nhấc tay phải nhàn nhạt mở miệng vào đi theo lời hắn truyền ra, một bóng người tiêu sái cẩn thận rất nhanh đi tới trước cửa động quật, chính là vị thanh niên chiến lực 6 cung trong đội xe Thánh Lan tộc. Đội trưởng nheo mắt lại, bất động thanh sắc tới gần Hứa Thanh, đứng ở vị trí giữa Hứa Thanh và thanh niên này. Sau khi người thanh niên Thánh Lan tộc đi tới, nhìn thấy Hứa Thanh cùng Trần Nhị Ngưu, gã hít sâu một hơi, lập tức liền quỳ xuống, thần sắc lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến thượng tộc, tại sao ngươi có thể tìm được chúng ta? Hai mắt đen nhánh của đội trưởng lộ ra ánh sáng âm u chậm rãi nói bẩm báo thượng tộc tiểu tu có một con linh sủng hiếm thấy có thể căn cứ theo khí tức huyết dịch để tìm kiếm tung tích buổi sáng tiểu tu trông thấy hai vị thượng tộc liền bí mật tìm kiếm huyết dịch trên đường cho nên mới tìm đến được đây thanh niên thánh lan tộc thấp giọng trả lời hứa thanh không nói chuyện bình tĩnh nhìn chăm chú tới đây có chuyện gì đội trưởng nghe vậy trầm thấp mở miệng hai vị thượng tộc bây giờ bên ngoài chấp kiếm giả đang lục soát bất kể thượng tộc có kế hoạch gì cũng sẽ rất khó thi hành không bằng để ta hộ tống hai vị thượng tộc về thánh lan tộc chúng ta trước nếu như thượng tộc có bất kỳ nhu cầu nào thiên đính quốc chúng ta nhất định toàn lực đáp ứng chỉ cầu sau khi thượng tộc thỏa mãn có thể ban thưởng hát thiên phúc cho ta thanh niên thánh lan tộc ngẩng đầu trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt nhìn qua hứa thanh và đội trưởng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai ngoài thủy mặc sơn mạch mấy trăm con thú vật bốn chân màu đỏ của thánh lan tộc vẫn cất bước đi nhanh như thường ngày trong khi mặt đất không ngừng truyền ra âm thanh oanh oanh chấn động, nhanh chóng đi về phía xa. Phần xe hàng phía sau con thú bốn chân kéo nảy dựng lên, nhưng vân mẫu thạch chứa bên trong lại một viên cũng không bị nảy văng ra. Chỉ có tu sĩ thánh lan tộc quát tháo cùng với cây roi cầm đặc thù trong tay, không ngừng vung vẩy, quất trên người lũ thú vật bốn chân, khiến cho bọn chúng bị đau, tốc độ lại càng nhanh hơn. Trong khi không ngừng di chuyển, bụi bặm đầy đất bốc lên, sau đó lại bị gió thổi tản ra. Từ xa nhìn lại, bụi bặm nơi đây không ngừng bốc lên tựa như gió bão nổi lên biến cả một đoạn đường thành một mảnh mù mịt cho đến buổi trưa khi ánh mặt trời chói chang hạ xuống như muốn xuyên thấu qua đám bụi mù này nhưng vẫn bất lực nhưng mà rất nhanh theo từng trận tiếng roi rồn rập đột khởi từng tiếng hung thú gào thét lập tức mãnh liệt lên tiếng bước chân lần lượt dừng lại thật giống như bị cứng rắn áp chế thân hình cơn bão bụi mù cũng theo đó mà ngừng lại lúc bụi bặm dần dần tản đi bên trong lộ ra mấy trăm con thú vật bốn chân cùng với phía trên đứng đầy tu sĩ thánh lan tộc tràn đầy cảnh giác chấp kiếm giả nhân tộc xin hỏi có ý gì một giọng nói kèm theo chút tức giận từ trên đỉnh đầu con thú vật bốn chân thứ chín truyền ra ngay sau đó bóng người vị thanh niên thánh lan tộc huyết mạch không tầm thường chiến lực sáu cung đứng lên nhìn xa xa phía trước chỗ ánh mắt nhìn tới hư vô vạn vẹo rất nhanh có bốn thân ảnh hình thành người trước mắt chính là khổng tường long sắc mặt của y âm lãnh trong mắt mang theo ánh sáng hung ác, đảo qua trên tất cả đám thú vật bốn chân, giống như đang tìm kiếm. Ba người bên cạnh lần lượt là Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh, giờ phút này bọn họ tản ra, tương tự chú ý tới những con thú vật bốn chân kia. Chúng ta có thư lệnh của Diêu Hầu. Sắc mặt tên thanh niên thánh lan tộc biến hóa, lần nữa mở miệng. Om sòm. Khổng tường long vung tay, một tiếng bộp vang lên, tên thanh niên thánh lan tộc trực tiếp phun ra máu tươi, má phải lập tức sưng lên thật cao, Thân thể cuốn ra mấy trăm trượng bên trái, đâm vào trên một chỗ núi đá. Điều tra cẩn thận, Khổng Tường Long cũng không thèm nhìn tên thanh niên Thánh Lan tộc, bình tĩnh mở miệng. Ba người Sơn Hà Tử lập tức bay vào đoàn xe, điều tra từng con thú bốn chân, từng người tu sĩ cũng đều bị bọn họ kiểm tra, cho đến khi tìm khắp toàn bộ, vẫn không tìm thấy được gì bất thường. Khổng Tường Long hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi, ba Sơn Hà Tử cũng bay nhanh theo sau, cùng nhau đi tìm kiếm khu vực khác cho đến khi bọn họ đi xa, tên thanh niên thánh lan tộc kia mới đứng lên, đi về phía con thú vật bốn chân thứ chín, lao đi máu tươi bên khóe miệng, điểm nhiên như không có việc gì mở miệng, tiếp tục di chuyển về phía trước. rất nhanh, đại địa lại vang lên tiếng nổ, đám bụi mù lại hiện lên, đoàn xe nhắm về phía biên giới, chạy thẳng về phía trước mà đi. cho đến một lúc lâu sau, thanh niên này đứng người lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, thân thể lại nhanh chóng nhỏ đi, trong chớp mắt giống như biến mất vậy, hóa thành bụi bậm cực kỳ nhỏ làn da màu đỏ trên người con thú vật bốn chân cũng theo đó phóng đại không giới hạn trong mắt của gã đã trở thành một mảnh đại địa màu đỏ không nhìn thấy điểm cuối cùng bên trên tràn đầy những khe rãnh còn có vô số cọng lông cực lớn giống như những cây cột nhưng lại rất mềm mại giờ phút này ở trong một bộ lông khổng lồ uốn lượn che chắn trong bóng dâm do cọng lông che ánh mặt trời hứa thanh và đội trưởng đang khoanh chân ngồi thổ nạp ở trong đó bái kiến thượng tộc xin hai vị đại nhân an tâm chấp kiếm giả đã đi xa thanh niên thánh lan tộc nhanh chóng đi đến, quỳ một chân về phía hứa thanh và đội trưởng, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hứa thanh liếc mắt nhìn thanh niên quỳ ở phía trước, khẽ gật đầu. Trong đêm hôm qua, dưới vị thanh niên thánh lan tộc này khẩn cầu, sau khi hắn và đội trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với biện pháp của đối phương, dự định mượn đoàn xe thánh lan, tộc này để rời khỏi khu vực lục soát của chấp kiếm giả. Về phần sau khi vào Thánh Lan tộc có đi tới thiên đính quốc của đối phương hay không, hứa thanh tạm chưa đưa ra kết luận mà nơi ẩn thân bọn họ được an bài chính là chỗ này ở trên làn da của một con thú bốn chân phương pháp này rất xảo diệu còn che lấp được cả khí tức hiển nhiên thánh lan tộc rất am hiểu với loại thuật che giấu này tiểu tu đã không phụ sự kỳ vọng của thượng tộc đã thành công giấu diếm chấp kiếm giả lộ trình tiếp theo sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn một tháng sau chúng ta sẽ đặt chân tới thánh lan tộc nói xong vị thanh niên thánh lan tộc giơ tay phải lên lấy ra hai mảnh lá sen từ trong túi chữ vật cung kính đưa qua đầu tiểu tu sinh ra ở vùng quê, chỉ thấy qua thượng tộc hai lần, đều là đứng từ xa xa để nhìn. Mặc dù đã nghe ra phụ nhiều lần ngưỡng vọng kể về phong thổ của thượng tộc, nhưng quả thực không hiểu rõ nhiều lắm. Chỉ nghe thấy thượng tộc thích uống nguyệt lộ vào trước bình minh tảng sáng, cho nên đã sai người thu thập đến. Thần sắc hứa thanh như thường, nhưng trong lòng khẽ động, tuy hắn đã tìm hiểu về hắc thiên tộc, nhưng cũng không cẩn thận tới như thế, cũng không biết được việc bọn họ còn thích uống nguyệt lộ. Và lại trong lời của thanh niên thánh lan tộc này, cũng mang theo cảm giác lập lờ nước đôi, nhìn như bình thường, nhưng lại cũng ẩn chứa một tia thăm dò. Cho nên hắn cũng không biết là Hắc Thiên, tộc có phải thật sự thích uống nguyệt lộ hay không. Vì vậy hắn cũng trầm mặc không nói. Đội trưởng thì cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, cách không chảo một cái, hai cái lá sen kia lập tức bay tới phía y, không phải trực tiếp dùng để uống nguyệt lộ trong đó, mà giơ lên ngón tay thật nhỏ, nhẹ nhàng hơi điểm chút vào bên trên, sau đó bôi xương sớm dính trên tay lên trên con mắt chỉ thấy nguyệt lộ nhanh chóng phát huy mà hai mắt màu đen của đội trưởng cũng xuất hiện một lớp màng dường như phủ lên hai mắt thần sắc cũng lộ ra một chút thoải mái người có lòng rồi lui ra đi thần sắc tên thanh niên thánh lan tộc kia từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chút khác thường nào vẫn luôn cuồng nhiệt nghe vậy liền cung kính rút lui cho đến khi thối lui ra khỏi chín bước mới nhắc chân rời đi theo gã bay lên không thân ảnh cũng càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành thân hình bình thường xuất hiện ở trên con thú bốn chân ngồi ở chỗ cũ, vẻ mặt không có chút nào dị thường. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh liền trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, vị thanh niên thánh lan tộc đó rất có chừng mực, chưa từng quấy dây hứa thanh và đội trưởng quá nhiều, thỉnh thoảng đi đến cũng đều đứng từ xa xa cầu kiến, sau khi được cho phép mới dám tiến tới gần. Tất cả hành vi cử chỉ đều không biểu lộ ra chỗ khác thường nào, thật giống như thật sự coi hai người bọn họ trở thành thượng tộc nhưng mà bên trong lời nói cung kính của gã thi thoảng lại xảo diệu hỏi thăm một chút về phong thổ hắc thiên tộc mà mỗi lần như vậy trên mặt gã đều mang theo vẻ mê mẩn hứa thanh cũng không hiểu rõ nhiều lắm về những cái này cho nên cũng không mở miệng hết thảy đều do đội trưởng ứng phó mà đội trưởng lần này hiển nhiên đã chuẩn bị trước vô cùng tốt trình độ hiểu biết về hắc thiên tộc cực cao thậm chí còn có hai lần chỉ ra chỗ sai lầm cho đối phương ai nói cho ngươi biết là hắc thiên thần sơn được dùng để tế tự đó là nơi nguyệt hoa đua nở, cũng đã từng là chỗ thần hàng, bây giờ là chỗ đặt thần cung. Ở dưới thần sơn là ô lân thành. Đáng tiếc tòa thành kia 60 năm trước đã bị nửa khuôn mặt thần linh nhìn tới, cho nên đã tan biến, việc này người bên ngoài không biết nhiều lắm. Trong lúc nói, vô luận là vẻ mặt hay là ngữ khí của đội trưởng, đều cực kỳ chân thật, khiến cho hứa thanh có cảm giác, tựa như đội trưởng đã thật sự sinh hoạt ở trong hắc thiên tộc rồi vậy. Điều này cũng khiến cho vị vẻ cuồng nhiệt trong mắt thanh niên thánh lan tộc kia càng đậm nhưng mà người này cũng không hoàn toàn từ bỏ thăm dò còn có một lần buổi trưa vào lúc ánh mặt trời chói trăng nhất mặc dù gã không xuất hiện nhưng lại khiến bộ lông che chắn ánh mặt trời trên người con thú bốn chân hơi nhích một tí xíu không thể điều tra khiến cho ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào trên người hứa thanh hứa thanh nhăn mày lại và hơi phất tay bộ lông che nắng lập tức khôi phục góc độ nguyên bản từng việc nhỏ như thế mặc dù số lần không phải rất nhiều nhưng mỗi lần hứa thanh và đội trưởng đều xử lý rất tốt vì vậy sau hơn nửa tháng rốt cuộc không còn tái xuất hiện sự thăm dò nữa. Cho đến ngày hôm nay, bên trong Lâm Lan Châu, đoàn xe Thánh Lan tộc đã nhích tới gần Thiên Nguyệt Hạp Cốc. Thiên Nguyệt Hạp Cốc rất lớn, dựa theo tốc độ đoàn xe, muốn xuyên thẳng qua nơi đây cũng cần mất thời gian 3 ngày mới có thể, mà sau khi rời khỏi Hạp Cốc lại đi một tuần là có thể tới biên giới. Bởi vì Lâm Lan Châu là nơi giáp giới cùng với Thánh Lan tộc, cho nên sau khi đoàn xe đến nơi này, các tu sĩ Thánh Lan tộc nhau nhau thở ra một hơi, sợi dây cung căng thẳng cũng buông lỏng một chút sau khi qua đêm ở bên ngoài hạp cốc, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe trùng trùng điệp điệp chạy vào bên trong hạp cốc, gào thét lao nhanh vượt qua. Theo đoàn xe đi về phía trước, thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua, vào lúc hoàng hôn đã sắp đến, đoàn xe bọn họ đã tiếp cận tới vị trí giữa của hạp cốc. Hai bên là những núi đá đá lởm chởm cao ngất, che đậy bộ phận ánh nắng mặt trời, khiến cho hạp cốc thoạt nhìn có chút tối tăm. Xa xa, trong một tòa động quật ẩn nấp ở trên cao, giờ phút này có một người nữ tử mặc áo đỏ đang khoanh chân từ từ mở mắt ra trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trên mặt thiếu nữ này đeo một chiếc mặt nạ bên người đeo theo một thanh liêm đao ác quỷ khổng lồ chính là thanh thu nàng đã tới nơi này được nửa tháng rồi mục tiêu chính là đoàn xe chở vân mẫu thạch này những đoàn xe chở vân mẫu thạch có lớn có nhỏ vì để không đánh rắn động cỏ cho nên thanh thu đã buông tha những đoàn xe nhỏ nàng chuẩn bị không ra tay thì thôi một khi ra tay sẽ phải cướp đoạt đoàn xe lớn nhất đã đến rồi lúc đoàn xe thánh lan tộc của hứa thanh và đội trưởng tới gần phiến khu vực này trong đầu thanh thu lập tức liền truyền đến giọng nói của ác quỷ đoàn xe này chính là một trong mục tiêu mà ngươi kêu ta điều cha lúc trước bọn họ đến từ thiên đính quốc của đại hoang đông quận tuy là tiểu quốc nhưng số lượng vận chuyển vân mẫu thạch lần này lại không ít ta mới cảm ứng một vòng bên trong có trên trăm tu sĩ thánh lan tộc kim đan không nhiều lắm mạnh nhất là sáu cung chính là bọn họ rồi sáu cung cũng rất thích hợp để chúng ta đồng quy vô tận theo giọng nói của ác quỷ vang lên, trong mắt thanh thu lóe lên lãnh mang, lập tức vận hành tu vi trong cơ thể, toàn thân tràn ra ánh sáng màu đỏ, dưới bí pháp triển khai, lại có chấn động chiến lực sáu cung. Hiển nhiên mấy tháng này, tu vi của nàng rốt cuộc cũng có chỗ đột phá, tạo thành bốn tòa thiên cung, phối hợp cùng với công pháp hoàng cấp và bí pháp, chiến lực của nàng đã đạt sáu cung. Dựa theo tốc độ của bọn họ, sau một nén nhang sẽ đi tới vị trí của chúng ta. Giọng nói của ác quỷ mang theo hưng phấn, chỉ là hiển nhiên nó cũng không phát hiện đội trưởng và hứa thanh che lấp ở bên trong, mà thanh thu vô luận, như thế nào cũng không nghĩ tới hai người hứa thanh sẽ ở trong đội xe này. Vì vậy thanh thu hơi liếm liếm bờ môi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng lúc càng mãnh liệt, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, hứa thanh trong đội xe ngẩng đầu nhìn xa xa, bên trong tâm thần của hắn vừa mới truyền đến giọng của lão tổ kim cương tông. Chủ tử, ta vừa mới phát hiện có thần niệm khí linh quét tới, chính là cái liêm đao ác quỷ của thiếu nữ áo đỏ hứa thanh nhớn mi lên đội trưởng bên cạnh cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xa thần sắc có chút ngoài ý muốn hiển nhiên y cũng có phương pháp phát hiện của riêng mình có chút ý tứ ngươi cũng cảm nhận được rồi à đội trưởng nở nụ cười quay đầu truyền âm với hứa thanh đối với việc đội trưởng có thể dò xét hứa thanh cũng không có quá nhiều bất ngờ trong mắt lộ ra vẻ suy tư sau đó liền truyền âm đáp lại nếu như mục tiêu của nàng không phải đoàn xe này vậy chúng ta cũng không cần làm phức tạp nếu đúng thì sao đội trưởng cười nhạt. Giết chóc trong phong hải quận sẽ bị điều tra, bắt giữ đến thánh lan tộc, sau đó giết. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Thật sự muốn giết. Ha ha, được, trước khi giết chết liền thử nhìn xem dung mạo của nàng thế nào, mỗi ngày đều mang mặt nạ. Đội trưởng nheo mắt lại, nhìn hứa thanh một chút, trong mắt mang theo một chút hài hước. Hứa thanh kinh ngạc, nhíu mày. Chập tối. Ánh chiều tà chiếu vào bên trên đại địa, hơi có chút mở nhạt, khi rơi vào bên trong hạp cốc lại càng thêm ảm đạm khiến cho hạp cốc tiến vào đêm tối sớm hơn theo mấy trăm đầu thú vật bốn chân màu đỏ đi về phía trước mặt đất liên tục chuyển đến chấn động bỗng có một tiếng nổ vang thật mạnh vang lên trực tiếp từ phía trước đoàn xe chuyển đến mặt đất chỗ đó đột nhiên nổ tung vô số đá vụn văng khắp nơi bên trong còn có từng đạo phủ văn trận pháp từ trên trời giáng xuống như một cái lưới lớn bao phủ bát phương còn có một đạo ánh sáng màu máu giống như biển máu hạ xuống tràn ngập toàn bộ khu vực khiến cho bên trong hạp cốc chỉ chốc lát liền tràn ngập một màu máu một màn kinh hô và náo động vang lên một đạo bóng dáng nhỏ gầy từ hoàng hôn trên bầu trời bay ra trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ rộng thùng thình đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo màu trắng cầm theo một thanh liêm đao ác quỷ khổng lồ theo bóng người xuất hiện một âm điệu cổ xưa tựa như ngâm sướng cũng lập tức vang vọng khắp thiên địa ly đồ thừa vận đạo ngân nan tầm huyền u ngô hoàng tiếp dẫn chúc phúc chiến hồn lâm thân trợ giúp giáo chúng khải chính ly đồ khi âm điệu ngâm sướng cổ xưa này khoách tán bát phương thiên địa liền bị lực lượng nào đó tạo thành ảnh hưởng bên trong hạp cốc bỗng xuất hiện từng trận gió lạnh trận gió lạnh quét sạch hết thảy những nơi đi qua toàn bộ những tu sĩ thánh lan tộc cảm thụ được thì thân thể đều lập tức run lên thật giống như bị băng hàn xâm nhập tâm thần cũng dấy lên từng trận hoảng sợ mà trận gió lạnh kia gào thét từ bát phương đến trong nháy mắt liền từ khắp bốn phía hội tụ vào thanh liêm đao ác quỷ trong tay thiếu nữ mặc hồng y con mắt ác quỷ chợt lập lòe tràn ra ánh sáng màu đỏ tươi tiếp theo đột nhiên mở cái miệng rộng táp một cái về phía cánh tay thiếu nữ trong nháy mắt tiếp theo toàn thân thiếu nữ mặc hồng y chấn động bên ngoài thân thể lập tức tạo thành hư ảnh trùng lập giống như chiến hồn ở giữa thiên địa được tiếp dẫn đến dung nhập vào trong thân hình của nàng mơ hồ có thể nhìn thấy đạo chiến hồn kia là một người nữ tướng mặc áo giáp biến ảo ở phía sau lưng thiếu nữ gia trì tu vi và sức mạnh cho nàng mà một màn đó khiến cho vào lúc này vị thiếu nữ kia tựa như là sứ giả tử vong muốn thu cắt hết thảy sinh mệnh chẳng những như thế, càng có vô tận ánh sáng màu đỏ tràn ra ở trên người thiếu nữ, khiến nàng trở thành đầu nguồn phát ra ánh sáng màu máu của hạp cốc này. Đó là huyết ý cảnh của Thái Ti Tiên môn. Một khắc triển khai, sẽ có một loại nhân cách khác xuất hiện, thay thế Thanh Thu, chiếm cứ chủ đạo. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, một nụ cười quỷ dị bỗng phủ xuống nơi này, tùy ý truyền ra từ trong miệng Thanh Thu. Ha ha, tiếng cười phối hợp với biểu cảm, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng điên cuồng trong nháy mắt tiếp theo nàng lập tức bộc phát tốc độ của mình hòa hợp cùng một chỗ với ánh sáng màu máu gào thét về phía đám người thánh lan tộc theo biển máu vòng quanh mà đến liềm đao ác quỷ trong tay phá vỡ bầu trời lưỡi đao sắc bén giống như có thể cắt đứt cả hư vô những nơi đi qua thiên địa biến sắc gió dục mây vần không ai có thể ngăn cản nàng dù chỉ một chút dù là vị thanh niên huyết mạch không tầm thường của thánh lan tộc kia giờ phút này thần sắc của gã đại biến cấp tốc lao ra muốn ngăn cản, mặc dù gã cũng là chiến lực sáu cung, nhưng trên phương diện tốc độ lại không bằng thanh thu. Dẫu sao bọn họ là đoàn xe vận chuyển, không phải hắc y vệ chuyên chịu trách nhiệm giết chóc. Thanh thu hơi nhoáng một cái, trực tiếp tránh đi, liên tiếp chuyển ra tiếng cười yêu dị, sát y vô cùng mãnh liệt, lao thẳng đến đám người. Ha ha, từng tu sĩ thánh lan tộc căn bản là không cách nào né tránh, theo liêm đao quét ngang, ngay lập tức đã bị cắt đôi, vô cùng thê thảm. Thiếu nữ ra tay rất tàn nhẫn, nghiền ép chấn nát hiển nhiên là muốn chém giết hết tất cả mọi người ở nơi này trong khi giết chóc máu tươi văng tới khắp nơi trên cơ thể của nàng rơi cả vào trên mặt khiến cho màu máu trong mắt nàng càng đậm nhất là cái loại cảm giác khi liếm đi máu tươi kia lại trực tiếp đẩy sự điên cuồng của nàng lên đỉnh phong bộ dáng lúc này của thanh thu mới là hình tượng ở trong trí nhớ của hứa thanh khi lần đầu tiên gặp nàng cũng là lý do hai chữ hồng nữ tồn tại thậm chí có thể nói nếu không có hứa thanh và đội trưởng nếu cái đoàn xe này cũng không có đòn sát thủ gì khác, đại khái lần này thanh thu phục kích là có khả năng thành công. Dù là đội xe này đã ẩn tàng đòn sát thủ, lấy chiến lực và tốc độ bây giờ của thanh thu, nàng vẫn có thể cướp đoạt một phần vân mẫu thạch như trước. Chỉ là hứa thanh và đội trưởng không thể nào trơ mắt nhìn thanh thu, ra tay như vậy được, bọn họ không quan tâm thánh lan tộc có chết hay không, nhưng không thể để bọn họ tử vong trước khi đưa hai người bọn hắn đến thánh lan tộc. Vì vậy, sau khi thanh thu một đao bức lui vị thanh niên thánh lan tộc kia, lại cắt đôi một tên tu sĩ kim đan của thánh lan tộc tới gần trong đội xe chém giết ba con thú bốn chân ngay khi nàng muốn tiếp tục vung vẩy liêm đao đội trưởng nháy mắt ra tay bóng người từ trong con thú bốn chân thứ chín bay ra tựa như trống rỗng xuất hiện lập tức từ rất nhỏ biến thành thân thể bình thường lộ ra bộ dáng hắc thiên tộc trong mắt còn theo theo ánh sáng lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng nhân tộc cản rỡ chuyện được đọc bởi kênh haleji audio nhân tộc trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ khinh miệt giơ cánh tay phải dài nhỏ màu xám lên, cách không nhấn một cái về phía thanh thu. Một nhấn xuống dưới, hư vô bốn phía thanh thu lập tức trở nên vặn vẹo, sau đó bỗng sụp xuống, trực tiếp chấn áp về phía nàng. Hắc thiên tộc, ánh mắt thanh thu trượt có rút lại, thân thể rút lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Theo đội trưởng ra tay, chiến hồn tiếp dẫn tới ngoài thân thể nàng trực tiếp vặn vẹo, như muốn tan vỡ. Mà thanh thu cũng không hề tầm thường, nguy cơ trước mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đưa liềm đào trong tay lên, bỗng nhiên hất về phía đội trưởng. Liềm đào giấy lên tiếng xe do bén nhọn, như bánh xe xoay tròn tốc độ cao, lấy thế nghiền nát tất cả, cắt đứt hư vô, chém thẳng đến phía đội trưởng với tốc độ kinh người. Cũng vào thời khắc này, Thanh Thu lui về phía sau, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra điên cuồng, phát ra một tiếng hét bén nhọn về phía đội trưởng. Chiến hồn đang muốn tan vỡ ở phía sau nàng lập tức thoát ly khỏi thân hình, phốc một cái bay về phía đội trưởng, mở ra cái miệng lớn muốn thôn phệ y đội trưởng nheo mắt lại, không chút né tránh, mặc kệ liêm đao ác quỷ tới gần rồi trực tiếp chém qua mi tâm, máu tươi màu đen phun ra, thân thể của y cũng bị chém thành hai nửa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo liêm đao xuyên qua trên người đội trưởng, chém vào trên người con thú bốn chân phía dưới, thân thể bị cắt đôi của đội trưởng thế mà lại dung hợp lại với nhau rất quỷ dị. Thậm chí còn mở cái miệng rộng, chợp táp tới chiến hồn muốn thôn phệ ngay trước mặt mình. Giặc giặc một tiếng, một cái miệng lớn cỡ một trăm trượng của hắc thiên tộc biến ảo hiện ra trước mặt đội trưởng so sánh với cái miệng lớn này chiến hồn lao đến kia tự như một khối thịt mỡ bị đội trưởng một hơi nuốt vào trong lúc nhấm nuốt thân thể bước một bước ra trực tiếp đi đến trước mặt thanh thu đang biến sắc cấp tốc lui ra phía sau vung tay phải lên trên trăm đạo trường mâu lăng không hiện ra mắt thấy sẽ lập tức chém giết thanh thu đúng lúc này giọng nói của hứa thanh truyền đến bắt sống tuân pháp chỉ đội trưởng lớn tiếng mở miệng đây cũng là kế hoạch y đã thương lượng cùng hứa thanh trước khi ra tay giờ phút này đội trưởng phất tay trên trăm chiếc trường mâu vặn vẹo hóa thành những sợi dây thừng dài lập tức liền quấn quanh trên người thanh thu trói nàng lại thanh thu vùng vẫy trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng vừa muốn triển khai bí pháp lại bị đội trưởng một quyền đấm vào trên mặt nạ choáng váng và trực tiếp hôn mê một quyền này không hề yếu mặt nạ trực tiếp trên năm xẻ bảy lộ ra một khuôn mặt thanh tú không quan tâm tới bộ dạng của nàng đội trưởng giơ tay lên, một phát bắt được dây thừng trên người Thanh Thu, quay đầu lạnh lùng nhìn Thánh Lan tộc bốn phía, thần sắc hiện ra vẻ không vui. Tên thanh niên Thánh Lan tộc kia liền vội vàng tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, lập tức quỳ xuống. Đa tạ thượng tộc ra tay, lập tức xuất phát, trong ba ngày phải rời khỏi phong hải quận. Đội trưởng lạnh giọng mở miệng, nói xong mang theo Thanh Thu trở lại con thú bốn chân thứ chín, thân thể thu nhỏ trở lại. Tên thanh niên Thánh Lan tộc đưa mắt nhìn đội trưởng rời khỏi, đứng người lên thần sắc cảm kích và cuồng nhiệt tiêu tán quát tháo tộc nhân chưa tỉnh hồn ở bốn phía rất nhanh đoàn xe của bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước mà tốc độ rõ ràng trở nên nhanh hơn rất nhiều mà giờ khắc này đội trưởng đã trở về trên lớp da con thú bốn chân ném thanh thu hôn mê trong tay qua một bên lúc rơi xuống đất mảnh vỡ mặt nạ trên mặt thanh thu lại rơi xuống một chút khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn tàng ở phía dưới lại lộ ra thêm nhiều hơn người đã nhìn nàng không vừa mắt vậy đưa nàng cho ngươi xử lý Đội trưởng cười truyền âm, ngồi ở một bên vuốt vuốt liêm đao trong tay, giờ phút này thanh liêm đao kia run rẩy, ác quỷ phía trên lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Thanh Thu, sau đó nhìn mặt Thanh Thu. Đó là một gương mặt cực kỳ tú lệ, làn da trắng nõn, chiếc mũi khéo léo, miệng anh đào nhỏ nhắn, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như một cô con gái rượu, nhất là giờ phút này lại đang nhắm mắt, cho nên lại càng hiện ra một cỗ cảm giác rất non nớt dung mạo như vậy, không có bất kỳ vẻ hung hăng nào, mang theo sự nhu nhược trời sinh, thật giống một tiểu muội nhà bên, khác biệt cực lớn với hành vi cử chỉ thường ngày của thanh thu. Mà trong cái thế giới tàn khốc này, loại nhu nhược của nàng, nếu như không có gì ràng buộc, sẽ khiến cho người khác theo bản năng muốn ức hiếp nàng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, ngay lúc vừa muốn thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác được bộ dáng của đối phương nhìn có chút quen mắt, vì vậy cẩn thận đánh giá lại, dần dần nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới, đội trưởng cười nhạt trong thần sắc mang theo một tia hài hước muốn xem náo nhiệt thuận tay gẩy nhẹ liêm đao ác quỷ ở trên lập tức kêu thảm một tiếng đã hôn mê hứa thanh không quan tâm tới đội trưởng hắn bước nhanh đến trước mặt thanh thu cẩn thận xem xét tường tận sau trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt nhưng cũng không phải rất xác định vì vậy giơ tay lên lấy túi chữ vật thanh thu xuống sau khi lục soát một lần liền lấy ra một hòn đá nhỏ từ vị trí ngực của thanh thu nhìn hòn đá nhỏ này tâm thần hứa thanh giấy lên gợn sóng có chút thất thần. Giờ phút này một chút cảnh tượng trôn ở, trong trí nhớ lại hiện ra trong những gợn sóng này. Đó là một căn nhà gỗ, một tiểu cô nương có vết sẹo cực lớn trên mặt ngồi trong góc, nàng lạnh run, cảnh giác hết thảy mọi người tới gần. Cảnh tượng biến hóa, tiểu cô nương xuất hiện ở đấu thú tràng, cầm cây thăm bằng trúc trong tay, phía trên có khắc bốn chữ cự giác mãng xà. Giờ khắc này trong mắt của tiểu cô nương rõ ràng hiện lên sự tuyệt vọng. Cảnh tượng lại một lần cải biến, dưới ánh trăng, ngoài cửa lớn, Tiểu cô nương quật cường truyền ra giọng nói, nàng nói nàng sẽ báo đáp hắn, sau đó tập tĩnh rời đi trong đêm trăng. Cảnh tượng tiếp sau còn có rất nhiều, vô luận là bạch đan trong tiệm tạp hóa, hay là thân ảnh biến mất trong gió tuyết, hay là đối phương đuổi theo đưa kẹo cho hắn, cho đến cuối cùng, cảnh tượng trong ký ức tựa như ngừng lại dưới hoàng hôn. Tiểu cô nương nắm tay Kaka, ca ca, vừa quay đầu lại, vừa chậm rãi đi xa. Nương theo cảnh tượng, còn có một chút giọng nói từ bên trong thời gian truyền đến, vang vọng bên tai hứa thanh. Tiểu hài tử Kaka. Ca ca mỗi lần ta không vui mẫu thân đều cho ta kẹo ăn ta ăn xong liền vui vẻ đây là một viên kẹo cuối cùng của ta tặng cho ngươi tiểu hài tử ca ca phải vui vẻ nhé ca ca ta tới đón ta rồi tiểu hài tử ca ca ngươi có muốn cùng nhau rời khỏi với ta không không sao chờ ta trưởng thành chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau tiểu hài tử ca ca ta nói rồi ta sẽ báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi ta nhất định có thể làm được ta phải đi tiểu hài tử ca ca Giọng nói trong trí nhớ không ngừng vang vọng trong đầu hứa thanh, cho đến Hồi lâu, hứa thanh than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài kèm theo quá khứ, mang theo cảm khái, mang theo thổn thức Hứa thanh cúi đầu xuống, nhìn qua gương mặt thanh thu, khuôn mặt thanh tú của đối phương dần dần trùng với lập tiểu cô nương trong trí nhớ Đúng rồi, nàng đến từ ly đổ giáo, nàng cũng không nhận ra ta, bởi vì ta biến hóa quá lớn Hứa thanh than nhẹ, vô luận là những vết bẩn qua nhiều năm tháng không tẩy rửa trên mặt, trong doanh địa thập hoang giả hay là bản thân hắn tự phát triển trong những năm này này, khiến cho thiếu niên nhỏ gầy kia đã trưởng thành. Trong khi tâm thần chấn động, Hứa Thanh chú ý đến hòn đá nhỏ trên tay, khối đá trừ sẹo này đã bị mài mòn rất nhiều, cho thấy rõ ràng thường xuyên bị người cầm ở trong tay vuốt ve. Một lát về sau, Hứa Thanh đưa hòn đá nhỏ trong tay lại chỗ cũ, cũng đưa túi chữ vật trả về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ hắn đang dùng thân phận Hắc Thiên tộc nên không thích hợp báo cho nàng biết, mà nhiều năm không gặp, đối phương có phải vẫn là tiểu cô nương đã từng quen biết ngày xưa hay không cũng chưa rõ được hết thảy mọi thứ khiến cho hứa thanh cảm thấy tạm thời không cần thiết nói thân phận của mình quen biết nhau hay không theo hắn xem ra cũng không phải rất trọng yếu tự như cùng năm đó trước khi tiểu cô nương rời đi hắn nói ra ba chữ chúc bình an bình an là tốt rồi hứa thanh thì thào trong lòng lấy ra thẻ tre xóa tên hồng nữ đi sau đó nhìn về phía đội trưởng giờ phút này hắn bỗng nhớ lại những hành động lúc trước của đội trưởng rõ ràng y đã biết trước được việc này Lão đầu tử đã nói cho ta biết, tự ta cũng đã điều tra một chút, ha ha, cũng là trước khi xuất phát mới biết được đáp án, vốn định cho ngươi một cái kinh hỉ. Đội trưởng vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn. Hứa Thanh nhắm mắt lại, không để ý, một ngày sau, Thanh Thu tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh lại, cũng không lập tức mở mắt mà khống chế nhịp tim và khí tức của mình, khiến cho bản thân bảo trì bộ dạng giống như vẫn còn đang hôn mê, ý đồ cảm giác bốn phía. Thứ đầu tiên nàng phát hiện đó là tu vi của mình đã bị phong bế rồi không cách nào tản ra. Việc này khiến cho đáy lòng nàng trầm xuống, đồng thời trong đầu cũng không có giọng nói của ác quỷ, biết rõ liêm đao ác quỷ hoặc là đã bị cầm đi, hoặc là cũng đã bị phong ấn giống nàng. Hai phát hiện này khiến nàng biết rõ tình cảnh bây giờ của mình cực kỳ hung hiểm, và lại túi chữ vật cũng đã không còn. Cũng may là trên người không có thương thế gì, và lại cũng không bị trói buộc. Mặt khác, nàng cũng cảm nhận được hòn đá nhỏ trên ngực vẫn còn. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tỉnh rồi thì không cần phải giả bộ đâu ngay khi thanh thu định thử phá giải phong ấn tu vi trên người bên tai của nàng liền truyền đến giọng nói lạnh như băng của hứa thanh thanh thu bất động thanh sắc càng thêm cẩn thận hứa thanh liếc mắt nhìn thanh thu không nói tiếp đội trưởng bên cạnh nhìn qua một màn này tinh thần chấn động vẻ mặt suy nghĩ quan sát hai người cho đến ngày hôm sau thanh thu bất đắc dĩ mở mắt ra nàng cảm nhận được phong ấn trong cơ thể cực kỳ kinh người đó không phải thủ đoạn của nhân tộc mà là một loại tinh thần lạc ấn biến thành có lẽ là phương pháp giam cầm của hắc thiên tộc lấy năng lực bây giờ của nàng không cách nào xua tán về phần vị trí nàng cũng đã đoán được biết rõ đây là bản thân bị đối phương dùng phương pháp đặc thù thu nhỏ lại sau đó giấu kín ở bên trên làn da của con thú bốn chân mà nếu không thức tỉnh thì không khỏi quá giả vì vậy giờ phút này sau khi mở mắt ra nàng lập tức đứng dậy trong mắt mang theo băng hàn nhìn hai tên hắc thiên tộc trước mặt đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắc thiên tộc càng hiểu rõ trong đội xe thánh lan tộc lại tồn tại hắc thiên tộc chuyện này quá lớn trong lúc đáy lòng cấp bách nàng cũng nhìn thấy liêm đao ác quỷ của mình đang ở trong tay tên hắc thiên tộc bắt giữ mình ác quỷ phía trên đã nhắm mắt lâm vào ngủ say tại sao không giết ta thanh thu bỗng nhiên mở miệng đội trưởng cười nhạt liếc mắt quét qua thanh thu không nói chuyện hứa thanh trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt mở miệng trong khoảng thời gian này ngươi im lặng một chút ba tháng sau sẽ thả ngươi rời khỏi thanh thu cười lạnh nàng không tin lời này ta và ly đồ giáo các ngươi có chút vãng lai đây cũng là nguyên nhân không giết ngươi người nói không phải hứa thanh mà là đội trưởng y thấy hứa thanh muốn há miệng vì vậy nói ra câu này trước hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng trầm mặc không nói thanh thu tương tự nhìn đội trưởng bày ra vẻ trầm ngâm nàng hiểu rõ giờ phút này mình cũng không cần phải mạnh miệng không bằng giả bộ như phối hợp nhìn xem đối phương rốt cuộc muốn như thế nào đồng thời tìm cơ hội chạy trốn hòn đá nhỏ trong ngực của ngươi chắc là vật ngươi cực kỳ quan tâm đúng không cho nên ta đã không lấy đi thần sắc đội trưởng lộ ra vẻ âm lãnh lạnh giọng mở miệng mang theo một chút uy hiếp hứa thanh nghe vậy nhăn mày lại thần sắc thanh thu vẫn như thường nhưng đáy lòng lại run lên nàng cố gắng không để cho mình lộ ra chút nào bởi vì một khi lộ ra rằng mình thật sự để trong lòng chẳng khác nào là nói cho đối phương biết đáp án sau ba tháng sẽ thả ngươi rời khỏi đến lúc đó thanh này liêm đao này cũng sẽ trả cho ngươi đương nhiên nếu như ngươi đổ nghịch một chút hay dám dùng tiểu xảo ta sẽ bóp nát hòn đá nhỏ của ngươi trước bóp nát từng chút từng chút một cho đến khi vỡ vụn giọng của đội trưởng khàn khàn, ngữ khí tựa như một tên ác nhân, còn giơ ngón tay lên gõ vào trên liêm đao. Ác quỷ đang hôn mê, lần nữa run lên. Thanh Thu trầm mặc, nhìn chăm chăm vào đội trưởng, sau một lúc lâu nghiến răng, nhẹ gật đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh lại qua một ngày, theo đoàn xe đi tới biên giới Lâm Lan Châu. Sau khi tiến nhập vào phạm vi của đại hoang đông quận của Thánh Lan Tộc, vị thanh niên Thánh Lan Tộc kia rõ ràng thở ra một hơi thật dài. Tất cả tộc nhân trong đội xe cũng đều nhao nhao trầm tĩnh lại, sau khi đi tới nơi này bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm đến từ nhân tộc nữa mà hứa thanh và đội trưởng cũng được thanh niên thánh lan tộc mời không cần ẩn nấp nữa xuất hiện ở bên ngoài nhìn qua hết thảy mọi thứ lạ lẫm xung quanh lại nhìn về phía phong hải quận đáy lòng thanh thu âm trầm càng có một tia bi thương nàng biết rằng trong một thời gian ngắn mình không có cách nào chạy trốn hai vị thượng tộc đến nơi này là chúng ta an toàn rồi thanh niên thánh lan tộc mang theo nụ cười trên mặt trong mắt hiện ra sự cuồng nhiệt như cũ chắp tay về phía hứa thanh và đội trưởng giờ phút này đang là buổi trưa là lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất từng trận gió thổi từ phương bắc tới hất bay sợi tóc của mọi người hứa thanh đứng ở trên vùng đất lạ lẫm tương tự như thanh thu quay lại nhìn về phía phong hải quận sau một lúc lâu liền thu hồi ánh mắt biểu cảm bình tĩnh quan sát bốn phía đây là bản năng của hắn cho dù đi tới bất kỳ một địa phương lạ lẫm nào việc đầu tiên hắn làm đó là làm quen hoàn cảnh nơi đó trong ánh mắt của hắn Khu vực phía trước là một đại địa màu nâu đậm tràn đầy cát sỏi, xa xa là những dãy núi lên xuống nhưng ít có màu xanh, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút tuyết trắng đang hòa tan. Thật ra thiên địa nơi đây cũng không có chỗ nào bất đồng, dẫu sao Thánh Lan tộc cùng là nhân tộc, từ bản chất mà nói thì khác nhau rất nhỏ, ngoại trừ bên trong máu của bọn họ có máu đến từ Hắc Thiên tộc. Lúc Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh, đội trưởng lại đưa mắt nhìn vị thanh niên Thánh Lan tộc kia, nhẹ gật đầu với đối phương, coi như là đáp lại lời nói của gã lúc này vẻ cuồng nhiệt trong mắt của thanh niên thánh lan tộc này lại càng đậm vẻ mặt cũng mang theo sự chân thành lần nữa mở miệng nói với hứa thanh và đội trưởng đoạn đường này may mắn có hai vị đại nhân tương trợ nếu không đội xe của tiểu tu sợ là khó có thể nguyên vẹn trở về tiểu tu khẩn cầu hai vị đại nhân thượng tộc hạ mình đến thiên đính quốc của ta để cho toàn bộ hạ tộc của tiểu tu thể hiện tình hữu nghị đồng thời trong quê quán của tiểu tu đạo quả từ cây chân tiên thập tràng cũng sắp hình thành mấy tháng tiếp theo sẽ rất náo nhiệt còn xuất hiện một chút dị tượng, mặc dù không bằng thượng tộc, nhưng cũng có thể coi là một trong những kỳ cảnh của Thánh Lan vực. Về phần vật các đại nhân thượng tộc cần thiết, sau khi Thiên Đính quốc chúng ta chú ý, quốc chủ nhà ta chắc chắn sẽ gom góp giúp đại nhân." Thanh niên Thánh Lan tộc nói xong, lui ra phía sau vài bước, cung kính cúi đầu với Hứa Thanh và đội trưởng. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn đội trưởng. Đội trưởng nheo mắt lại, trong mắt mang theo một chút thâm ý, sau khi trao đổi ánh mắt cùng Hứa Thanh, lại nhìn về tên thanh niên Thánh Lan tộc, nhàn nhạt mở miệng: cũng tốt thanh niên thánh lan tộc nghe vậy liền lộ ra thần sắc vui sướng trên mặt tràn ngập vẻ kích động hạ lệnh cho đoàn xe đi về phía trước rất nhanh theo tiếng roi vang vọng đoàn xe nhanh chóng chạy đi đội trưởng và hứa thanh cũng không cần quay về nơi ẩn núp nữa lúc này cả hai ngồi trên con thú bốn chân vì ngăn ngừa ánh mặt trời chiếu thẳng trên người bọn họ đều phủ thêm một kiện trường bào màu đen mà thanh thu thì như là tôi tớ cúi đầu sau lưng hai người đè xuống sát cơ trong lòng khi còn bên trong khu vực của nhân tộc thánh lan tộc không có tư cách sử dụng truyền tống trận cho nên phải di chuyển trên đường trong thời gian thật dài nhưng sau khi tới nơi này thì lại không giống nữa đoàn xe bọn họ rất nhanh liền đi đến một tòa truyền tống trận công cộng của thánh lan tộc sau khi tới nơi này đoàn xe đến từ thiên đính quốc rất nhanh liền bước vào truyền tống trận theo trận pháp nổ vang tất cả thú bốn chân tan biến chỉ trọn vẹn nửa canh giờ nguyên vẹn cả đoàn xe đã được truyền tống đến khu vực tây bộ của đại hoang đông quận nơi đây chính là địa phận của chân tiên thập tràng càng là lãnh địa của 36 cái tiểu vương quốc. Ngay khi vừa mới xuất hiện, ánh mắt hứa thanh liền trở nên ngưng tụ, nhìn về phương Tây. Chỗ đó tương đối đen nhánh. Trong mơ hồ hình như, thấy rõ một cây đại thụ giống như dạ chẳng uốn lượn sông thẳng lên trời, quấn quanh lẫn nhau cùng một chỗ trên bầu trời, tạo thành một thứ tương tự như một cái ô cực lớn. Trải ra khắp nửa bầu trời, cực kỳ mênh mông. Dưới cái ô, toàn bộ khu vực bị bao phủ là một mảnh lờ mờ, ánh mặt trời khó có thể chiếu vào bên trong trôi nổi vô số đèn lồng hình người tạo thành nguồn sáng khiến cho nơi đây có thể sinh hoạt bình thường một màn này rất là kinh người mà bên trong cái mảnh khu vực lớn tràn ngập đèn lồng này ngoại trừ khu rừng rậm rạp còn có những tiểu vương quốc ở khắp nơi lấy cây đại thụ kia làm trung tâm xây dựng thành vòng tròn quanh nó mỗi một tòa thành trì đều có sắc thái thuộc về bản thân có cái màu sắc đơn lẻ có cái nhiều màu sắc tất cả những thứ này đều tràn đầy phong tình của dị quốc đồng thời uy áp kinh người giống như biển đến từ cây đại thụ xa xa cũng khoách tán khắp bát phương khiến cho toàn bộ người tới đây dù là cảm giác hay là ánh mắt đều dấy lên từng cơn sóng lớn hai vị đại nhân nơi này chính là thiên đính quốc trong chân tiên thập tràng rồi tòa thành trì toàn thân màu trắng phía trước chính là thiên đính quốc của ta ta đã cáo chi cho quốc chủ có lẽ bọn họ đang vui mừng chuẩn bị tiệc nghênh đón đại nhân mời trong mắt thanh niên thánh lan tộc vẫn tràn ngập cuồng nhiệt như trước không hề tiêu tán và cải biến chút nào vừa dẫn theo hứa thanh và đội trưởng đi về phía trước, vừa nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Hai vị đại nhân, theo truyền thuyết, cây chân tiên thập tràng này chính là một vị tộc nhân ách tiên, tộc thuần huyết cuối cùng biến thành tiên hóa thành, đã tồn tại năm tháng cực kỳ lâu. Cách mỗi 100 năm, cây này đều nở rộ kết ra trái cây, đây cũng là lý do vì sao chúng ta phải vận chuyển vân mẫu thạch. Những trái cây này rất là thần kỳ, thuộc về loại vật cực kỳ hy hữu trong luyện khí. Trong khi giới thiệu, một tòa thành trì màu trắng dần dần xuất hiện ở phía trước đoàn xe hiện ra ở trong mắt mọi người tuy chỉ là tiểu quốc nhưng phạm vi thành trì rất lớn quy mô không sai biệt lắm với chủ thành của thất huyết đồng giờ phút này bên ngoài thành trì đã có không ít tu sĩ chờ đợi số lượng trọn vẹn mấy trăm trong đó cũng không ít kim đan cao cung nguyên anh cũng có rất nhiều nhất là người trung niên mặc vương bào đứng đầu sau lưng biến ảo ra ba tòa bí tàng tràn ra chấn động tu vi kinh người thấy một màn như vậy hô hấp của Thanh Thu có chút rồn rập, tâm tình càng thêm ảm đạm. Nàng biết hy vọng chạy trốn của mình đã không còn lại bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em cà phê nhé. Hứa Thanh và đội trưởng bất động thanh sắc, mà giờ khắc này vị thanh niên thánh lan tộc kia nhìn thấy quê hương của mình, thần sắc mang theo vẻ cảm khái, càng có sự thân thiết, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục cung kính truyền ra lời nói. Hai vị đại nhân, chính bởi vì giá trị đạo quả của quê nhà chúng ta cực lớn, cho nên mỗi khi tới thời điểm này, sẽ có không ít hạng người ngoại tộc ti tiện dùng đủ loại phương pháp để xâm nhập vào nơi đây. Trong đó thì nhân tộc là nhiều nhất, bọn họ trước kia hoặc là lén lút lẻn vào, hoặc là cải trang thành dị tộc tới đây giao dịch, có đôi khi còn có thể hóa thân thành Thánh Lan tộc chúng ta. 36 vương quốc chúng ta đều đã có tổng kết lại, trong đó, đám người cải trang thành Thánh Lan tộc chúng ta đã xuất hiện hơn 900 lần, lén lút lẻn vào hơn 700 lần, những tên ngoại tộc kia vì thu hoạch trái cây đã vận dụng đủ các loại phương pháp đúng rồi, hai vị đại nhân, các ngươi có biết không, từ xưa đến nay, kẻ cải trang thành hắc thiên tộc tới 36 vương quốc chân tiên thập tràng, chúng ta cũng đã không sai biệt lắm xuất hiện hơn 30 lần. Thanh niên thánh lan tộc tươi cười mở miệng, bóp nát một khối ngọc giản, thân thể lập tức tan biến, lúc xuất hiện đã ở nơi xa, đứng ở trước mặt vị quốc chủ cảnh giới linh tàng kia. Nụ cười của gã vẫn như trước, duy chỉ có vẻ mặt cuồng nhiệt bị trào phúng nồng đậm thay thế, đứng ở nơi đó ung dung cười về phía hứa thanh cùng đội trưởng sau đó mở miệng. Hai vị đại nhân thượng tộc, hoan nghênh đi đến thiên đính quốc chúng ta, vậy, các ngươi là nhân tộc cải trang, hay là tộc khác cải trang đây? Lần đầu tiên ta nhìn thấy các ngươi, ta liền phát hiện các ngươi có vấn đề, chuyện này quá xảo hợp, vừa trùng hợp với việc ta biết rõ có hắc thiên tộc hoạt động bên trong nhân tộc, lại vừa trùng hợp gặp phải các ngươi đang bị đuổi giết. Các ngươi muốn gạt ta, muốn để ta đưa bọn ngươi tới thánh lan tộc, ta thân là hạ tộc, tự nhiên sẽ đồng ý, một đường tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng thuận lợi lừa gạt đưa các ngươi đến đây. Như vậy cũng không có uổng công vương tử của tiểu bang như ta đi ra ngoài một chuyến, phụ vương, việc này phải chăng có thể coi là ta đã lập công. Tên thanh niên thánh lan tộc này lộ ra nụ cười chân thành, trong lúc nói chuyện, không ít tu sĩ thánh lan tộc của thiên đính quốc bên cạnh cũng nở nụ cười, vẻ mỉa mai nhìn hứa thanh và đội trưởng. Vị quốc chủ tu vi linh tàng kia càng cười ha ha, tán thường nhìn nhí tử của mình. Một màn bất thình lình khiến cho thanh thu cực kỳ ngoài ý muốn, ánh mắt của nàng có rút lại kinh ngạc nhìn kỹ hai tên hắc thiên tộc trước mặt nàng vốn tưởng rằng hai tên này thật sự là hắc thiên tộc nhưng hôm nay hết thảy nghịch chuyển để cho rất nàng bất ngờ nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện thần sắc của hai tên hắc thiên tộc này cũng không biến hóa quá lớn vì vậy tâm thần khẽ động thanh thu nhìn không sai giờ phút này thần sắc hứa thanh rất bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào mặc dù sắc mặt của đội trưởng hơi âm trầm nhưng cũng chưa từng có phản ứng lớn chỉ là lạnh lùng nhìn Thiên Đính quốc phía trước, nhàn nhạt mở miệng, "Lá gan của Thánh Lan tộc không nhỏ, gọi quốc sư tế tự của các ngươi tới." Lời đội trưởng vừa ra, mọi người Thiên Đính quốc vẫn cười lạnh như trước, ánh mắt của vị quốc chủ kia nheo lại, vương tử lừa gạt hai người hứa thanh tới nghe xong cũng nở nụ cười. "Hai vị đại nhân, các ngươi có chút quên nhanh, vừa nãy không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Từ xưa đến nay, 36 vương quốc chúng ta đã ghi chép lại hơn, 30 lần có người cải trang thành Hắc Thiên tộc." Các ngươi cho là chúng ta phát hiện như thế nào, nếu như bây giờ còn mạnh miệng, vậy ta liền cho các ngươi lộ ra nguyên hình là được rồi. Ta vốn định nhìn trên tình cảm chúng ta đi cùng một đoạn đường, muốn để cho các ngươi lưu lại một chút thể diện, bây giờ thì thôi vậy. Thanh niên này thể hiện bộ dạng rất thích chơi đùa, nói xong liền vung tay lên, thành trì màu trắng phía sau lập tức ầm ầm chấn động, một bức tượng thần màu đen cực lớn từ bên trong thành trì lăng không dựng lên. Thân ảnh này cao hơn 30 trượng, tạo hình chính là bộ dạng hắc thiên tộc, trên người mặc áo giáp hai tay ôm ngực, mi tâm điêu khắc đồ đằng hình mặt trăng, tản mát ra khí tức kinh người. Giờ phút này, sau khi bay lên từ trong thành trì, lập tức bay tới bên ngoài thành trì, đứng sừng sững ở trên bầu trời, tản ra từng trận uy áp bao phủ bát phương. Kính thỉnh tượng thần hắc thiên kiểm tra thực hư thân phận của người này. Vương tử thiên đính quốc thánh của Lan tộc cười to, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ một ngón tay về phía đội trưởng. Theo ngón tay hạ xuống, toàn thân pho tượng thần hắc thiên tộc tràn ra hắc mang chói mắt, chậm rãi quay đầu lấy thái độ lạnh lùng bao quát nhìn về phía đội trưởng sau khi liếc mắt trong khi thân thể đội trưởng chấn động trong miệng pho tượng truyền ra giọng nói giống như thiên lôi oanh oanh nổ tung tín ngưỡng pha tạp hỗn tạp chủng tộc hỗn loạn không phải hắc thiên nhất tộc giọng của pho tượng vừa ra toàn bộ tu sĩ thánh lan tộc của thiên đính quốc ẩm ẩm bộc phát sát cơ tiếng cười của vương tử thánh lan tộc càng đắc ý hơn trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt ngươi còn dám cứng rắn cái nữa không hà còn ngươi nữa kính thỉnh tượng thần hắc thiên kiểm tra thực hư người này tên vương tử của thánh lan tộc miệt thị giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía hứa thanh trong nháy mắt tiếp theo tượng thần hắc thiên cao cao tại thượng mang theo vô thượng uy nghiêm bao hàm vô tận lạnh lùng đứng trên không trung bao quát về phía hứa thanh nhưng sau khi liếc mắt trong khi tất cả mọi người kinh ngạc nó rõ ràng run rẩy lên nó run rẩy cực kỳ kịch liệt thậm chí còn ảnh hưởng tới cả hắc quang tràn ra ngoài thân thể của nó khiến cho tia sáng vào thời khắc này lại càng chấn động mãnh liệt hơn nữa. Chỉ trong chốc lát, mảnh hắc quang này đột nhiên tăng vọt, lập tức bộc phát về bát phương, giống như tạo thành một biển ánh sáng màu đen điên cuồng bao phủ khắp nơi. Những nơi đi qua, thiên địa đều trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, pho tượng Tôn Quý đứng sừng sững trên bầu trời lại lập tức hạ xuống đại địa. Trong khi những người Thánh Lan tộc bốn phía trợn mắt há hốc mồm và không thể nào tin, pho tượng kia kích động vô cùng, cất bước đi nhanh mau lẹ đi đến trước mặt Hứa Thanh, sau khi tới liền trực tiếp quanh một tiếng, quỳ xuống, trong mắt nó lộ ra vẻ cuồng nhiệt trước đó chưa từng có, phát ra tiếng hò hét giống như động trời. "Tham kiến chủ thượng." Ngoài cửa thành Thiên Đính quốc lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả người Thánh Lân tộc, từng người đều trợn mắt thật to, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hoảng sợ. Mặc kệ bọn họ có tu vi gì, mặc kệ bọn họ lúc trước hoài nghi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu như thế nào, nhưng giờ khắc này sau khi nhìn thấy tượng thần Hắc Thiên run rẩy kích động quỳ bái ở đó, nghe nó hò hét, trong lòng từng người giống như có sóng lớn cuộn trào, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Dù là vị quốc chủ cảnh giới linh tàng, trong đầu cũng oanh một tiếng, tâm thần giấy lên một, trận gió bão trước đó chưa từng có, quét ngang toàn bộ thức hải, ba tòa bí tàng sau lưng cũng bắt đầu vặn vẹo. Mà người chấn động nhất, chính là vị thanh niên thánh lan tộc một đường hộ tống hứa thanh và trần nhị ngưu, đến đây, gã là vương tử của thiên đính quốc, trước giờ luôn luôn tự phụ vào tâm trí của bản thân. Đoạn đường này gã cũng cố tình tỏ ra vẻ ngu dốt, vốn cho là mình tương kế tự kế thành công, lừa gạt được hai tên tiểu tặc muốn xâm nhập vào thánh lan tộc, nhưng lúc này hết thảy lập tức nghịch chuyển, khiến cho gã có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này gã trợn mắt to nhất, tâm thần nổ vang, nội tâm càng dấy lên sóng to gió lớn, trong đầu như có một trăm vạn đạo sấm sét nổ tung, trong khi nổ vang, thần sắc của gã cũng trở nên vô cùng hoảng hốt. Này! Này! Điều này sao có thể? Đây chính là tượng thần Hắc Thiên Nha. Thân thể của gã run rẩy, hô hấp dồn dập, vô cùng hoảng sợ đồng thời lại có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Trong 36 vương quốc, không phải mỗi một vương quốc đều có tư cách thỉnh được tượng thần của thượng quốc, tới vương triều, chỉ có bốn vương quốc có tư cách này, điều này đại biểu bốn quốc gia bọn họ đều thuộc thế lực trực hệ của bốn đại vương triều bên trên của Thánh Lan tộc. Cho nên vị vương tử tiểu quốc này rất rõ ràng tượng thần Hắc Thiên biểu tượng cái gì nó đại biểu chính là hắc thiên tộc mà tượng thần đại biểu cho hắc thiên tộc vậy mà lại quỳ bái đối phương việc này vốn là trái với lẽ thường lại càng không cần phải nói hai chữ mà nó hô lên kia hai chữ này tự thật giống như pháp tắc thiên đạo vậy dư âm vang vọng khắp bát phương dường như thiên địa cũng bị nó làm cho biến sắc tâm thần chấn động còn có thanh thu giờ khắc này nàng cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu xuất hiện hỗn loạn vốn dĩ ngay từ đầu khi nàng thấy hai tên hắc thiên tộc này bị vạch trần bản năng cho rằng hai người này là giả Điều này cũng giải thích lý do tại sao họ không giết mình, trong lòng cũng nhận định 89 phần 10 là nhân tộc. Nhưng không đợi ý nghĩ này cắm dễ, trong nháy mắt tiếp theo đã bị cải biến, và lại còn không phải nghịch chuyển đơn giản, mà giống như rời sông lấp biển, kinh thiên động địa vậy. Bởi vì hai chữ chủ thượng này, đại biểu ý nghĩa quá lớn, nếu như nghĩ sâu hơn, sẽ khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn chấn động. Trong thời gian ngắn, mọi ánh mắt nơi đây, tức khắc hội tụ tới trên người hứa thanh mặt không cảm xúc, trong những ánh mắt này ẩn chứa hoảng sợ, phức tạp, kinh ngạc, không cách nào tin cùng với không thể tưởng tượng nổi. Dù là đội trưởng ở một bên đã từng lên kế hoạch và câu thông cùng Hứa Thanh trên đường đi tới, nhưng hiển nhiên y cũng không ngờ hiệu quả rõ ràng khoa trương đến trình độ như vậy. Chỉ có Hứa Thanh vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, về phần trong lòng thế nào, người ngoài sẽ không thể biết được. Dù sao bình tĩnh cũng chính là biểu cảm nhiều nhất khi ngày thường của hắn, hắn cũng rất am hiểu duy trì cái biểu cảm này. Lúc trước tại dọc đường Hắn và đội trưởng đã phát hiện ra tên thanh niên Thánh Lan tộc này có vấn đề. Đầu tiên là tu vi đối phương rất yếu, bình thường sẽ không dám thử, bởi vì kết quả một khi thử thành công, thứ chờ đợi đối phương chỉ có tử vong. Tiếp theo thân là hạ tộc, thăm dò thượng tộc như vậy vốn cũng không hợp lý, cho dù có xảo diệu bao nhiêu cũng là không đúng. Nhưng hiển nhiên nếu không thử dò xét, trực tiếp liền tin tưởng thì như vậy cũng quá giả. Đây cũng là lý do tại sao mà tên thanh niên Thánh Lan Tộc kia đã tìm cách thử bọn họ trên đường, gã không muốn thăm dò ra chân tướng, mà sợ bị người khác nhìn ra ý nghĩ của mình cho nên phải cố ý thăm dò. Một loại phương thức hành động nghịch hướng tư duy, nhưng cũng chính hành động này của gã đã khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng nhìn ra manh mối, về phần phương pháp ứng đối, Hứa Thanh đã nghĩ đến khi còn trên đường đi rồi. Lúc còn ở quận Đô hắn đã nghiên cứu con mắt của Hắc Thiên tộc trong 3 ngày, thứ hắn thu được không chỉ là pháp thuật, còn có ảnh hưởng của Tử Nguyệt Thiên Cung đối với con mắt này. Một khắc đó hắn mơ hồ hiểu ra, sau khi bản thân cải trang thành Hắc Thiên tộc, từ trình độ nào đó mà nói, có lẽ thật sự còn càng tôn quý hơn Hắc Thiên tộc. Bởi vì Hắc Thiên tộc tín ngưỡng Hồng Nguyệt, mà Tử Nguyệt bên trong Thiên Cung thứ tư của hắn chính là một tia khí tức cướp đoạt từ Hồng Nguyệt mà đến, sau đó biến thành của hắn, đồng dạng có đủ vị cách thần linh. Từ trên trình độ nhất định, hắn cũng tương tự như là Hồng Nguyệt. Đây cũng là lý do tại sao tượng thần Hắc Thiên hô lên hai chữ chủ thượng. Dù là tu sĩ quanh năm tiếp xúc gần gũi thành kính với Hồng Nguyệt đến cực hạn, cũng rất khó nhìn ra vấn đề, bởi vì thứ này vốn là lực lượng đồng nguyên, thuộc về vị cách thần linh. Chỉ có bản thân Hồng Nguyệt mới có khả năng nhìn ra. Giờ phút này trong khi tất cả mọi người ở đây đang chấn động, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, đội trưởng lộ ra thần sắc tức giận, giọng nói lạnh như băng vang vọng bát phương. "Thánh Lan tộc thật to gan, các ngươi có loại thân phận gì, có tư cách gì điều tra thần tử của Hắc Thiên tộc chúng ta?" nếu như làm hỏng mất chuyện lớn của tộc ta, bọn ngươi chết không có gì đáng tiếc. Lời của đội trưởng vừa truyền ra, tượng thần Hắc Thiên quỳ bái trước mặt Hứa Thanh bỗng nhiên bộc phát hắc quang, toàn thân tản mát ra sát khí kinh người, chợt quay đầu nhìn về mọi người phía Thiên Đính Quốc. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn có thể cảm nhận mình có thể hạ lệnh được với cái vị tượng thần Hắc Thiên này. Cùng lúc đó, theo giọng nói của đội trưởng và sát khí của tượng thần Hắc Thiên, chúng tu bên Thiên Đính Quốc truyền đến từng trận âm thanh hít sâu, vị quốc chủ của thiên đính quốc càng nhanh chóng bước về phía trước cúi đầu thật sâu về phía hứa thanh tu sĩ hạ tộc bái kiến thượng tộc sau khi gã cúi đầu tâm thần của toàn bộ thánh lan tộc bên ngoài cửa thành nhao nhao rung động lắc lư đồng loạt tiến lên bái kiến về phía hứa thanh bái kiến thượng tộc vị vương tử của thiên đính quốc kia thì trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống run rẩy hô to bái kiến thượng tộc tâm gã rất loạn bởi vì chuyện này giống như nằm mơ vậy chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thanh thu sau lưng hứa thanh nhìn một màn này trong đầu vù vù một tiếng đồng thời trong lòng cũng có sát y mãnh liệt nàng hiểu rõ thân phận và địa vị của tên hắc thiên tộc trước mắt này cực cao nếu chém giết hắn thanh thu cúi đầu che giấu sát y trong lòng đi trong khi tâm thần nhiều người đang lên xuống hứa thanh cất bước đi thẳng về phía trước từng bước một đạp trên người tượng thần hắc thiên trước mặt trực tiếp đứng ở đỉnh đầu của nó khoanh chân ngồi xuống rồi nhàn nhạt, nhạt mở miệng các ngươi đoán không sai ta đích xác là đang ngụy trang lời hắn truyền ra mọi người bốn phía nhao nhao cúi đầu ta ngụy trang chính là hắc thiên tộc bình thường nói xong những lời này theo tòa thiên cung thứ tư hứa thanh trong cơ thể chấn động bức tượng thần hắc thiên quỷ bái dưới người hắn từ từ đứng lên tản mắt ra uy áp động trời về khắp bốn phương hắc mang khuếch tán gió dục mây vần thiên địa biến sắc bước chân đội trưởng khẽ động cũng đạp lên trên đứng ở đỉnh đầu tượng thần y đứng sau lưng hứa thanh dáng vẻ khinh thường nhìn xuống đại địa sau đó bức tượng thần hắc thiên này bay lên trên không đứng ở giữa thiên địa lấy thái độ bá đạo bao quát nhìn về phía dưới thân ảnh hai người hứa thanh trên đỉnh đầu dường như dung nhập vào bóng đêm bên dưới chiếc ô lớn trên bầu trời tản mát ra khí tức thần bí khó lường toàn bộ tu sĩ thánh lan tộc của cả vùng đất chấn động thần sắc quốc chủ có chút do dự nhưng gã cũng hiểu được giờ phút này nhất định phải bái bái kiến thần tử tiếp theo toàn bộ thánh lan tộc đều đồng loạt cúi đầu giờ phút này trong mắt vị vương tử kia càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt giọng hô lớn nhất gã là thánh lan tộc vốn dĩ tộc này vẫn là nhân tộc cho nên trên người vị vương tử thiên đính quốc này cũng có ẩn chứa bản tính của nhân loại mà thường thường nhân tính sau khi chất vấn đổi lấy được vững tin sẽ càng kiên định hơn so với bình thường rất nhiều dưới nhiều người thánh lan tộc cúng bái hứa thanh và đội trưởng cũng không rời đi mà được quốc chủ mời tiến vào thiên đính quốc bọn họ suy nghĩ như thế nào không cần nói rõ cùng thiên đính quốc mà thiên đính quốc cũng không dám hỏi nhưng lúc tiến vào thành trì đội trưởng mở miệng hỏi ý kiến về việc chân tiên thập tràng kia biết được thời gian cách thập tràng kết trái còn có 9 ngày nữa sau đó hứa thanh và đội trưởng bình an bước xuống trong hoàng cung thiên đính quốc bức tượng thần hắc thiên kia cũng không rời đi mà trôi lơ lửng ở phía trên cung điện mà hứa thanh cư trú thủ hộ bốn phương về phần thanh thu thì bị đội trưởng yêu cầu đổi lại trang phục thị nữ làm hầu nữ trong khoảng thời gian này thanh thu nghiến răng chỉ có thể đồng ý mà sự tình thần tử của hắc thiên tộc đã đến cũng không thể nào bị giấu giếm dẫu sao việc này liên quan quá lớn cho nên rất nhanh 36 tiểu vương quốc toàn bộ đều nghe nói tới việc này tâm thần từng người đều rung động nhưng cũng khó tránh khỏi vẫn có hoài nghi cứ như vậy ba ngày trôi qua trong ba ngày này hứa thanh chủ yếu đặt tinh lực ở việc nghiên cứu tượng thần hắc thiên mặt khác đội trưởng cũng không nhịn được hiếu kỳ đi lên hỏi hắn về việc tượng thần quỳ bái lúc trước trên đường hai người đã từng giao lưu qua nhưng Hứa Thanh chưa nói về Tử Nguyệt, chỉ nói đến khí tức của Hồng Nguyệt. Khí tức Hồng Nguyệt ta cũng có mà, không sai nha. Đồ chơi kia tại sao lại không quỳ bái ta? Còn nói ta tin ngưỡng pha tạp, hỗn tạp, huyết mạch hỗn loạn, thật là vớ vẩn. Đội trưởng có chút ít không vui. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nói việc Tử Huyền Thượng Tiên tạo thành phủ ẩn nấp cho đội trưởng biết. Đội trưởng vẻ mặt hâm mộ, thở dài một tiếng, nhịn không được lấy ra quả đào bắt, đầu ăn. Hai người truyền âm thì Thanh Thu không nghe được nhưng nhìn đội trưởng ăn quả đào, nàng sửng sốt một chút, lúc vừa muốn cẩn thận quan sát thì quả đào của đội trưởng đã biến mất, thần sắc nghiêm nghị nhìn ra ngoài điện. Ngoài đại điện, quốc chủ dẫn theo nhi tử của gã đến bái kiến, rất cung kính. Thần tử đại nhân, 36 vương quốc khẩn cầu có thể tổ chức một lần thịnh yến vì đại nhân. Thần tử đại nhân không có hứng thú đối với việc này. Trong đại điện, hứa thanh khoanh chân đả tọa không nói gì, đội trưởng bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Quốc chủ của thiên đỉnh quốc nghe vậy cúi đầu, không nhìn thấy thần sắc biến hóa lại tiếp tục cung kính truyền ra lời nói là hạ tu lỗ mãng ta sẽ thông cáo cho những vương quốc khác mặt khác quốc sư thiên đính quốc ta cũng đã trở về muốn cầu kiến đại nhân không gặp đội trưởng tiếp tục mở miệng quốc chủ thiên đính quốc đứng bên ngoài vẫn cúi đầu sau khi đứng ở nơi đó một lúc lâu gã lần nữa truyền ra lời nói khuyển tử mộc nghiệp lần này mạo phạm đại nhân tại hạ đã nghiêm trị đối với nó đại nhân còn có phân phó nào khác hay không trong đại điện Đội trưởng nheo mắt lại, y nghe được những cái hàm nghĩa khác trong những lời này, vì vậy nhìn qua hứa thanh. Thần sắc hứa thanh bình tĩnh, nhìn qua vương tử đang quỳ bái bên cạnh quốc chủ, Thủy Trung chưa từng ngẩng đầu, bỗng nhiên mở miệng mộc nghiệp. Ngươi từng nói khát vọng được ban cho hắc thiên phúc. Lời hứa thanh vừa ra, vị thanh niên thánh lan tộc kia lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Quốc chủ của thiên đính quốc vẫn cúi đầu như trước, không lộ ra chút nỗi lòng, hai quả huyền thiên yêu nguyệt đan cùng với mười vạn đạo quả chân tiên thập tràng hứa thanh không có dài dòng nói thẳng ra vật cần thiết để chúc phúc hắn biết rõ mặc dù muốn bày tỏ thái độ nhưng hăng quá sẽ hóa dở cuối cùng sẽ khó khống chế khó khăn chắc trở nhất là không thể xem thường bất luận kẻ nào một người vương tử còn có được tâm cơ như thế kia vậy càng không cần phải nói tới vị quốc chủ trước mặt cùng với chúng tu của thiên đính quốc về phần sau khi mở miệng như vậy bại lộ thứ bản thân cần thiết cộng thêm lúc trước nhiều lần cự tuyệt sẽ khiến bọn họ càng thêm ngờ vực vô căn cứ nhưng đây chính là kết quả hứa thanh mong muốn bởi vì quỷ thủ đã dạy hắn bất cứ chuyện gì cũng không thể phủ nhận thẳng thừng phải đưa ra một cái đáp án hư giả bên trong như vậy mới càng chân thật cho nên khi lời nói của hắn truyền ra lúc ánh mắt của vị quốc chủ hơi ngưng tụ khẽ cao mày hứa thanh nhàn nhạt mở miệng mộc nghiệp ngươi tiến lên đây quốc chủ khẽ giật mình tên thanh niên thánh lan tộc bên cạnh nghe vậy hô hấp dồn dập trong mắt càng thêm cuồng nhiệt đứng dậy cung kính bước vào đại điện Quỳ bái trước mặt Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng. "Thần tử." Hứa Thanh giơ tay phải lên, thiên cung thứ tư trong cơ thể chấn động, một đám dị chất đặc thù do Tử Nguyệt hình thành hội tụ tại ngón trỏ Hứa Thanh, trực tiếp điểm vào mi tâm của tên vương tử Thiên Đính quốc này. Sau một chạm này, toàn thân vương tử Thiên Đính quốc run lên, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trong mắt chợt lóe lên một tia tử mang sau đó lập tức trôi qua, trên người còn có một cỗ khí tức hồng nguyệt đến gần vô hạn bộc phát ra mơ hồ trong đó thậm chí đã có một loại cảm giác thần thánh ánh mắt nhìn hứa thanh không còn là cuồng nhiệt mà là thành kính trực tiếp dạp đầu xuống đất làm ra đại lễ chủ thượng một màn này khiến cho tâm thần quốc chủ lần nữa dấy lên sóng lớn động trời thần sắc cấp tốc biến hóa hô hấp cũng đều trở nên rồn rập lấy tu vi của gã mặc dù không nhìn thấu hứa thanh nhưng có thể nhìn thấu nhi tử của mình gã cảm nhận được rõ ràng vào thời khắc này trên người nhi tử của mình đã nhiều hơn một tia khí tức của hắc thiên tộc tinh thần lực cũng có chỗ cải biến khí tức này dung nhập vào trong máu thịt dung nhập tu vi thành làm một thể cũng khiến cho người thu được chúc phúc có thể vận dụng một bộ phận thiên phú của hắc thiên tộc cái này giống như đúc với những vương công quý tử được chúc phúc mà gã từng thấy bên trong vương triều thượng quốc thậm chí còn có điều siêu việt hơn mà đối với thánh lan tộc có khái niệm thân phận xâm nghiêm loại khí tức này đại biểu chính là thân phận cùng địa vị từ đây về sau sẽ hoàn toàn khác biệt giống nhau nâng cấp quốc tịch vậy trong khi tâm thần dâng lên từng gợn sóng cực lớn, quốc chủ nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn lại phía gã. Hứa Thanh không nói gì, hắn dùng hành động để biểu đạt tư thái của mình. Lúc trước mấy lần cự tuyệt, là thái độ đưa ra yêu cầu cũng không phải là giao dịch, mà là phân phó. Đây mới phù hợp với thân phận của Hắc Thiên tộc, cũng không có trở thành hăng quá hóa dở. Thánh Lan tộc chính là từ năm đó đại công tước Thánh Lan mưu phản nhân tộc sau đó tự lập thành bộ tộc riêng, sau đó bảo lưu lại một chút tư tưởng vốn có của nhân tộc ví dụ như đẳng cấp. Trên thực tế thì đẳng cấp bên trong phong hải quận còn đỡ, mà những quận khác cũng giống như thế, bởi vì đều thuộc về thuộc địa, cho nên cảm giác đẳng cấp trong đó không có rõ ràng và có uy dụng giống như thánh lan tộc, nhưng trong hoàng đô đại vực thì lại không phải như thế. Thánh lan tộc cũng bởi vì giữ được tổng thể coi như nguyên vẹn và lại chung sống lẫn nhau, cho nên cảm giác đẳng cấp rất mãnh liệt, đã là nhận thức thâm căn cố đế ở trong tâm của từng tộc nhân. Tộc nhân của Thánh Lan tộc được phân theo tịch, chia làm 6 cấp độ, hai tịch trên được gọi là quý tử hai tịch giữa làm binh tử về phần hai tịch dưới thì là nô như quốc chủ của thiên đính quốc nơi đây gã thân là đệ tứ tịch con gã cũng là như thế trong thánh lan tộc tầm quan trọng của thân tịch cực lớn trừ phi là tu vi đạt đến trình độ nghịch thiên bằng không mà nói rất khó cải biến dẫu sao huyết mạch trên tịch càng thêm ưu tú thì tài nguyên cung cấp sẽ càng nhiều thêm nữa khả năng xuất hiện cường giả tự nhiên sẽ càng lớn mà trong thánh lan tộc người có quyền lợi được tăng tịch lên chẳng khác nào nắm giữ hạch tâm thánh lan tộc mà cái quyền lợi này chỉ có hắc thiên thần điện mới có trong từng cái vương triều đều tồn tại hắc thiên thần điện tượng thần hắc thiên chính là được thần điện ban cho loại tăng lên tịch này chính là hắc thiên trúc phúc người được ban phúc cho sẽ khiến khí thức càng tiếp cận gần với hắc thiên tộc hơn cho nên trong vô số năm dưới hắc thiên tộc thay đổi một cách vô tri vô giác tộc nhân thánh lan tộc đều vô cùng khát vọng đối với việc tăng lên thân tịch của mình đây cũng là lý do tại sao lúc này tâm thần của vị này quốc chủ thiên đính quốc dấy lên gợn sóng cực lớn dù lúc trước có rất nhiều hoài nghi nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy con nối dõi của mình nhận được ban phúc tinh thần của gã cũng trở nên dao động cái loại cải biến khí tức này vô cùng chân thật mà gã biết rõ không phải mỗi một vị hắc thiên tộc đều có thể chúc phúc vì người khác có thể làm đến điểm này hoặc là cường giả trong hắc thiên tộc hoặc là người được thần điện thu nhận hắc thiên tộc có thần linh điểm này thánh lan tộc rất rõ ràng tộc khác cũng đều biết rõ, tuy phần lớn đều không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Thần linh của Hắc Thiên tộc ngủ say trong Hồng Nguyệt, được bọn họ đời đời kiếp kiếp cúng bái, cũng bởi vì có thần linh che chở, cho nên trong Hắc Thiên tộc liền xuất hiện tùy tùng thần giả, cũng sẽ có thần điện, bọn họ mới là chúa tể của Hắc Thiên tộc, cũng là tầng cao nhất trong Hắc Thiên tộc. Sau khi suy nghĩ những thứ này, nội tâm quốc chủ Thiên Đính quốc bốc lên, gã thở sâu và cung kính cúi đầu. Sau khi rời đi thì lập tức hạ lệnh, sưu tập huyền thiên yêu nguyệt đan, đồng thời liên hệ những vương quốc khác, phân chia lại trái cây chân tiên thập tràng lần này. Nhưng quá trình này cũng không phải rất thuận lợi. Bởi vì 35 vương quốc khác cũng không phải vững tin việc này giống như gã, dẫu sao chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trong vô số năm qua, đã có rất nhiều lần hắc thiên tộc đi đến nơi đây, nhưng không có một lần nào là thật. Có thể xét thấy, quốc chủ của thiên đính quốc cũng không lập tức báo cáo việc này cho đại vương triều, gã chuẩn bị đợi các vương quốc khác cũng xác nhận sau đó mới lại đi báo cáo. Dẫu sao, dù là vững tin 9 phần 10, nhưng nếu như vạn nhất thật sự có vấn đề, chính mình không báo cáo thì cũng thôi, như vậy còn có thể tự giải quyết, nếu như sau khi báo cáo xảy ra vấn đề, vậy sợ là bản thân cũng phải bị liên quan đến, dính vào tội thiếu trách nhiệm. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 7 ngày. Mặc dù còn hai ngày nữa mới có nhiều chân tiên đạo quả trưởng thành, nhưng trên thực tế mấy ngày nay khu rừng rậm bên ngoài chân tiên thập tràng đã có lẻ tẻ vài đạo quả có thể ngắt được rồi. Đồng thời cũng có những tên ngoại tộc lấy đủ loại phương pháp lần lượt hành động lẻn vào, có thành công cũng có thất bại, mà mỗi ngày 36 vương quốc đều tạo thành đội tuần tra, bắt được không ít người ngoại tộc trà trộn tới. Kết cục những người này cũng không đồng nhất, có số người thì bị xử tử treo lên trên thập tràng trên bầu trời để làm cảnh cáo, còn có người thì bởi các loại nguyên nhân, hoặc là khiển trách một phen rồi xua đuổi, hoặc là giam giữ mặc dù như thế nhưng bởi vì giá trị đạo quả rất xa xỉ cho nên vẫn có không ít tu sĩ lẻn vào bên trong mà sau khi đội trưởng phát hiện ra bộ phận đạo quả phía ngoài đã trưởng thành cũng không kìm nén được khát vọng trong lòng thương lượng cùng hứa thanh quyết định ra tay hứa thanh cũng nghĩ như vậy những ngày này bọn họ ở trong hoàng cung nhìn như an toàn nhưng trên thực tế nguy cơ cực lớn mặc dù hắn tự tin thân phận của mình không có vấn đề nhưng hắn vẫn lo khi gặp phải cường giả phải chăng có thể thật sự giấu giếm được dẫu sao thì cũng không có sự tình nào là tuyệt đối cả. Nhất là phụ ẩn nấp trên người hắn có thể thời khắc tiêu tán, cho nên thời gian rất trọng yếu. Vì vậy vào sáng sớm ngày thứ 8, Hứa Thanh và đội trưởng rời khỏi hoàng cung, dưới Vương tử Mộc Nghiệp đích thân dẫn dắt, dẫn theo một bầy hộ vệ đi cùng bọn hắn tới bên ngoài Chân Tiên Thập Tràng. "Chủ thượng, nơi đây chính là Chân Tiên Thập Tràng của Thánh Lan tộc chúng ta, trái cây trong chỗ sâu hơn vẫn chưa thành thục, giờ phút này tạm thời không cách nào đi vào." Giờ ngoài của rừng rậm trong mắt mộc nghiệp mang theo vẻ thành kính cung kính mở miệng bên trong rừng rậm chân tiên thập tràng quanh năm tràn ngập uy áp kinh khủng rất khó bước vào chỉ có mỗi lần trái cây hoàn toàn thành thục uy áp trong đó mới có thể tiêu tán trong khoảng thời gian này hầu như ngày nào mộc nghiệp cũng tới quỳ bái ở trước cung điện chỗ hứa thanh đang cư trú bộ dạng chuẩn bị thời khắc được triệu hoán có thể nói bây giờ trong toàn bộ thiên đính quốc gã chính là người trung thành nhất đối với hứa thanh một mặt là hứa thanh đã tăng thân tịch lên cho gã một phương diện khác cũng bởi vì dị chất dung nhập trong cơ thể gã đầu nguồn là hứa thanh cho nên gã xưng hô chủ thượng cũng là không sai hứa thanh cảm thụ một chút dị chất quen thuộc trong cơ thể đối phương khẽ gật đầu sau đó nhìn qua mảnh rừng rậm đen nhánh không nhìn thấy cuối cùng phía trước lại ngẩng đầu nhìn chủ cây uốn lượn phóng lên trời tạo thành cái ô cực lớn ở xa xa cho đến giờ phút này hắn vẫn không thể tưởng tượng ra đây là ruột của tộc nhân ách tiên tộc thành tiên biến thành truy cập halezi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Chủ thượng, vài ngày sau khi vào ban đêm ngài chớ cảm giác tới nơi đây, sau đoạn thời gian chân tiên thập chẳng hình thành trái cây, nơi đây đều sẽ hình thành một loại khí thức đặc thù. Sau khi cảm giác, sẽ bị nó xâm nhập, có hại đối với bản thân. Nghe lời nói của Mộc Nghiệp, đội trưởng đi ở phía trước bỗng tò mò hỏi một câu. Có hại, hại như thế nào? Bẩm đại nhân, sẽ sinh ra ảo giác, có ghi chép nói rằng từng có người nhìn thấy một màn ách tiên tộc thành tiên sau đó liền phát điên, bắt trước tự mình mổ bụng, tuyệt khí bỏ mình. Mộc nghiệp cung kính mở miệng, ánh mắt đội trưởng sáng lên, rõ ràng cảm thấy hứng thú, giờ phút này tới gần một cái cây, giơ tay lên túm một trái cây giống như con mắt phía trên hái xuống, để vào trong túi chữ vật. Nơi đây thuộc về bên ngoài chân tiên thập tràng, trên cây cối treo không ít trái cây hình con mắt, có trái mở ra, có trái khép kín. Trái cây đã mở mắt ra đại biểu có thể hái. Mộc nghiệp ở bên giới thiệu đội trưởng đang không ngừng thu ngắt, hứa thanh chắp tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng. Nơi đây tổng cộng có bao nhiêu đạo quả? Chủ thượng, mỗi 100 năm đạo quả lại kết trái một lần, tổng số đại khái vào khoảng 30 vạn quả. Mộc nghiệp vội vàng trả lời. Sau khi hứa thanh nghe được, tâm thần liền nhảy dựng lên, tính đi tính lại thì suy nghĩ càng lúc càng lung lay. Dẫu sao một quả chính là một vạn quân công, giờ phút này thanh thu đi ở bên cạnh, cũng không ngừng dâng lên hạ xuống ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên nàng cũng biết giá trị của vật này, Mộc nghiệp, kêu người của ngươi đi hái cho ta. Hứa thanh bỗng nhiên mở miệng. Mộc nghiệp lập tức hô vâng, quay người gọi toàn bộ tùy tùng, tiến về những trái cây đã mở mắt ra, phân tán để thu hoạch. Bọn họ chẳng những nhiều người, động tác lại rất thành thạo, hái vô cùng nhanh, không bao lâu liền hái được 10 quả. Hứa thanh mắt thấy một màn này, xém chút nữa không khống chế, không nổi nhịp tim đập. Đây là hơn 10 vạn quân công nha. Chú ý thấy trong mắt thanh thu bên cạnh cũng lộ ra khát vọng, hứa thanh đè xuống phấn khởi trong nội tâm, nhàn nhạt mở miệng ngươi cũng đi hái đi thanh thu lập tức lao ra phi thẳng đến phía trái cây mấy ngày trước hứa thanh đã cởi bỏ giam cầm tu vi của nàng nhưng mà lo lắng xảy ra chuyện xấu cho nên vẫn không đưa lại túi chữ vật cho nàng mà đưa một cho cái túi trống để làm túi chữ vật tạm thời nhìn qua bóng lưng thanh thu khóe miệng hứa thanh lộ ra một tia vui vẻ nhưng rất nhanh liền thu hồi nhìn qua bên phía đội trưởng giờ phút này ánh mắt đội trưởng không khống chế nổi lại phát sáng lên động tác cực nhanh cầm lấy một đạo quả trong miệng nói thầm những lời người ngoài không nghe được, nhanh chóng hái xuống. Hứa Thanh quét mắt liền đoán được, đội trưởng nhất định đang đếm quân công. Đại sư huynh định lực chưa đủ, cái này có cái gì để đếm đâu chứ? Hứa Thanh chắp tay sau lưng, âm thầm lắc đầu. Rời đi không bao lâu, Mộc Nghiệp đã ngắt được 25 đạo quả cung kính đưa tới, Hứa Thanh cầm lấy để vào túi chữ vật, đáy lòng thì thào, 25 vạn tới tay. Sau đó hắn nhìn những tu sĩ đi theo tiếp tục trở về đưa cho Mộc Nghiệp, nhìn qua những đạo quả kia, lặng lẽ tính toán trong lòng. 26, 28, 31. Về phần hành vi hiện giờ của đội trưởng có khiến bọn, họ lộ ra hay không, hứa thanh cũng bất chấp không quan tâm nhiều như vậy. Cứ như thế đến gần nửa canh giờ sau, trái cây trưởng thành trong phiến khu vực này hầu như đã trống rỗng. Không sai biệt lắm hái được hơn 100 quả. Trong lúc đang định đi tới khu vực khác tiếp tục, rừng rậm xa xa bỗng chuyển đến tiếng rối loạn. Mộc nghiệp lập tức cảnh giác, tiến đến phía trước hứa thanh với bộ dạng hộ giá, hạ lệnh hộ vệ thánh lan tộc bốn phía đi qua xem xét tình huống không bao lâu sau liền có người trở về báo cáo hồi bẩm đại nhân là đội tuần tra của vân tổng quốc bọn họ bắt được mấy tên ngoại tộc đầu đường xó chợ bên trong có một hậu duệ của ách tiên tộc không may bị bắt vừa rồi bọn họ phải vây công mới bắt được người kia hậu duệ ách tiên tộc hứa thanh nhớ kỹ đội trưởng và người bên ngoài đều nói chân tiên thập tràng là do một vị tộc nhân sau cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành chủ thượng ách tiên tộc thuần huyết đã không còn tồn tại nhưng mà hậu duệ với dòng máu hỗn tạp thì vẫn có không ít trong thánh lan vực. Loại tu sĩ này thì chúng ta cũng không tiện chém giết, đa số là giam giữ đến lúc kết thúc thu hoạch, sau đó phóng thích. Trong lúc mộc nghiệp đang giải thích, xa xa chuyển đến tiếng bước chân, còn có tiếng gầm nhẹ vang vọng. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta là hậu duệ của ách tiên tộc, đây chính là nơi lão tổ tộc ta thành tiên. Ta tới nơi này chỉ muốn cầm lấy mấy đạo quả của lão tổ, các ngươi có lý do gì ngăn cản ta hả, ta cũng lấy không nhiều lắm, ta chỉ muốn 30 quả các ngươi dám đụng vào ta ở chỗ này ta sẽ chết cho các ngươi xem để cho máu của ta chảy vào trên người lão tổ lão tổ thức tỉnh nhất định sẽ tức giận các ngươi trong lúc giọng nói truyền ra ánh mắt đội trưởng ngưng tụ lại mắt hứa thanh cũng lóe lên tia sáng rất nhanh một đám tu sĩ thánh lan tộc không phải người thiên đính quốc áp giải bảy tám tên tu sĩ lẻn vào nơi đây đi ngang qua đám người hứa thanh sau khi trông thấy hứa thanh và đội trưởng những tu sĩ thánh lan tộc này liền biến sắc bọn họ cũng đã nghe nói tới hai người bọn hắn cho nên vội vàng bái kiến. Mà trong bảy tám tu sĩ bị bọn họ áp giải, có một thiếu niên toàn thân tràn ra khí tức không giống người thường, nhất là vị trí mi tâm, chỗ đó tồn tại một cái vật tổ uốn lượn vặn vẹo giống như, con rắn lại giống như thực tràng. Giờ phút này gã đang mở to miệng kêu gào, khuôn mặt không cam lòng, sau khi đảo mắt nhìn qua đám người hứa thanh, nhận ra họ là hắc thiên tộc, liền sừng sốt một chút. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi gã nhìn thấy thanh thu một bên thì thân thể lại khẽ run nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như thường tiếp tục mắng to chỉ là bước chân có chút nhanh hơn thanh thu thu hồi ánh mắt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào tựa như không biết đội trưởng hừ lạnh trong lòng nheo mắt lại hứa thanh quét mắt nhìn tới thì thào trong lòng ninh viêm thế mà lại chạy đến nơi này kẻ tự xưng hậu duệ của ách tiên tộc chính là ninh viêm hứa thanh vẫn nhớ lời đội trưởng nói sau khi ninh viêm thông qua khảo hạch chấp kiếm giả dự khuyết liền lập tức mất tích đội trưởng tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được bọn họ vốn dĩ định mang theo gã cùng làm đại sự trong lần hành động này, vào lúc nguy cấp sẽ dùng gã để làm tấm thuẫn. Bây giờ lại nhìn thấy tên tiểu tử này lén lút đi tới chân tiên thập tràng. Chẳng lẽ huyết mạch thức tỉnh theo như lời gã nói, chính là ách tiên tộc, hoặc là cái thân phận này cũng chỉ là giả. Hứa thanh suy nghĩ trong lòng, nhưng thần sắc vẫn không lộ ra chút nào, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng trước sau như một, nhàn nhạt quét về phía ninh viêm. Về phần trần nhị ngư một bên, giờ phút này khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường thanh thu vẫn giả bộ không hề quen biết như trước mà lúc này tâm thần ninh viêm khẽ run gã không biết hai người hắc thiên tộc đó nhưng gã theo bản năng cảm giác cột sống của mình bốc lên khí lạnh nhất là cái tên hắc thiên tộc mang theo nụ cười ý vị thâm trường kia nụ cười khiến cho gã cảm thấy rất đáng sợ tên hắc thiên tộc kia tại sao lại nhìn ta rồi cười vậy ninh viêm căng thẳng ánh mắt nhanh chóng đảo qua thanh thu tuy đối phương không đeo mặt nạ quần áo cũng đã thay đổi nhưng khí thức lại không hề có bất kỳ biến hóa nào tự nhiên gã chỉ cần liếc mắt là nhìn ra thân phận dẫu sao tất cả mọi người đều đến từ ngênh hoàng châu lúc đầu còn là người cạnh tranh cho nên ninh viêm đã chú ý thanh thu rất kỹ giờ phút này gã cũng không quan tâm vì sao thanh thu lại ở đó mà âm thầm kêu khổ bởi vì gã biết rõ trên thực tế mình có một cái sơ hở rất lớn đó chính là không cải biến dung mạo nhưng mà đây cũng không phải là việc mà gã mong muốn bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù căn bản gã không thể cải biến tướng mạo và khí tức cho nên chỉ có thể dùng pháp khí che lấp nhưng sau khi bị bắt lại pháp khí gì đó cũng đều đã bị đối phương tịch thu rồi cho nên bây giờ gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an nồng đậm sự thật đúng là như thế không đợi ninh viêm đi xa trong khi đám người thánh lan tộc áp giải đứng dậy đội trưởng bỗng nhiên mở miệng ách tiên tộc rất thú vị ta muốn người này đội trưởng giơ tay lên chỉ một ngón vào ninh viêm da đầu ninh viêm gần như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, tâm thần run lên bần bật. Chẳng lẽ gã đã nhìn ra thân phận của ta? Không thể nào. Ninh viêm lo lắng, càng vô cùng hoảng sợ, trong đầu dâng lên rất nhiều lời đồn về hắc thiên tộc. Nhưng việc này không tới lượt gã quyết định, những tu sĩ thánh lan tộc kia nghe vậy, không trần chờ chút nào mà nhanh chóng hô vâng. Lập tức đưa Ninh Viêm tới trước mặt Trần Nhị Ngưu, càng trói chặt Ninh Viêm lại hơn, sau đó cung kính dùng hai tay dâng lên. Trần Nhị Ngưu khẽ gật đầu, nhận lấy dây thừng dắt một chút ninh viêm run rẩy bị kéo tiến lên vài bước nhìn qua nụ cười có chút dọa người của trần nhị ngưu trên mặt ninh viêm nhanh chóng lộ ra một tiên định nọt tiểu nhân bái kiến đại nhân không biết ruột của ách tiên tộc có vị như thế nào đội trưởng nhe răng về phía ninh viêm sau đó liếm liếm bờ môi trong tâm thần ninh viêm dâng lên sóng lớn cuồn cuộn thần sắc cấp tốc biến hóa vừa muốn lui ra phía sau nhưng bị đội trưởng kéo dây thừng một cái lập tức gã không dãy dụa được cả người kịch liệt run rẩy run giọng mở miệng đại nhân đừng trêu đùa tiểu nhân toàn thân máu thịt của tiểu nhân toàn là mùi thối không thể ăn được đâu mắt thấy một màn này thanh thu thở dài một tiếng vốn dĩ nàng cũng không có cảm giác ưa hay ghét gì đối với ninh viêm này thuần túy là người qua đường mà thôi nhưng hôm nay đang tha hương ở nơi khác trông thấy đồng hương thê thảm như vậy gặp phải nguy cơ bị ăn thịt trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng thần sắc không khỏi hiện ra vẻ bi thương chú ý tới biểu cảm của Thanh Thu, ánh mắt hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, bình tĩnh mở miệng. Người muốn tên ách tiên tộc này làm gì? Cảm thấy hứng thú với ruột của ách tiên tộc. Thần tử đại nhân, tất nhiên không phải việc này. Đội trưởng cúi đầu về phía hứa Thanh, cung kính mở miệng. Ninh viêm nghe vậy, lập tức thầm thở ra một hơi, nhưng rất nhanh đội trưởng lại tiếp tục truyền ra lời nói. Đoạn thời gian gần đây thuộc hạ nghiên cứu ra huyết mạch đan, đã dùng qua phần lớn tộc quần, duy chỉ có ách tiên tộc vẫn chưa có thử nghiệm qua, cho nên dự định mang gã về để tươi sống luyện chế nói xong đội trưởng còn quan sát ninh viêm tiến lên vạch miệng của gã ra nhìn hàm răng một chút trong mắt lộ ra vẻ chờ mong giống như đang nhìn tỷ lệ đan dược vậy thậm chí còn liếm liếm bờ môi trong đầu ninh viêm vang lên tiếng vù vù khi nghe đối phương mở miệng giải thích tâm thần của gã vừa mới buông lỏng một hơi bây giờ lại nghe nói như thế này thân thể lập tức càng thêm run rẩy thể xác và tinh thần bị vô tận sợ hãi chiếm cứ nước mắt không nhịn được chảy xuống Đại nhân, ta, ta biết nơi có rất nhiều đồng tộc sinh sống, bên trong có không ít người huyết mạch còn nồng đậm hơn ta, ta dùng bọn họ đổi được không?" Đội trưởng sờ lên cái cằm, cười nhạt và không nói chuyện, không ngừng quan sát cao thấp toàn thân Ninh Viêm. Ninh Viêm càng lúc càng sợ hãi, trong mắt lộ ra nỗi bi thương. Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng và Ninh Viêm nữa, giờ phút này hắn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn về chỗ sâu trong rừng rậm. Hắn phát hiện chín thành trái cây bên trong đều chưa thành thục và lại có không ít quả còn lộ rõ ra sự tranh lệch về kích thước bộ dạng không giống một ngày liền có thể hoàn toàn thành thục vì vậy liền chậm rãi mở miệng nói với mộc nghiệp cung kính đứng bên cạnh mình ngày mai tất cả trái cây đều có thể thành thục sao mộc nghiệp do dự sau khi suy nghĩ một chút liền thấp giọng truyền ra lời nói chủ thượng bình thường mà nói thì là ngày mai nhưng căn cứ điển tịch ghi chép trên thực tế thì mỗi một lần đạo quả thành thục thời gian chỉ là đại khái cũng không phải tinh chuẩn nhưng mà dù ngày mai không cách nào thành thục tối đa cũng chỉ trong vòng 7 ngày, nhất định có thể. Hứa Thanh khẽ nhíu mày, hắn không muốn lưu lại trong thánh lan tộc quá lâu, hắn lo sẽ có biến cố không thể khống chế, nhưng nếu cứ rời đi như vậy lại có chút không cam lòng. 7 ngày sau, cũng có thể kiên trì thêm một chút nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, quay người đi về phía thiên đính quốc, Mộc nghiệp vội vàng đi theo phía sau, những người xung quanh cũng rời đi. Biểu cảm của đội trưởng vẫn như bình thường, kéo sợi dây thừng trong tay một cái, thân hình ninh viêm bị kéo đi, run rẩy đi theo, trong lòng tràn ngập mờ mịt, bi phẫn, sợ hãi, hối hận, ngũ vị tạp trần. Thật sự là tất cả mọi thứ đều hoàn toàn không giống với kế hoạch của gã, dựa theo kế hoạch của gã, lần này cho dù thất bại thì gã cũng sẽ không gặp nguy hiểm, với thân phận ách tiên tộc này, nặng nhất là gã chỉ bị giam giữ một đoạn thời gian, sau đó sẽ được phóng thích. Dẫu sao nơi này là do, một vị ách tiên tộc thuần huyết cuối cùng thành tiên biến thành, mà bên trong thánh lan vực, ách tiên tộc mới là dân bản địa, cho nên cũng có không ít hậu duệ, Thánh Lan tộc chỉ là là kẻ đến sau, cho nên cũng không muốn tùy tiện khiến cho hai tộc mâu thuẫn. Thậm chí từ chỗ nào đó mà nói, thời điểm gã rời đi có khi còn có thể mang theo một hai đạo quả, đây chính là mua bán có lợi nhất, cho nên gã mới đến đây. Nhưng gã không ngờ tới, thế mà lại gặp Hắc Thiên tộc ở nơi này. Ninh Viêm bị kéo đi về phía trước, đáy lòng bi ai nghẹn khuất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thanh Thu, phát hiện vẻ mặt Thanh Thu cũng tương tự như mình. Cứ như vậy, hai người nghẹn khuất đi theo hứa thanh và đội trưởng, theo một đám thị vệ thánh lan tộc hộ tống, trở về Hoàng Cung Thiên Đính Quốc. Sau khi đến nơi này, hứa thanh vẫn khoanh chân ngồi đả tọa trong đại điện như thường ngày, thanh thu ngồi bên cạnh hắn, đáy lòng cực kỳ phẫn nộ, nàng cũng không hoàn toàn khuất tùng thân phận thị nữ này, mà vẫn thời khắc tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Mà đội trưởng thì khác biệt với thường ngày, sau khi kéo ninh viêm trở về, trong mắt lập tức lộ ra vẻ trở mong mãnh liệt. Đi tới thiên điện, Ninh Viêm không cách nào chống cự, chỉ có thể hiện ra thần sắc lo lắng hoảng sợ, vẻ mặt cầu khẩn, trong miệng không ngừng nói cầu xin tha thứ, bị đội trưởng cứng rắn rắt vào bên trong. Rất nhanh, bên trong thiên điện bỗng chuyển ra tiếng kêu thê lương của ninh viêm. Đại nhân, ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Á, à, tiếng kêu rên rất nhanh liền biến thành âm thanh thảm thiết. Thân thể thanh thu run lên, nàng không biết bên thiên điện xảy ra chuyện gì, dùng cảm giác cũng không cách nào dò xét được, nhưng nàng có thể từ trong tiếng kêu thê lương thảm thiết kia tưởng tượng ra vô số cảnh tượng kinh tâm động phách vì vậy liền đưa mắt nhìn hứa thanh thần sắc như thường đáy lòng cũng càng hiểu rõ nhiều hơn đối với sự tàn nhẫn của hắc thiên tộc hắc thiên tộc thật đáng chết nhất là hai tên này nội tâm thanh thu hiện lên suy nghĩ hứa thanh không có đặt những thứ này vào trong lòng hắn vừa nghe tiếng kêu thảm thiết kia liền biết ninh viêm chính là bị đội trưởng cắn đoán chừng lúc trước thân là chấp kiếm giả cho nên ngại mở miệng muốn cắn gã nhưng hôm nay thân phận đã thay đổi Lấy tính cách của đội trưởng, nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu máu thịt của Ninh Viêm. Hứa Thanh tản cảm giác ra, lần nữa dung nhập vào, trên người tượng thần Hắc Thiên đang trôi lơ lửng ở bên trên cung điện, tiếp tục nghiên cứu của mình. Đây chính là việc hắn cảm thấy hứng thú nhất trong khoảng thời gian chờ đợi này. Nếu như có thể mang nó về phong hải quận. Hứa Thanh dâng lên chờ mong trong lòng. Bức tượng thần Hắc Thiên này không hề tầm thường, trong đó ẩn chứa lực lượng hồng nguyệt nồng đậm, thời khắc đều tràn ra dị chất, mặc dù Hứa Thanh có thể hạ lệnh đối với nó, nhưng nếu muốn mang đi cuối cùng thì có chút không ổn đầu tiên là bức tượng thần này không thể dung nhập vào túi chữ vật và lại còn quá mức bắt mắt tiếp theo nếu như thật sự đối mặt với hồng nguyệt sợ là bức tượng thần này sẽ lập tức đào ngũ mang đi không thể nghi ngờ chính là một đạo sấm sét tùy thời bộc phát một quả bom nổ chậm trừ phi ta có thể dùng lực lượng tử nguyệt của mình hoàn toàn thay thế hồng nguyệt bên trong cơ thể của nó hứa thanh nheo mắt lại đây chính là phương hướng nghiên cứu trong khoảng thời gian này của hắn theo hứa thanh nghiên cứu thì hoàng hôn đã đến, sắc trời bên ngoài chiếc ô khổng lồ chậm rãi hạ xuống, phạm vi khu vực bên trong cái ô, những chiếc đèn lồng hình người trôi nổi chậm chậm dùng mệnh hỏa tràn, ra ánh sáng hỏa diễm yếu ớt. Trong thiên địa lở mờ, bên ngoài hoàng cung thiên đính quốc, ngay trên thần đàn, chỗ nguyên bản của tượng thần Hắc Thiên, bây giờ có vài chục tu sĩ thánh lan tộc đang nghiêm túc đứng. Bốn phía sớm đã bị phong tỏa, và lại còn bố trí trận pháp, khiến cho người ngoài bên ngoài không thể cảm giác Bên trên tế đàn này có hơn 10 người, bên trong phần lớn là tu vi nguyên anh đại viên mãn, chỉ có 5 vị tu vi siêu việt mọi người, đạt đến cảnh giới linh tàng. Quốc chủ Thiên Đính quốc chính là người thứ nhất. Phía trước đứng một lão giả mặc trường bào màu đen, lão giả này có màu da đỏ thẫm, thoạt nhìn rất là quái dị, sau lưng càng là bốn tòa bí tàng tràn ra uy áp kinh khủng. Lão chính là quốc sư của Thiên Đính quốc, giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm, ngẩng đầu nhìn về hoàng cung xa xa, lại nhìn mọi người một chút, hừ lạnh một tiếng việc này vô cùng vớ vẩn từng người các ngươi đều là chủ nhân của một quốc gia lão phu không tin các ngươi ngu ngốc như vậy ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng không có ư hắc thiên thượng tộc có thân phận bực nào làm sao có thể thông qua một đoàn xe để đi tới nơi này còn vừa đúng lúc đạo quả thành thục lại càng không cần phải nói một trong hai tên giả trang đó chẳng những tín ngưỡng hỗn tạp càng là huyết mạch hỗn loạn tại sao có thể là hắc thiên thượng tộc mặt khác cái người thị nữ của bọn họ, chính là chấp kiếm giả mới của nhân tộc lần này. Tên là Thanh Thu, việc này các ngươi cũng tra được, còn do dự cái gì? Lão giả răn dậy, mọi người lặng lẽ cúi đầu không mở miệng, nhưng ánh mắt đều đảo qua vị quốc chủ thiên đính quốc kia. Trên thực tế, về thân phận hứa thanh và đội trưởng, cho dù tới bây giờ bọn họ đều không tin chiếm đa số, nhưng hết lần này tới lần khác, tượng thần lại quỳ bái bọn hắn, hết lần này tới lần khác, khí tức chúc phúc lại là chân thật. Việc này khiến cho bọn họ sinh ra một tia mở mịt còn nữa quốc chủ còn nối dõi của ngươi được ban cho phúc lúc trước ta đã dò xét qua rồi đó chính là một cái thủ thuật che mắt mà thôi nếu ngươi không tin đưa nó đến vương triều thượng quốc bên trên liếc mắt là nhìn ra được lão giả lạnh giọng mở miệng sau đó nhìn về phía hoàng cung thực tế buồn cười chính là hai vị này tuy có chút ít thủ đoạn lừa gạt các ngươi nhưng sơ hở lớn nhất của bọn hắn chính là cải trang thành cái gì không cải trang lại đi cải trang thành thần tử của hắc thiên tộc hừ, lão phu tu nghiệp ở bên trong hắc thiên tộc nhiều năm, đạo hữu trong hắc thiên tộc đông đảo, chưa từng nghe nói qua hắc thiên thần điện có thần tử gì đó. Mà tượng thần hắc thiên dù sao cũng là vật chết, các ngươi chưa từng đi hắc thiên tộc, cho nên không biết được, trên thực tế, thì tượng thần hắc thiên đã từng có rất nhiều lần làm ra loại việc giống như thế này, phần lớn là bởi vì lực lượng thần linh, bên trong cơ thể xuất hiện chu kỳ thủy chiều lên xuống mới dẫn đến như vậy. Hai cái tên cải trang này, hiểu rất rõ hắc thiên tộc, nắm bắt thời cơ cũng rất là xảo diệu. Hàn mang trong mắt lão giả lóe lên, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn tính sai, bởi vì lão phu từ ban đầu đã được tu nghiệp ở trong Hắc Thiên tộc, đã được thần điện ban cho một con Hắc Thiên linh quỷ. Linh quỷ của Hắc Thiên thần điện đã có đủ thần trí, trình độ nhạy cảm cao hơn vật chết như tượng thần nhiều, nó chỉ cần cảm giác một chút là có thể làm rõ hết thảy. Trong lúc nói ra lời này, lão giả giơ tay phải lên, điểm một ngón vào mi tâm, toàn thân rung động lắc lư, sau đó phun ra một ngụ máu tươi lớn, mi tâm lập tức tự động vỡ ra một đạo u ảnh màu đen nhanh chóng bay ra từ trong máu thịt. Ngay khi nó vừa mới xuất hiện, liền giấy lên từng trận gió lạnh tỏa ngang ra bốn phía, càng làm cho toàn bộ tâm thần thánh lan tộc nơi đây chấn động, huyết mạch thuộc về Hắc Thiên trong cơ thể cũng đều bị dẫn dắt, hắc tuyến trên mi tâm từng người đều càng lúc càng rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mời linh quỷ kiểm tra thực hư. Lão giả thở sâu, cung kính mở miệng, theo con linh quỷ phát ra tiếng kêu kiệt kiệt, thân thể của nó bỗng lăng không bay lên, nhìn về phía hoàng cung lúc này sắc mặt của lão giả cũng vô cùng âm trầm chuyển ra lời nói đối với mọi người bốn phía đợi sau khi linh quỷ kiểm tra thực hư quốc chủ thiên đính quốc người hãy đích thân ra tay bắt giữ hai tên tiểu tặc to gan lớn mật kia ta sẽ nhưng khi lời lão giả vừa nói đến đây không đợi lão nói rõ thân thể đầu lệ quỷ bầu trời trên đột nhiên run rẩy toàn thân lập tức bộc phát ra hắc quang như biển khuếch tán ra khắp bát phương trong mắt càng lộ ra tia sáng mãnh liệt trước đó chưa từng có thân thể cũng càng lúc càng kịch liệt run rẩy đến cuối cùng nó thậm chí còn kêu thảm lên một tiếng mắt quỷ nổ tung thân hình cũng bị hất ngược lại trực tiếp rơi vào trên tế đàn sau đó nó lập tức quỳ xuống cúng bái về phía hoàng cung liên tục dập đầu chủ thượng đó là khí thức của chủ thượng phàm tục chúng ta không thể nhìn thẳng con mắt của linh quỷ đã mù thân thể không ngừng run rẩy nhưng giọng nói lại mang theo kích động và cuồng nhiệt đến cực hạn một màn này lập tức khiến cho trong đầu toàn bộ tu sĩ thánh lan tộc bốn phía hoàn toàn nổ vang. Hô hấp của quốc chủ thiên đính quốc trở nên rồn rập, dù cho gã đa nghi hơn nữa, giờ phút này cũng đã chân chính tin tưởng. Da đầu của những vị quốc chủ khác cũng đều nhao nhao run lên, tâm thần giấy lên sóng lớn ngập trời, cũng không có bất luận lý do gì đi hoài nghi, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mà lão giả phóng ra linh quỷ kia cũng tương tự run rẩy, ánh mắt trợn to, lộ ra vẻ không cách nào tin. Này này, ngay khi tâm thần những người nơi đây riêng phần mình giấy lên gợn sóng, một cái chớp mắt bức tượng thần hắc thiên đang trôi lơ lửng ở bên trên hoàng cung đột nhiên mở mắt ra đứng cách ngàn trượng bên trên không trung trong mắt lộ ra hắc mang nhìn về phía tế đàn giờ phút này trên đỉnh đầu của nó mơ hồ hiển lộ ra bóng dáng của hứa thanh và đội trưởng ánh mắt hứa thanh lạnh như băng mang theo vẻ không vui nhìn về phía đại địa đội trưởng đứng ở bên cạnh lại lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ cảm giác tức giận khi trông thấy thần tử nhà mình bị mạo phạm lộ ra trong mắt của y càng truyền ra giọng nói lạnh như băng mang theo tức giận, vang vọng bốn phương. Bọn ngươi đa, nghi, vốn dĩ cũng không phải là khuyết điểm, có thể cho qua, nhưng mà bọn ngươi làm lố chính là đại bất kính. Trong lúc đội trưởng nói, bầu trời truyền đến tiếng sấm rền, thiên địa biến sắc. Trong một cái chớp mắt, mi tâm hứa thanh lập lòe hiện ra đồ đằng mặt trăng, trên người càng tràn ra chấn động vị cách siêu việt phàm tục đến từ tử nguyện, bên trong thiên cung. Trong chốc lát, một tia máu thuộc về hắc thiên bên trong huyết mạch của toàn bộ tộc nhân Thánh Lan, tộc trong thiên đính quốc không bị khống chế, nhao nhao sôi trào. Quốc chủ của 36 vương quốc cũng đều chấn động, cúi đầu về phía bức tượng thần trên bầu trời. Tâm thần vị quốc sư thiên đính quốc cũng không ngừng lay động, đưa mắt nhìn hắc thiên linh quỷ một bên vẫn đang không ngừng cúng bái dập đầu, hô hấp của lão dồn dập, cuối cùng cúi đầu xuống, bái kiến về phía bầu trời. Trong bọn họ, tu vi của bất luận người nào cũng đều siêu việt hứa thanh, đối mặt với tu sĩ hắc thiên, tộc tầm thường có lẽ còn có thể dùng tu vi để miễn cưỡng săn bằng thân phận, nhưng bây giờ cảm thụ uy nghiêm đến từ thần tử cùng với chấn áp trên huyết mạch, tâm thần của tất cả bọn họ đều nhao nhao hiện lên gợn sóng. Nhưng lại không hề có chút cảm giác khuất nhục nào, bởi vì từ đầu đến cuối, hai vị hắc thiên tộc mới đến nay đều không hề tự kiềm chế thân phận, ngược lại là do bọn họ vẫn luôn liên tục thăm dò. Bọn ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên bầu trời, hứa thanh lần đầu mở miệng. Giọng nói bình tĩnh vang vọng, hắn đưa mắt nhìn mọi người thật sâu, vung tay lên, bóng người liền biến mất mà tượng thần cũng quay về, rơi xuống độ cao bình thường, trôi lơ lửng ở trên đại điện, hai mắt lại khép kín. Toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh. Chỗ tế đàn, quốc sư thiên đính quốc thở sâu, đè xuống chấn động trong lòng, lập tức truyền âm hạ lệnh về phía quốc chủ thiên đính quốc. Lập tức bí mật báo cáo việc này lên vương triều, chân tiên thập tràng có hắc thiên tộc đến, dường như huyết mạch trí cao, chúng ta không có tư cách tiếp đón. Mặt khác, cũng đưa cả đứa con nối dõi được thần tử chúc phúc của người đến vương triều chuyện này bất kể thiệt giả, đều là chuyện lớn động trời. Một khi là thật, lão già thở sâu, sợ là cả hắc thiên thần điện của bốn đại vương triều thánh lan tộc đều sẽ chấn động mà địa vị trong tương lai của đứa con nối dõi của ngươi cũng sẽ trở thành trí cao vô cùng. Trong lúc quốc sư nói ra lời này, bên trong thiên địa bỗng có một trận gió thổi tới, chân tiên thập tràng trên bầu trời lắc lư, cái ô trên cao truyền đến từng trận xôn xao ồn ào. Gió nổi lên. Tối nay, gió vô cùng lớn cái ô do chân tiên thập tràng tạo thành trên bầu trời không ngừng lắc lư âm thanh truyền khắp bát phương cơn gió đồng thời thổi qua thiên địa cuốn theo bụi bặm đầy đất gào thét quét qua mọi tòa kiến trúc bên trong thiên đính quốc những chiếc chuông lục lạc treo ở dưới mái hiên của mọi nhà cũng chuyển ra từng trận âm thanh thanh thúy nhất là trong hoàng cung lại càng là như thế em thanh liên tiếp vang lên trong hoàng cung hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn tới đêm tối bên ngoài quay đầu nhìn về phía đội trưởng ở một bên đại sư huynh chúng ta không thể tiếp tục đợi quá lâu nữa nhiều nhất hai ngày nếu như chân tiên thập tràng không hoàn toàn hình thành đạo quả chúng ta sẽ phải rời đi hứa thanh trầm giọng truyền âm đội trưởng thở dài có chút buồn rầu lúc trước đối phương thăm dò bị bọn họ phát hiện mặc dù đã hóa giải nhưng đội trưởng cũng hiểu rõ điều này cũng đại biểu tình thế nhất định đang phát triển về phía không thể khống chế ta nghĩ rằng thật ra cũng không có gì đội trưởng trầm ngâm liếc mắt nhìn hứa thanh Bất kể đội trưởng cảm thụ hứa thanh như thế nào, đều thật sự không khác Hắc Thiên tộc chân chính chút nào. Chẳng những tượng thần quỷ bái càng có thể chúc phúc cho Thánh Lan tộc, bây giờ ngay cả Hắc Thiên linh quỷ có thần trí cũng đều quỳ. Đặt cả ba việc này vào chung một chỗ, khiến cho tâm tư của đội trưởng cũng phải lung lay. "Tiểu Thanh, rốt cuộc tại sao ngươi lại làm được như vậy? Cái này không có khả năng là khí tức của Hồng Nguyệt nha." Lòng hiếu kỳ của đội trưởng vô cùng mãnh liệt, lần nữa hỏi một câu. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lần này cũng không giấu giếm nữa, truyền âm trả lời. Là vị thần linh mà Hắc Thiên tộc thờ phụng, ban đầu khi ở Thái Sơ Ly U Trụ, ta đã cướp đoạt được một tia quyền hành từ nó, cho nên bọn họ hẳn tưởng lầm là Hồng Nguyệt. Lời này vừa ra, ánh mắt đội trưởng trợn to, hít vào một hơi, tuy lúc trước y đã có suy đoán, nhưng hôm nay nghe Hứa Thanh trả lời thì tâm thần vẫn dấy lên sóng lớn. Sau một lúc lâu đội trưởng chợt đứng lên, đi vài vòng xung quanh sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh tiểu sư đệ, chúng ta có nên làm lớn một lần hay không? Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng. Hứa thanh thở dài, hắn biết đội trưởng muốn làm cái gì. Đây cũng chính là lý do mà lúc trước hắn phải giấu giếm tử nguyện. Bây giờ ngươi đã chân thật, không thể nào chân thật hơn nữa, không bằng chúng ta đi tới Hắc Thiên Thần Điện, sau đó để cho Hắc Thiên Thần Điện đưa chúng ta tới Hắc Thiên Tộc. Hư ẩn phù trên người ta nhiều nhất chỉ có hiệu quả nửa tháng nữa, một khi tan biến, mặc dù khí tức của ta không sai, nhưng vẫn có thể bị tra ra, nhất là chỉ cần vị thần linh ở bên trong hồng nguyệt kia liếc ta một cái, ta liền cái gì cũng không còn nữa." Hứa Thanh Kiên quyết lắc đầu. "Đội trưởng phiền muộn, nhưng cũng biết làm như vậy không phải điên cuồng, mà là muốn chết, vì vậy sau khi trầm ngâm rồi nghiến răng, "Ngày mai chúng ta tiếp tục dẫn người đi sưu tập đạo quả, tuy phần lớn đều không thành thục, nhưng cũng không thể ngồi yên mà đợi, phải đi khu vực khác sưu tập đạo quả đã thành thục. Sau đó lại đợi vài ngày, Tiểu Thanh, đạo quả chỉ là thứ nhất, thứ tốt chân chính chính là chân tiên thập chẳng kia." Bây giờ chúng ta đang có một cơ hội khó tìm. Hứa Thanh do dự, nghiến răng nói. Nhiều nhất ba ngày. Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra điên cuồng, nhẹ gật đầu. Được, nhiều nhất năm ngày. Mặt khác, ngày mai ta sẽ ra ngoài hóng gió một chút. Nếu như đã như thế này rồi, bọn họ nguyện ý hoài nghi thì cứ hoài nghi. Dù sao ngươi thật sự có thể chúc phúc, ta đi thông khí báo cho những vương quốc kia biết. Chúng ta có thể chúc phúc cho các ngươi, nhưng phải dùng bảo bối để đổi. Con mắt đội trưởng có chút đỏ lên. Hai ngày sau, Hứa Thanh và đội trưởng chia nhau, một người toàn lực thu thập đạo quả, một người thì ra ngoài giao tiếp cùng những vương quốc khác. Trong đồ thành thiên phong vương triều của bốn đại vương triều của Thánh Lan Tộc, một đoàn người thiên đính quốc đã truyền tống đến đây. Người dẫn đầu chính là vị quốc sư của thiên đính quốc, Mộc Nghiệp cũng ở trong đó, sau khi bọn họ đi đến thiên phong vương triều, trước tiên liền thượng tấu việc về hắc thiên tộc lên trên. Lúc đầu việc này vốn không có khiến cho thiên phong vương triều chú ý, dẫu sao đối với bốn đại vương triều có thân tịch vương công trong Thánh Lan Tộc mà nói, hắc thiên tộc tầm thường thì bọn họ cũng không có đặt vào trong lòng, nhưng theo thiên đính quốc thượng tấu, sau đó cử các ngành tương ứng kiểm tra thực hư mộc nghiệp, sau tầng tầng kiểm tra, một cái kết quả khiến cho người ta không ngừng chấn động được thượng tấu lên trên, chuyện này dần dần nhấc lên gợn sóng bên trong vương triều. Khí tức hắc thiên nồng đậm đạt đến đệ nhất tịch, thậm chí còn hơi vượt qua. Hết thảy công cụ kiểm tra huyết mạch đều chân thật vô cùng, đích đích sắc sắc là được chúc phúc. Coi như là hắc thiên thần điện, cũng không cách nào khiến một người từ đệ tứ tịch trực tiếp tăng lên đệ nhất tịch đây không phải là chúc phúc đơn giản đây là thần ban sau khi những kết quả điều tra này tầng tầng báo cáo lên trên cao tầng và hoàng tộc của thiên phong vương triều suy nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết nhưng rất nhanh liền truyền đạt ra ngoài hai đạo pháp chỉ đạo pháp chỉ thứ nhất là sai người đưa mộc nghiệp đi tới hắc thiên thần điện mời thần điện kiểm tra thực hư cùng với đưa chỉ thị đạo pháp chỉ thứ hai là lập tức an bài hắc y vệ đi đến thiên đính quốc mặt ngoài là hộ giá mặt khác là bí mật giám sát và điều khiển, phải tức khắc không thể chậm trễ. Hứa Thanh rất sốt ruột. Sau lần linh quỷ kiểm tra thực hư kia, bây giờ đã trôi qua 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này, mặc dù tổng số lượng đạo quả mà bọn hắn thu được đã đến hơn 1.000 quả, và lại đội trưởng còn thả tin đồn đổi chúc phúc ra bên ngoài, đưa tới không ít thánh lan tộc khẩn cầu muốn được chúc phúc. Nhờ đội trưởng hoạt động, bọn hắn cũng thu hoạch không ít kỳ chân dị bảo. Nhưng cây chân tiên thập tràng, mục tiêu chân chính của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Mà theo thời gian trôi qua, trong lòng Hứa Thanh cũng chầm chậm dâng lên cảm giác bất an, cảm giác bất an này tương tự như lúc ở trong quận Đô vậy, đều tới từ Thiên Đạo Thương Long, mặt khác, Mộc Nghiệp cũng đã mất tích thật lâu. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, Mộc Nghiệp đang ở một nơi cách chỗ này thật xa, hẳn là bị đưa đi tới Vương triều Thánh Lan tộc rồi. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn một chút đạo quả chính mình thu được, sau khi tính toán quân công một cái, ý niệm rời khỏi trong đầu hắn càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng đội trưởng lại không cam lòng. Tiểu Thanh, chúng ta lưu lại thêm một ngày nữa. Ngày mai có một khách hàng lớn muốn chúc phúc, huống hồ ta nghe người ta nói gần đây có người đang tu hành bỗng cảm nhận được Chân Tiên Thập Tràng đang biến hóa, điều này nói rõ nó sắp thành thục rồi. Chúng ta chờ thêm chút nữa, dẫu sao cơ hội này rất khó có được, nếu như có thể đi vào bên trong Chân Tiên Thập Tràng, chuyến này của chúng ta liền thật sự đại viên mãn, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Trong mắt đội trưởng mang theo khát vọng và điên cuồng, liếm liếm môi, nhanh chóng truyền âm đạo quả phía ngoài chúng ta không thể ăn, nhưng tiểu thanh à, ta đã nghiên cứu qua, chân tướng, bản thể của, cây thập tràng hẳn là có thể ăn, và lại không giống tầm thường, mỗi một quả đều nhất định là chứa đầy linh khí. Người cũng muốn tu vi của mình tăng nhanh hơn đúng không, lần này ta cam đoan, chúng ta nhất định có thể. Quan trọng nhất là, tiểu thanh à, lần này đại sư huynh muốn tặng cho người một trận tạo hóa kinh thiên động địa, tuyệt luân thế gian, siêu cấp lớn. Bây giờ ta không thể nói, việc này rất huyền diệu, chỉ có thể làm chứ không thể nói ngươi phải tin ta về phần phương pháp rời khỏi ta cũng có biện pháp ta đã chuẩn bị bảo vật rất lợi hại có thể lập tức truyền tống chúng ta về phong hải quận nhưng muốn dùng vật ấy cần tiêu hao cực kỳ kinh người cho nên vẫn cần bản thể của cây chân tiên thập tràng hứa thanh trầm ngâm liếc mắt nhìn đội trưởng sau đó nhớ lại đủ loại quá khứ trước kia cuối cùng hung hăng nghiến răng đồng ý đợi thêm một ngày cứ như vậy đêm ngày thứ tư đã đến đêm khuya trong lúc Hứa Thanh đang nghiên cứu tượng thần Hắc Thiên, tâm thần của hắn bỗng nhiên khẽ động, trong thức hải giấy lên gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, bên trong cảm giác của hắn, bên phía cây chân tiên thập tràng đột ngột dâng lên một ngọn lửa ngập trời, ngọn lửa này đang hừng hực thiêu đốt, cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi hắn mở mắt ra nhìn thì tất cả lại toàn bộ tan biến. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Đây là chấn động dị tượng của cây chân tiên thập tràng mà Mộc Nghiệp và đội trưởng đã nhắc tới hứa thanh thì thào nhìn qua bóng tối xa xa lần nữa nhắm mắt hồi lâu sau trong cảm ứng của hắn ngọn lửa mơ hồ kia lần nữa hình thành không ngừng thiêu đốt lúc này hứa thanh tựa như nhìn thấy một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng trong ngọn lửa đứng trên thân cây tiên thập tràng nhảy múa cùng với bầu trời không phải một mình bốn phía dần dần huyễn hóa ra vô số bóng người đều cùng nhau nhảy múa điệu nhảy của những bóng người này rất quỷ dị mang theo cảm giác thần bí nào đó như là tế tự và lấy lòng trời xanh vậy giờ phút này theo bọn họ nhảy múa, ngọn lửa bốn phía càng bốc lên cao hơn, cùng nhau lên xuống, thanh thế càng lúc càng lớn. Còn có từng trận tiếng trống vang vọng từ nơi ấy, từng tiếng rơi vào tâm thần hứa thanh, dường như muốn thay thế nhịp tim đập của hắn. Còn có tiếng ngâm sướng cổ xưa, dùng âm điệu chú ngữ mà hứa thanh chưa từng nghe qua, không thể hiểu được. Dần dần, huyễn cảnh trong cảm giác trên bầu trời, trong một cái chớp mắt bỗng nhiên nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, bên trong khe hở mơ hồ tựa như, có một tồn tại không cách nào tưởng tượng đang ngóng nhìn đại địa, dường như đang chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, một âm thanh ẩn chứa phấn khích từ trong bóng người nhảy múa ở chính giữa truyền ra, gã giơ tay phải lên chém xuống phía dưới, phần bụng lập tức bị cắt thủng, từng khúc ruột lớn bay ra từ trong bụng, giống như con rắn, vạn vẹo bay lên không trung. Theo họ nhảy múa và tiếng trống, khúc ruột này cũng không ngừng vạn vẹo. Sau đó những bóng người ở bốn phía cũng đều giơ tay lên tự mổ bụng, khiến ruột bay múa, từ xa xa nhìn lại, vô số khúc ruột bay lên trên không nhìn thấy mà giật mình một màn này giống như có thêm loại lực lượng kỳ dị nào đó ảnh hưởng tới cảm giác hứa thanh khiến cho hứa thanh cũng không nhịn được mà xuất hiện cảm giác kích động không cách nào khống chế muốn học theo bọn họ cùng mổ bụng nhưng trong nháy mắt tiếp theo tòa thiên cung thứ tư và thứ ba trong cơ thể hắn chấn động lực lượng độc đan và tử nguyệt khoách tán làm tâm thần hứa thanh giấy lên gợn sóng cái loại kích động muốn mổ bụng này cũng chậm rãi yếu ớt xuống mà trong cảm giác vào lúc này biển lửa bên cây chân tiên thập tràng lập tức phóng đại tràn ra huyết quang động trời tràn ngập toàn bộ thế giới lúc này thân thể hứa thanh bỗng nhiên chấn động mạnh một cái mở mắt ra thức tỉnh khỏi huyễn cảnh bầu trời bên ngoài đã sáng những chiếc đèn lồng hình người trôi lơ lửng ở dưới cái ô trong thiên địa theo bầu trời bên ngoài cái ô cải biến chúng nó lại thắp sáng tràn ra từng tia sáng chiếu rọi bát phương nhát mắt hừng đông lấy chân tiên thập tràng làm trung tâm một cỗ ý vị đốt trụi mọi thứ lập tức tràn ngập về bát phương bao phủ mỗi một khu vực dưới cái ô cũng chui vào trong mũi hứa thanh chợt ngửi mùi vị kia một cái máu thịt trên người liền tựa như bị thiêu đốt một mùi gây mũi đồng thời mang theo một chút tanh hôi nhưng khi ngửi đến hơi thứ hai lại hoàn toàn ngửi được một loại kỳ hương đập vào mặt thấm vào tâm thần bởi vì lần giết chóc trong khu bính lần trước tòa thiên cung thứ sáu của hứa thanh đã thành hình một nửa bây giờ bởi mùi thơm này lại khẽ run lên tựa như nhận phải kích thích và ảnh hưởng, tốc độ thực hóa tăng lên. Ánh mắt hứa thanh sáng lên. Giờ phút này đội trưởng cũng phát hiện kỳ lạ, lao ra từ bên trong thiên điện, trong mắt lộ ra điên cuồng và khát vọng, vù vù dồn dập nhìn qua phía chân tiên thập tràng. Chân tiên thập tràng nở, rộ rồi. Hầu như ngay khi lời đội trưởng truyền ra, bên phía chân tiên thập tràng lập tức truyền đến tiếng nổ vang, tổng cộng 12 tiếng, một tiếng mãnh liệt hơn một tiếng, cho đến tiếng cuối cùng liền giống như có thể khai thiên tích địa vậy. Chấn động bát phương, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Ngay sau đó, trong âm thanh kịch liệt, hứa thanh tận mắt nhìn thấy cái ô cực lớn, ở trên phiến khu vực này đã bắt đầu chậm rãi co rút lại, khiến cho ánh mặt trời bên ngoài không ngừng chiếu, xuống cái mảnh đất trăm năm qua không có ánh sáng chiếu tới này. Nếu như cẩn thận nhìn thì có thể thấy, thực tế thì không phải là cái ô đang co rút lại, mà là những thân cây quấn quanh cùng một chỗ trong đó đang tách riêng từng phần ra. Quá trình này liên tục tiếp diễn trong nửa canh giờ. Sau đó, theo bên ngoài hoàn toàn sáng rõ, ánh mặt trời toàn bộ chiếu vào bên trong, cái ô lớn. Biến mất. Mười thân cây cực lớn đơn độc không hề đụng chạm vào nhau uốn lượn dựng thẳng, về các phía khác biệt, trực tiếp xuất hiện ở trong ánh mắt toàn bộ những người đang nhìn nơi đây. Mười thân cây, tựa như là mười khúc ruột, chập chờn giữa thiên địa. Vô số trái cây nhanh chóng hình thành trên cây, hóa thành vô số con mắt, nhìn về đại địa xa xa. Hứa thanh bỗng nhiên đứng dậy, rốt cuộc hắn cũng đã chờ đến lúc chân tiên thập tràng nở rộ, sau khi nhìn về phía đội trưởng cả hai đều thấy được sự phấn khởi trong mắt của nhau hai người không chút do dự lập tức đi ra khỏi đại điện về phần thanh thu và ninh viêm cũng đều bị biến hóa của cây thập tràng làm cho chấn động nhưng bọn họ không được phép tiếp tục xem xét sau khi hứa thanh phất tay liền phải đi theo phía sau hắn một đoàn người nhanh chóng rời khỏi đại điện ngay lúc vừa muốn bay ra khỏi thiên đính quốc chạy tới chân tiên thập tràng nhưng vào lúc này bên trong truyền tống trận của thiên đính quốc bỗng chuyển ra tia sáng lập lòe âm thanh nổ vang truyền tới một khắc sau, bên trong trực tiếp huyễn hóa ra từng đạo bóng người mặc hắc y, dẫn dầu là một người trung niên, tu vi tương tự cùng quốc chủ thiên đính quốc, đều là linh tàng, sau khi xuất hiện gã liền chú ý tới hứa thanh và đội trưởng, bóng người khẽ nhoáng một cái, bay thẳng đến phía hai người. Từng bóng người mặc áo đen bay theo sau lưng, động tác chỉnh tề thống nhất, trong thần sắc càng mang theo vẻ nghiêm túc, gào thét bay ra. Số lượng trọn vẹn 300 người, và lại bên trong yếu nhất cũng đều là chiến lực bốn tòa thiên cung trong đó 7-8 tòa thiên cung cũng có hơn 40 vị, còn có 10 vị nguyên anh. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho tâm thần của hứa thanh và đội trưởng cũng trầm xuống, thanh thu và ninh viêm càng hít vào một hơi. Loại quần áo cùng với khí chất nghiêm túc này, còn cả hình lá cây ngân hạnh được theo lên trên áo bào, tất vả đều là thứ chấp kiếm giả không xa lạ gì, đúng là đối thủ một mất một còn của bọn hắn ở thánh lan tộc. Hắc y vệ, và lại nhìn số lượng biên chế kia, đây rõ ràng là cả một cái trung đội nguyên vệ nhất là vị trung niên tu vi linh tàng dẫn đâu kia đội trưởng chưa từng thấy qua nhưng hứa thanh đã gặp qua thậm chí còn không chỉ một lần lần đầu tiên thấy gã chính là lúc khổng tường long đánh chết tên chuẩn nguyên anh ở biên giới đối phương tức giận ngập trời xuất hiện lần thứ hai thấy là trong chấp kiếm cung người này được diêu ra mang đến chất vấn đối với đám người hứa thanh bây giờ là lần thứ ba lại là gã sát cơ trong lòng hứa thanh lóe lên tên trung niên này đã dẫn theo hắc y vệ phía dưới nhanh chóng bay đến theo họ tiếp cận, chẳng những bóng dáng người này trở nên rõ ràng trong mắt Hứa Thanh, những người hắc y vệ sau lưng kia cũng chiếu toàn bộ vào trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh quét qua qua phía dưới, bỗng nhiên khóa chặt một người. Người này là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường, một thân tu vi lại càng kinh người, mặc dù không phải nguyên anh nhưng cũng có chiến lực chính cung, mặc đạo bào hắc y vệ, hai mảnh lá cây màu bạc nhiều hơn những người kim đan khác một cái, tương đồng với 10 người nguyên anh. Mà thứ để cho Hứa Thanh chú ý tới người này đó là trong cơ thể thanh niên này, thình lình tồn tại một chiếc mệnh đăng. Bởi vì hóa thành mệnh cung, cho nên người ngoài cảm thụ không rõ ràng cho lắm, nhưng hứa thanh lại cảm giác rất rõ ràng, đó là một chiếc đèn thạch điêu màu lam, hình dạng điêu khắc chính là một cái đèn lồng. Hầu như ngay khi ánh mắt hứa thanh đảo qua thanh niên này, trung niên hắc y vệ dẫn đầu lập tức tới gần, sau đó chắp tay cúi đầu về phía hứa thanh, trầm giọng mở miệng. Chu hành vu, đô ti hắc y vệ ở thiên phong quốc, phụng mệnh tới đây nghênh giá hộ tống đại nhân đi đến thiên phong quốc chu hành vu cúi đầu những hắc y vệ bốn phía lập tức tản ra chung quanh tạo thành hình cung vây quanh đồng loạt cúi đầu về phía hứa thanh và đội trưởng thanh thu và ninh viêm nhìn thấy một màn này hô hấp có chút rồn dập thần sắc hứa thanh bình tĩnh không hề mở miệng đội trưởng bên cạnh hất cảm lên nhíu may và truyền ra lời nói đều lui ra đi có đi thiên phong quốc hay không không phải do các ngươi quyết định mặt Chu Hành Vu không chút cảm xúc, không liếc mắt nhìn đội trưởng, mà ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh, trầm giọng nói: "Thân mang hoàng mệnh, trong người có chỗ chức trách, mong rằng đại nhân không khiến cho ta khó xử." Gã biết rõ, vị này mới chính là thần tử huyết mạch trí cao, mặc dù hoàng chỉ yêu cầu không thể chậm trễ, nhưng thân là hắc y vệ, gã tự nhiên có phương pháp xử sự của mình. Giờ phút này theo gã giơ tay lên, hắc y vệ bốn phía lập tức lần nữa khoách tán, từ trạng thái nửa vây quanh biến thành hoàn toàn vây quanh, nhưng từng người đều không tản ra chút sát khí nào, toàn bộ đều cung kính cúi đầu, cũng chưa từng vận hành tu vi, nhưng thái độ lại rất là kiên quyết. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, ánh mắt nheo lại, vừa muốn nói chuyện, hứa thanh bỗng nhiên nhẹ giọng truyền ra lời nói. Ngươi tên là gì? Lời hắn vừa ra, ánh mắt Chu hành vu hơi trầm xuống, chú ý tới nơi ánh mắt hứa thanh nhìn tới, là nhi tử của vị đô đốc đại nhân ở sau lưng mình. Đại nhân, ti chức tên Lâm Viễn Đông, bị ánh mắt hứa thanh nhìn tới, nhi tử của đô đốc lập tức tiến lên một bước, thần sắc lạnh lùng, chắp tay mở miệng. Hứa thanh gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Chu hành vu, lấy mệnh đăng của gã ra, ta muốn. Những lời này của hứa thanh rất là tự nhiên, không phải truyền lệnh, mà là căn dặn của thượng tộc đối với hạ tộc. Sau khi đội trưởng nghe được, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh diễm, thật sự là thời điểm hứa thanh mở miệng rất là tuyệt diệu, giống như là một vị tướng quân vậy. Vừa nãy hắc y vệ còn có hành vi bức vua thoái vị, vốn là tướng quân, hứa thanh lật tay trả lại một câu này, đồng dạng cũng là tướng quân. Sự thật đúng là như thế, lời hứa thanh vừa ra thì sắc mặt toàn bộ hắc y vệ bốn phía đều đại biến, người tên Lâm Viễn Đông lại càng toàn thân chấn động, hô hấp cũng không thể khống chế mà dồn dập lên. Mệnh đăng trong cơ thể gã đã hóa thành thiên cung, đã trở thành một bộ phận của bản thân gã, thời điểm này lấy ra. Trên cơ bản chính là phá hủy một cung, và lại cũng coi như mất nửa cái mạng thậm chí còn là một lần trọng thương không thể nghịch chuyển đối với căn cơ của gã. Loại hành vi này, nếu đặt ở chỗ khác, trên cơ bản chính là cục diện không chết không thôi. Mà Lâm Viễn Đông từ nhỏ đến lớn, vô luận là trước khi trở thành hắc y vệ hay là sau này, vẫn luôn là hạng người thiên kiêu, phụ thân lại còn là người quyền cao chức trọng, đồng thời bản thân gã cũng có tư chất kinh người, một bước lên mây trong hắc y vệ, liên tiếp thăng chức, và lại đệ nhị tịch trên thân, cũng khiến cho gã có được huyết mạch cao quý ở trong thánh lan tộc, đứng ở phía trên rất nhiều người, thực chất bên trong nội tâm luôn có một loại cảm giác ưu việt thuộc về bản thân nhưng hôm nay gã cảm thấy mình thật giống một con chó vậy nhận phải nhục nhã cực lớn quan trọng nhất là loại nhục nhã này đối phương nói cực kỳ tự nhiên hết lần này tới lần khác gã cũng thấy hoàn toàn chính xác tự nhiên như vậy bất kể lâm viễn đông gã có thân phận thế nào ở trong thánh lan tộc trước mặt hắc thiên tộc đều không có tác dụng trừ phi là hoàng tộc như vậy còn có quyền nói chuyện một chút nhưng nếu người trước mắt này thật sự là thần tử có lẽ hoàng tộc cũng không có tác dụng gì dẫu sao thánh lan tộc bọn họ cũng là tộc phụ thuộc vào hắc thiên tộc mà tồn tại, quan hệ không phải ngang hàng, mà là chủ và tớ. Thần sắc đồng dạng biến hóa, còn có chu hành vu. Gã ta không còn cách nào bảo trì vẻ lạnh lùng ngay từ đầu nữa, giờ phút này ánh mắt có rút lại nhìn qua hứa thanh, trong đầu cấp tốc chuyển động đủ loại ý niệm. Trên thực tế thì Hoàng chỉ không yêu cầu nhất định phải mời hai người hắc thiên, tộc này về đô thành, cái này chỉ là cách làm của chính gã mà thôi. Nhưng gã thật sự không ngờ đối phương rõ ràng mở miệng như vậy, việc này tạo thành một cái cục diện không cách nào giải quyết gã không thể nghe theo căn dặn đi lấy mệnh đăng của lâm viễn đông ra nếu làm như vậy về sau hắn sẽ không cách nào có chỗ đứng trong hắc y vệ nữa đồng thời cũng đắc tội đô đốc đại nhân đối phương không dám làm hắc thiên tộc tức giận nhưng lại có thể dễ dàng trừng trị gã nhưng nếu không nghe cục diện cường thế mới vừa nãy gã bày ra sẽ rất khó duy trì tiếp nữa ngay khi gã cảm giác khó giải quyết hai mắt hứa thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt mở miệng làm sao chu hành vu cho mày hô hấp của toàn bộ hắc y vệ cũng trở nên rồn rập nhìn về phía gã trong nhận thức của bọn họ nếu như đô ty đại nhân thật sự có thể bởi vì những lời này mà lấy ra mệnh đăng của lâm viễn đông như vậy tính mạng của bọn họ trên thực tế cũng chính là nắm giữ ở trong tay vị hắc thiên tộc kia ánh mắt lâm viễn đông cũng đỏ lên nhìn chu hành vu mắt thấy cục diện đến trình độ như vậy xa xa bỗng nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa thần tử đại nhân theo giọng nói truyền đến quốc chủ thiên đính quốc bước nhanh tiến đến, cung kính cúi đầu về phía hứa thanh, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn chu hành vu. Với gã ta mà nói, thần tử hắc thiên tộc tự nhiên là thật, cũng nhất định là thật, và lại phải là chân thật. Nói như vậy thì đệ nhất tịch, mà đứa con nối dõi được chúc phúc cho tự nhiên cũng là thật, cho nên, bất kể như thế nào, trước khi hắc thiên thần điện không kết luận chuyện này, tất cả đều là chân thật. Vì vậy gã tất nhiên cực kỳ không đồng tình đối với hành vi của chu hành vu. Nhưng thân là đồng liêu với nhau, vẫn phải đi ra giảng hòa một chút. Thần tử đại nhân, chiếc mệnh đăng ở trong cơ thể người này đã bị vấy bẩn, có chút ô uế, nhưng ta biết rõ bên trong Thiên Phong thượng quốc còn có mệnh đăng chưa bị phân phối, không bằng đổi một cái khác tốt hơn. Chu Hành Vu nghe vậy lập tức gật đầu, chắp tay về phía Hứa Thanh. Đại nhân, ta lập tức liên hệ với bên trên, một khắc ngài bước vào Thiên Phong quốc chúng ta, sẽ trình mệnh đăng lên cho ngài. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, không buồn không vui. Nhưng hắn càng như thế, một cỗ cảm giác uy nghiêm lại càng hiển lộ ra. Giờ phút này đội trưởng ở bên cạnh bỗng lộ ra thần sắc tức giận, khẽ quát một tiếng. Bọn ngươi thật cằn rỡ, chỉ là một cái mệnh đăng, cũng phải để cho thần tử tộc ta rời bước đi lấy. Hứa thanh tán thưởng trong lòng, những lời này của đội trưởng chính là, lặng yên không một tiếng động thay đổi khái niệm đi đến thiên phong quốc. Quốc chủ thiên đính quốc nghe vậy, tương tự nhìn Chu Hành Vu, cố ý biểu lộ không vui trong lòng trên mặt. Chu Hành Vu thầm than, cũng biết việc mình muốn cường thế mời đối phương đi thiên phong quốc đã, không thể nào tiếp tục được, nữa, trừ phi thật sự trực tiếp lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đông. Bằng không mà nói, nếu vẫn mạnh mẽ mời như ngay từ đầu, đó chính là chậm trễ đối với hắc thiên tộc, và lại vị quốc chủ thiên đính quốc trước mắt này, cũng sẽ không cho phép mình làm như thế. Nhưng đáy lòng của gã cũng nổi lên nghi ngờ, đó chính là hai vị này tại sao lại bài xích đi thiên phong quốc, theo sau ý nghĩ này, chính là hoài nghi nhưng mà gã biết rõ đây không phải là việc mà mình có thể quan tâm người phía trên sẽ tự biết phân biệt nếu như giả dối thì cũng đành nhưng một khi là thật chính mình can dự quá nhiều vào sẽ không có kết cục gì hay vì vậy lại chấp tay cúi đầu là ti chức sơ sẩy ti chức sẽ chuyển lại việc đưa mệnh đăng tới này về thượng quốc hứa thanh liếc mắt nhìn lâm viễn đông lắc đầu mệnh đăng ta có rất nhiều không thiếu như thánh lan tộc ngươi nhưng mà cái thạch điêu màu lam này có chút đặc biệt ta muốn chính là cái này lời hứa thanh vừa ra thân thể lâm viễn đông bị hán nhìn chằm chằm run rẩy thần sắc lộ ra vẻ bi phẫn gắt gao nắm chặt tay căng thẳng phẫn nộ cảm xúc cấp tốc tràn ngập tâm thần nhưng cũng không dám bộc phát cũng không dám mở miệng phản bác gã biết rõ hễ mình là nói ra một câu bất kính việc hôm nay sẽ không phải đơn giản chỉ là lấy mệnh đăng nữa cái loại cảm giác khuất nhục bị thượng tộc áp chế này khiến cho nội tâm của gã tựa như có lửa độc lan tràn vô cùng mãnh liệt chu hành vu cũng là nhíu mày thần sắc dần dần âm trầm đội trưởng bên đó cũng âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt thầm nghĩ hứa thanh ngươi cũng quá điên cuồng đi nếu như bức bách đối phương quá vạn nhất thật sự động thủ vậy liền xong đời trương tam nói không sai thực chất bên trong tiểu thanh còn điên hơn cả ta trong khi trái tim mọi người nơi đây cấp tốc chuyển động hứa thanh cất bước đi về phía lâm viễn đông theo hắn tới gần uy áp đến từ ba chữ hắc thiên tộc mãnh liệt dâng lên ở trong lòng từng tên tu sĩ thánh lan tộc nơi này mắt thấy hứa thanh đi tới trước mặt lâm viễn đông hàn mang trong mắt chu hành vu lập lòe không ai biết gã đang suy nghĩ như thế nào mà lâm viễn đông đã xuất ra mồ hôi chán thân thể kịch liệt run rẩy bi vẫn nghẹn khuất trong mắt tăng đến cực hạn vào lúc hóa thành tuyệt vọng hứa thanh đứng ở trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười nụ cười này trong chốc lát lập tức tiêu tán tất cả áp lực nơi đây trong tươi cười hứa thanh giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai lâm viễn đông ôn hòa nói đừng sợ ta nói đùa thôi toàn thân lâm viễn đông chấn động ngẩn người hứa thanh lắc đầu cười một cái quay người đi về phía chân tiên thập tràng nơi xa đội trưởng trừng mắt nhìn lập tức nối gót đi theo mà thanh thu và ninh viêm tận mắt nhìn thấy một màn này trái tim đều không ngừng hiện lên gợn sóng đuổi sát theo đằng sau về phần những hắc y vệ ngăn đường phía trước từng người theo bản năng tản ra nhượng một con đường cung kính cúi đầu về phía hứa thanh theo hứa thanh tiêu sái đi xa từng hắc y vệ cũng thở ra một hơi thần sắc riêng phần mình phức tạp nhất là Lâm Viễn Đông chỗ đó, hô hấp của gã vẫn còn dồn dập, tâm thần từ căng thẳng tuyệt vọng mãnh liệt, cuối cùng lại lập tức nghịch chuyển, loại biến hóa cảm xúc này, lại khiến cho đáy lòng của gã dâng lên cảm kích đối với Hứa Thanh. Bên trong sự cảm kích này, cũng ẩn chứa một tia kính sợ đối với sự hỉ nộ vô thường của Hứa Thanh. Thế nào là đại nhân vật? Định nghĩa của mỗi người đối với đại nhân vật đều không quá giống nhau, nhưng chi cần người có thể từ trong hỉ nộ của bản thân mình tác động tâm tình của ngươi, hắn vui thì ngươi liền xả hơi. Hắn vẫn nộ là ngươi liền sợ hãi, có thể một lời quyết định cảm xúc của ngươi, quyết định sinh tử của ngươi. Đây chính là đại nhân vật. Giờ khắc này, những hắc y vệ nhìn qua Hứa Thanh đi xa, trong đầu không khỏi nổi lên câu nói uy nghiêm Hắc Thiên, tộc không thể xúc phạm nhắc nhở đời đời. Cho đến trước thời điểm này, bọn họ đều biết rõ những chuyện này, nhưng khi tự mình trải qua lại không cùng một dạng. Dẫu sao ngày bình thường Hắc Thiên thần điện đều ở trong không gian cao cao tại thượng, bọn họ không cách nào tiếp xúc. Nhưng lúc này bọn họ nhìn ánh mắt hứa thanh, cũng xuất hiện sự kính sợ tương tự Lâm Viễn Đông. Xa xa, giọng nói của hứa thanh lần nữa truyền đến. Chu hành vu, hôm nay trước lúc mặt trời lặn, ta muốn trông thấy một chiếc mệnh đăng, mặt khác, các ngươi thất thần làm cái gì, theo ta đi vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, còn quốc chủ thiên đính quốc, người cũng theo tới đi. Quốc chủ thiên đính quốc vội vàng hô vâng, gã cực kỳ kiên định đối với thân phận hắc thiên tộc của hứa thanh, cũng nhất định phải kiên định, điều này cũng đại biểu một tương lai huy hoàng của nhi tử gã. Mà hứa thanh tự nhiên cũng hiểu điều này, đây cũng là một nguyên nhân ngầm mà lúc trước hắn chúc phúc cho mộc nghiệp, có chút thời điểm, buộc chặt quang vinh và tổn hại vào cùng một chỗ, có thể khiến cho người bình thường cam tâm tình nguyện lựa chọn bị mù. Tuân Pháp chỉ, chu hành vu tương tự cúi đầu, chuyện này không có áp lực quá lớn, gã chỉ cần truyền lời là được, có cho mệnh đăng hay không là phía trên quyết định. Chỉ là hết thảy hành vi cử chỉ của vị hắc thiên tộc này, khiến cho đáy lòng của gã cảm khái không nhỏ. Giờ phút này gã lấy ra ngọc giản lưu lại lời nhắn, giao cho thủ hạ đi truyền tống về thiên phong quốc sau đó liền mang theo một nhóm hắc y vệ đuổi theo bốn người hứa thanh để hộ vệ bốn phía lâm viễn đông trong đó càng thêm ra sức bảo hộ chung quanh hứa thanh cảnh giác bốn phương tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn thỉnh thoảng đảo qua hắc y vệ bốn phía vừa nhìn về phía hứa thanh thần sắc bình tĩnh đáy lòng vô cùng kích thích cảm thấy lần này quả thực rất đã ghiền thân là chấp kiếm giả thế mà lại để cho hắc y vệ đi tới thủ hộ và mở đường sau khi đi đến chỗ sâu trong chân tiên thập tràng mấy kiếp tiếp sau còn đỡ duy chỉ có đệ nhất kiếp sau khi bị nghịch chuyển liền có nguy cơ cực lớn nhưng có những hắc y vệ này mở đường tất cả sẽ dễ làm hơn nhiều cứ như vậy một đoàn người bọn họ chậm rãi nhích tới gần rừng cây chân tiên thập tràng nơi đây so với lúc trước đã có biến hóa thay đổi giờ phút này toàn bộ trái cây đều đã mở mắt ra dưới ánh mặt trời những con mắt này tràn ra ánh sáng âm u lạnh lùng nhìn mọi người đang tiến tới gần mà xa xa mười thân cây màu nâu đen cực lớn uốn lượn ngút trời tràn ra khí tức kinh khủng càng có cảm giác áp bách vô hình mãnh liệt phủ xuống thế gian so sánh với nó đám người đang đi tới bên trên đại địa tựa như con sâu cái kiến khí thế của cây chân tiên thập tràng vô cùng rộng rãi đồng thời cũng ảnh hưởng tới khí huyết mọi người quấy nhiễu tinh thần của bọn họ khiến cho đáy lòng toàn bộ người tới gần đều theo bản năng dâng lên cảm giác sợ hãi thần tử đại nhân thời điểm chân tiên thập tràng nở rộ bên trong tồn tại rất nhiều quỷ dị thân phận ngài cao quý vô cùng, vẫn xin bảo trọng thân thể, chớ tùy tiện đi vào chỗ sâu, nếu thật sự cần gì, ti chức cùng với đô ti chu hành vu sẽ giúp ngài mang tới. Quốc chủ thiên đính quốc đi theo sau lưng hứa thanh, ngưng trọng nhìn qua chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, trầm giọng mở miệng, dạng quỷ dị gì, nói một chút đi. Ánh mắt hứa thanh bình tĩnh, nhìn về phương xa. Nghe thấy hứa thanh hiếu kỳ, quốc chủ thiên đính quốc chắp tay, cung kính mở miệng thần tử đại nhân, căn cứ ghi chép của 36 vương quốc chúng ta, chân tiên thập tràng cứ 100 năm hình thành đạo quả một lần, thời điểm cây thập tràng nở rộ, bên trong sẽ xuất hiện thời không hỗn loạn. Người đi vào thì phần lớn sẽ bị lạc ở bên trong, khó có thể trở về, thỉnh thoảng có người cưỡng ép xông ra, nói thời không bên trong khác biệt trước khi đi vào, thậm chí còn có người còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vi ách tiên tộc này thành tiên. Quốc chủ thiên đính quốc cung kính mở miệng, gã có thể hiểu được nguyên nhân thần tử không biết được những điều này, dù sao đối với hắc thiên tộc sinh hoạt trong những vực khác mà nói, đại hoang đông quận trong thánh lan vực chỉ là một khu vực nhỏ vắng vẻ mà thôi. Cho dù tri thức đối phương uyên bác, nhưng không, biết được chi tiết nơi đây cũng là hợp lý. Trừ thứ này, càng là chỗ sâu bên trong lại càng tồn tại nguyền rùa, từng có ghi chép đại tu quy hư cũng vẫn lạc ở nơi này. Thần sắc quốc chủ thiên đính quốc lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ. Giọng nói của quốc chủ thiên đính quốc vẫn tiếp tục chuyển đến đồng thời chỗ sâu trong chân tiên thập chàng còn tồn tại lực lượng khiến người ta phát điên, toàn bộ người xâm nhập đều sẽ trở nên điên cuồng, không phân chia địch ta, hình như nhận thức của bọn họ đã bị cải biến, cho rằng mình là ách tiên tộc. Nhưng mà càng thêm quỷ dị đó là, những người đi qua chỗ sâu tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, trong ghi chép của 36 vương quốc, không có một người nào chết già, và lại phương pháp tử vong đều là bị mở bụng, ruột bay múa. Có người thì tự mình mổ, nhưng có người là bị ruột ở bên trong cắt ra cho nên trong ghi chép có một loại kiến giải đối với cái này, đó là chỗ càng sâu bên trong thập tràng, có một loại lực lượng có thể khiến cho ruột có sinh mệnh. Những thứ này vẫn chỉ là một bộ phận, còn có thêm rất nhiều biến hóa khác, và lại mỗi một lần chân tiên thập tràng nở rộ, cũng sẽ xuất hiện nhiều quỷ dị hơn cùng với một chút nơi không giống trước kia, không hề cố định vị trí, cho nên càng thêm hung hiểm. Bình thường mà nói, 36 vương quốc chúng ta cũng sẽ không bước vào chỗ sâu, chỉ thu thập đạo quả ở phạm vi bên ngoài, Đúng rồi, thật ra còn có một lời đồn nữa về chân tiên thập tràng. Quốc chủ thiên đính quốc liếc mắt nhìn hứa thanh, trầm thấp mở miệng. Đây là lời đồn bên trong hậu duệ của ách tiên tộc, nói rằng rất nhiều nguy hiểm của chân tiên thập tràng. Trên thực tế cũng là vì ngăn cản người bên ngoài tới quấy dày, vì von nơi đây thành lăng mộ, những nguy hiểm kia đều là để chuẩn bị cho kẻ trộm mộ. Bọn họ không biết phương pháp đi vào chính xác, cho nên mới đột tử, dường như tất cả nguy hiểm nơi đây hợp lại thành một trò chơi ghép hình chỉ có nắm giữ phương thức chính xác mới có thể bình yên thuận lợi bước vào nhưng mà coi như là hậu duệ ách tiên tộc bản địa của vực này cũng chưa từng biết được phương pháp chính xác cho nên lời đồn liền thật sự biến thành lời đồn hứa thanh như có điều suy nghĩ ánh mắt giống như tùy ý quét qua người đội trưởng hắn nghĩ tới một trận tạo hóa kinh thiên động địa siêu cấp lớp không gì sánh kịp mà đội trưởng muốn cho mình kia đại sư huynh rất quen thuộc đối với nơi này hình như không phải tất cả đều thu hoạch được trong tình báo từ quận đô hứa thanh trầm ngâm trong lòng đi thẳng về phía trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một ngày qua đi, bầu trời cũng đã trở nên ảm đạm, ánh nắng hoàng hôn bao phủ bầu trời. Trong một ngày này, một đoàn người hứa thanh đã đi từ bên ngoài tới biên giới chỗ sâu, của chân tiên thập tràng. Biên giới là do người hình thành, trên mặt đất được dùng một loại nước sơn đặc thù vẽ, lên một cái vòng tròn vờn quanh toàn bộ chân tiên thập tràng. Sau khi đi tới đây, mọi người dừng lại. Đối với hứa thanh mà nói, thu hoạch ngày hôm nay cũng không hề nhỏ có quốc chủ thiên đính quốc dẫn đường, có hắc y vệ đi ngắt lấy đạo quả, tất cả khiến cho bây giờ số lượng đạo quả của hứa thanh đã đến hơn 3.000 quả. Về phần nguy hiểm cũng không gặp phải bao nhiêu, thỉnh thoảng xuất hiện một chút sự tình quỷ dị lẻ tẻ, đều bị hắc y vệ hóa giải dễ như trở bàn tay. Nhất là lâm viễn đông dũng cảm quên mình, nhiều lần hộ vệ ở trước người hứa thanh, bộ dạng thuần chất trung thành hộ chủ, mỗi lần hứa thanh gật đầu với gã, đều khiến cho gã rất phấn khởi. Giờ phút này hứa thanh đứng ở bên cạnh biên giới, ngóng về nơi xa xăm, quốc chủ thiên đính quốc bên cạnh cung kính truyền ra lời nói. Thần tử đại nhân, chúng ta đến nơi này là được rồi, vạch giới hạn này là do 36 vương quốc đời đời vạch ra, bên trong chính là đại biểu hung hiểm và nguy cơ vô tận. Ti chức cũng đã liên hệ tìm kiếm huyền thiên yêu nguyệt đan được rồi, đang trên đường đưa tới thiên đính quốc, đạo quả đại nhân cần thiết ta cũng đã câu thông cùng với các vương quốc khác, đợi sau nửa tháng các vương quốc sẽ lần lượt hái xong, tương tự sẽ đưa tới cho đại nhân. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau một cái, sau một lúc lâu bình tĩnh mở miệng chu hành vu mệnh đăng của ta đã đưa đến chưa lâm viễn đông nghe vậy thân thể run lên chu hành vu một đường trầm mặc bên cạnh liền truyền ra lời nói trầm thấp đại nhân nơi đây không thể truyền âm ti chức không biết việc này tiến triển như thế nào có lẽ sau khi chúng ta trở về sẽ có kết luận ngươi trở về điều tra nhìn một chút đưa mệnh đăng mang tới ta ở chỗ này chờ hứa thanh khoanh chân đả tọa bình tĩnh truyền ra lời nói chu hành vu nhướng mày lời nói của đối phương khiến cho gã cảm giác rằng người này không hề có ý định quay về thiên đính quốc, muốn đi tới chỗ sâu trong chân tiên thập tràng. Vị thần tử này vội vã cần mệnh đăng như vậy. Chu hành vu nheo, mắt lại, trầm ngâm một chút, quốc chủ thiên đính quốc bên cạnh liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Thần tử đại nhân chẳng lẽ có bí pháp, có thể thôi phát huyết mạch héo rũ ẩn chứa bên trong mệnh đăng, sau đó triệt tiêu một chút nguyền rủa của chân tiên thập tràng, muốn bước vào chỗ sâu. Nghe quốc chủ thiên đính quốc mở miệng như vậy, Hứa Thanh đáy lòng có chút ngoài ý muốn, lúc nhìn Quốc chủ Thiên Đính Quốc, đối phương nghiêng đầu không nhìn ánh mắt của hắn, mà trầm thấp truyền ra lời nói về phía Chu Hành Vu. "Chu đại nhân, thần tử căn dặn, còn không mau đi." Chu Hành Vu suy nghĩ một chút, đè xuống nghi ngờ trong lòng, chuyện này vô luận như thế nào cũng không quan hệ quá nhiều với gã, gã chỉ cần làm tốt bản chức của mình là được, vì vậy lưu lại bộ phận hắc y vệ, chính mình mang theo người còn lại rời khỏi, bay thẳng đến Thiên Đính Quốc. Theo bọn gã rời đi, nơi đây cũng an tĩnh lại dạng mây đỏ từ bầu trời hoàng hôn cũng chậm chậm tối đi, toàn bộ rừng rậm dần dần trở nên tăm tối, quốc chủ thiên đính quốc đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn thiên đính quốc xa xa, vừa nhìn về phía xa hơn. Nơi gã nhìn, là phương hướng thiên phong thượng quốc, cũng là vị trí nhi tử của gã bây giờ, vào thời khắc này vẻ mặt của gã bỗng hiện lên một tia phức tạp. Đội trưởng liếc mắt nhìn hứa thanh, bất động thanh sắc mà hứa thanh cũng đã tràn cảm giác ra. Dạng mây đỏ ảm đạm trên bầu trời mơ hồ tràn ra một tia uy áp, đó là tượng thần Hắc Thiên. Tới chân tiên thập tràng, tất nhiên hứa thanh sẽ có chuẩn bị, tượng thần Hắc Thiên. Hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thay thế thành lực lượng tử nguyện, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn truyền đạt mệnh lệnh. Sau một lúc lâu, trong khi từng người Hắc Y vệ bốn phía khoanh chân chờ đợi, quốc chủ thiên đính quốc ngóng về nơi xa xăm bỗng nhiên quay người nhìn hứa thanh, nhẹ giọng mở miệng. Thần tử đại nhân, tư chất của nhi tử ta như thế nào? Mộc nghiệp tâm trí không tầm thường, tư chất thượng giai, nhưng thánh lan tịch hạn chế tương lai của gã hứa thanh bình tĩnh mở miệng ánh chiều tà chiếu vào trong mắt quốc chủ thiên đính quốc phủ lên thần thái khiến cho người ngoài không thấy rõ biểu cảm và ánh mắt biến hóa của gã chỉ có thể nghe gã thì thào nói nhỏ ta là binh tử tịch đệ tứ giai thân tịch như vậy đã định trước trừ phi trong hậu bối tử tôn xuất hiện người nghịch thiên nếu không sẽ không thể thay đổi tịch này may mắn nhi tử ta được thần tử đại nhân coi trọng khiến tịch của nó tăng lên tới tịch đệ nhất giai cao nhất thần tử đại nhân, từ đầu đến cuối. Mục đích của ngài chính là chỗ sâu của chân tiên thập tràng đúng không? Ngài là thần tử của hắc thiên tộc, dựa theo đạo lý mà nói. Ngài nhìn chúng cái gì thì tự nhiên sẽ có thần điện hạ lệnh, để cho thánh lan tộc giúp ngài mang tới là được. Hoặc nói theo cách khác, nơi nguy hiểm như thế này, sẽ có người đi theo vệ đạo mới phải. Tâm thần hứa thanh trầm xuống, đội trưởng nhích tới gần hứa thanh vài bước, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cả đám hắc y vệ bốn phía rõ ràng đều nhắm nghiền hai mắt, trong bất chi bất giác, rõ ràng lâm vào ngủ say ta hiểu rồi thần tử đại nhân ngài nhất định có kẻ địch trong hắc thiên tộc thế lực ngài đối đầu rất lớn mà thần tử cũng không phải là một vị mà là cạnh tranh lẫn nhau thế nên lần này ngài chỉ có thể một mình đi tới đây làm như vậy là để nơi đây không biết tạo hóa tự như đoạt cùng thiên phong vương triều vậy tuy ngài có đối đầu nhưng đối với lũ tiểu nhân vật như chúng ta mà nói nhất là người được ngài tăng lên tịch mà nói sẽ không bị ảnh hưởng dẫu sao như vậy không phù hợp thân phận dựa theo suy luận mà nói, chính là như vậy. Quốc chủ thiên đính quốc thì thảo, sau đó quay đầu lại nhìn hứa thanh, trong mắt mang theo sự thâm sâu. Đại nhân, sau khi bước vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, ngài còn trở lại hay không? Ngài sẽ không trở về nữa đúng không? Trong mắt quốc chủ thiên đính quốc lộ ra thâm ý, hứa thanh nhìn mắt của gã, những lời thì thảo nói nhỏ đối phương vừa nói, thấy thế nào cũng đều là tự mình an ủi. Dẫu sao người có thể trở thành chủ một quốc, cho dù là tiểu quốc, thì tâm trí cũng tuyệt không phải hạng người tầm thường. Có thể đi đến một bước này, hoài nghi hay không hoài nghi đã không trọng yếu, việc tăng lên thân tịch đã buộc chặt bọn họ lại với nhau. Ta có chuyện khác phải xử lý, sẽ không trở về. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng, mặc dù trả lời đối phương, những bản thân lời này cũng không có vấn đề gì. Quốc chủ thiên đính quốc nghe vậy, cũng không mở miệng mà khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói. Mà lúc này hắc y vệ bốn phía cũng lập tức thức tỉnh, vẻ mặt không có bất cứ dị thường nào, Hiển nhiên bọn họ căn bản là không ý thức được mình vừa ngủ say. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cho đến khi cảnh ban đêm phủ xuống, bên cánh rừng truyền đến tiếng thét, trong ánh mắt quốc chủ Thiên đính quốc lóe lên hàn mang nhìn chỗ đó, Chu Hành Vu mang theo, thủ hạ nhanh chóng tiếp cận. Biểu cảm Chu Hành Vu như thường, nhưng trong lòng có gợn sóng không nhỏ, thứ khiến cho gã dâng lên gợn sóng chính là mệnh đăng, gã thật sự mang tới một chiếc mệnh đăng. Thiên Phong Vương Triều lại thật sự truyền tống mệnh đăng tới. Việc này khiến cho đáy lòng của gã cũng xác định ba phần đối với thân phận hứa thanh. Sau khi đi đến gã liền chắp tay cúi đầu, vắt tay một cái, một chiếc mệnh đăng màu đỏ xuất hiện ở trên tay của gã, đưa cho hứa thanh. Lấy lực khống chế của hứa thanh, lúc nhìn đến chiếc mệnh đăng này cõi lòng vẫn dâng lên gợn sóng như cũ. Dơ tay lên cách không một chảo, mệnh đăng màu đỏ kia liền bay tới, rơi vào trong tay. Bộ dạng chiếc mệnh đăng này là một cái cánh huyết sắc, không phải là một đôi, chỉ có một cánh cái cánh lông vũ điều khắc trông rất sống động, tản ra từng trận khí tức huyết sát, nhìn qua liền biết chính là loại mệnh đăng chủ sát phạt, cực kỳ không tầm thường, chấn động bên trên lại càng kinh người. Cầm lấy mệnh đăng, trong lòng hứa thanh cũng đã có tia hoảng hốt, hắn thật sự cũng không ngờ, thế mà mình thật sự cứ như vậy liền lấy được mệnh đăng. Đây chính là mệnh đăng, mà hai chiếc mệnh đăng trong cơ thể hắn đều phải liều mạng mới nhận được. Mệnh đăng thứ ba, hứa thanh đè xuống chấn động trong lòng. Hắn biết rõ mệnh đăng không thể đưa vào túi chữ vật, giờ phút này cũng không thích hợp để hấp thu còn cần trở về kiểm tra một chút rồi mới có thể vì vậy liền để mệnh đăng này vào trong ngực mà thanh thu và ninh viêm một bên nhìn hứa thanh để mệnh đăng vào trong ngực tâm thần cũng kịch liệt rung động lắc lư đồ chó hoang hắc thiên tộc ta vất vả khổ cực cũng không có được một cái mệnh đăng tên khốn kiếp hắc thiên tộc này chỉ nói một câu là có thanh thu nghiến răng ninh viêm cũng hít vào một hơi nỗi lòng khó có thể bình tĩnh thần tử đại nhân mệnh đăng đã tới như vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì quốc chủ thiên đính quốc cung kính cúi đầu với hứa thanh mở miệng xin chỉ thị đi vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng hứa thanh trầm thấp mở miệng một bước đạp qua cái vạch giới tuyến phía trước đội trưởng đi theo sát phía sau trong mắt lộ ra ánh sáng âm u mà thanh thu và ninh viêm cũng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo chu hành vu do dự chu đại nhân chức trách của ngươi là hộ vệ thần tử trên đường tiếp theo sẽ có nguy hiểm ngươi và ta phối hợp chúng ta cần phải thủ hộ an toàn cho thần tử quốc chủ thiên đính quốc nghiêm nghị mở miệng bước qua dưới tuyến. Chu Hành Vu nhíu mày, không nói chuyện, sau khi Trầm Ngâm liền mang theo Hắc Y vệ, tương tự bước vào. Mà sau khi toàn bộ bọn họ bước vào dưới tuyến, chỗ sâu trong chân tiên thập tràng lập tức nổi lên dị biến. Vào thời khắc này, những đạo hư ảnh ảo giác nhảy múa từng xuất hiện trong cảm giác hứa thanh, lại xuất hiện trên chân tiên thập tràng nơi xa. Bốn phía cũng theo đó tạo thành biển lửa hư ảo bao phủ, khiến cho những bóng người nhảy múa cũng lay động theo ngọn lửa. Trong mơ hồ, lại có càng nhiều bóng người huyễn hóa ra hơn, thậm chí tiếng ngâm sướng cổ xưa cũng bắt đầu lại vang vọng một màn này khiến cho tâm thần hứa thanh trầm xuống mắt đội trưởng thì lộ ra kỳ mang không người phát hiện vào thời khắc này chỗ sâu trong mắt của y bỗng nổi lên gương mặt nhất trí cùng với bộ dáng của đội trưởng gương mặt trong con mắt đang mở to miệng chuyển ra tiếng nói không ai có thể nghe thấy mà nếu nhìn vào khẩu hình thế mà lại không khác gì tiếng ngâm sướng cổ xưa bị gió thổi tới nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo gương mặt trong mắt đội trưởng liền biến mất không thấy gì nữa Y trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Cùng lúc đó, Hắc Y vệ và cả quốc chủ Thiên Đính quốc, nơi đây cũng đều hiện lên thần sắc ngưng trọng, ngóng nhìn về biến hóa vừa xuất hiện ở nơi xa xăm. Thần tử đại nhân cẩn thận, nơi đây có điểm lạ, không hề giống với trước kia, vô luận là bản thân ta đã từng trải qua hay là ghi chép trong điển tịch, đáng lẽ phải đi đến nơi rất sâu thì loại huyễn cảnh này mới xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, quét mắt nhìn đội trưởng, sau đó bắt đầu xem xét bốn phía. Chỗ sâu chân tiên thập tràng và bên ngoài, ngoại trừ vạch giới hạn được 36 vương quốc vẽ ở dưới mặt đất, còn có mấy thứ rất dễ dàng nhận ra. Thứ nhất là cây cối trong chỗ sâu càng thêm dày đặc, đan sen khắp nơi, trong đêm tối cựa như hóa thành yêu ma quỷ quái, tràn đầy cảm giác lành lạnh, thỉnh thoảng còn có thể loáng thoáng nghe đến tiếng xì xào bàn tán, vô cùng quỷ dị. Thứ hai là số lượng đạo quả thành thục càng nhiều hơn nữa mà vô số con mắt cũng không phải là một mực mở ra, mà không ngừng nháy động, lại còn có thể riêng phần mình chuyển động, cải biến phương hướng mà con mắt nhìn tới. Thứ ba, chính là trên mặt đất trong chỗ sâu không có bất kỳ chiếc lá khô nào, cũng không có bất luận nhánh cây chóc ra. Nào, mặt đất nơi này, rất sạch sẽ, chỉ có bùn đất. Hứa thanh thu hồi ánh mắt, đợi hắc y vệ đi về phía trước dò xét, sau đó dưới sự hộ vệ của Lâm Viễn Đông, mới đi thẳng về phía trước theo họ đi vào những con mắt treo ở trên nhánh cây bốn phía không ngừng quan sát tầm nhìn dần dần cải biến cuối cùng toàn bộ chuyển động trực tiếp nhìn chằm chằm mọi người một tia ác ý từ trong những con mắt này tràn ra theo những con mắt dung nhập vào tâm thần nhiều người bước chân mọi người dừng lại từng người cảnh giác tản tu vi của mình ra ngoài chờ đợi một lát không phát hiện những con mắt này có những biến hóa khác lúc này mới tiếp tục đi về phía trước mà đạo quả chỗ sâu trong chân tiên thập chẳng không cách nào bị hái thường thường sau khi chúng nó bị đụng vào sẽ hóa thành một đám nước tràn ra một mùi tanh hôi về phần nguy hiểm lúc bọn họ đi vào chỗ sâu cũng gặp phải một chút nhưng mà chu hành vô cùng với quốc chủ thiên đính quốc có tu vi linh tàng ở chỗ này có tác dụng cực lớn hơn nữa còn có những hắc y vệ kia cho nên hứa thanh trên đường đi tới coi như là hữu kinh vô hiểm cho đến một lúc lâu sau bọn hắn dần dần càng xâm nhập sâu hơn có một người hắc y vệ do đường phía trước đột nhiên chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân hình người này bị một đạo hắc ảnh quấn quanh trực tiếp đột ngột mọc lên từ mặt đất, đổi chiều sâu lấy người giữa không trung, không đợi người khác xuất thủ cứu giúp, trong lúc vô số máu loãng tung tóe, mắt thường có thể thấy toàn thân người hắc y vệ này không ngừng héo rũ xuống. Trong thời gian nháy mắt, liền biến thành một cỗ thây khô, còn có từng nốt mụn lớn, như quả trứng gà mọc ra từ trên thân thể khô héo của gã, dập dạp nhiều đến mấy chục nốt, cuối cùng toàn bộ vỡ tan, theo nước vàng tràn ra, bên trong lộ ra từng con mắt dữ tợn nhìn mọi người. Hết thảy những thứ này, khiến cho thần sắc mọi người nơi đây đều nhao nhao trở nên ngưng trọng phần lớn cũng đều nhìn thấy bên trong rừng cây rậm rạp phía sau cỗ thây khô kia vô số cỗ thi hài đồng dạng bị treo lên số lượng rất nhiều không dưới mấy vạn trong tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là những thứ này hầu như trên mỗi nhánh cây đều có thây khô thậm chí còn có một chút thây khô còn dính lại cả với nhau nhìn qua cũng thấy mà giật mình những thứ thi hài này phần lớn đều hong gió hư thối quần áo trên người cũng đều tàn phá không còn thừa nhiều lắm lờ mờ có thể nhìn ra quần áo mỗi người đều lộn xộn thậm chí chủng tộc cũng không giống nhau trừ bên ngoài cái này trên người những cỗ thi hài này còn tràn ngập vô số những cục mụn to như trứng gà có trên mấy chục cũng có trên trăm gió thổi tới khiến đại thụ lắc lư cũng khiến vô số thi hài theo đó mà lay động sau một khắc trong lúc lay động có một vài nốt mụn trên người thi hài vỡ vụn ra nước vàng chảy xuôi bên trong hiện ra con mắt dữ tợn mang theo ác ý nồng đậm nhìn tất cả mọi người nơi đây còn có một chút thi hài thì trong lúc lắc lư, thân hình dường như trái cây đã thành thục vậy, rụng khỏi thân cây, rớt xuống mặt đất. Rất nhanh theo vô số cỗ thi hài rơi xuống, khắp nơi đều có thi hài. Sắc mặt quốc chủ thiên đính quốc biến hóa, một màn này chưa từng xuất hiện trong ghi chép của 36 vương quốc. Chân tiên thập tràng lần này, rất không bình thường. Con mắt quốc chủ thiên đính quốc co rút lại, nhanh chóng quét mắt liếc qua bên hứa thanh, lại nhìn những hắc y vệ kia, cũng không mở miệng báo cho họ biết ánh mắt hứa thanh ngưng tụ, lui ra phía sau vài bước, mà đúng lúc này, một cỗ thi hải rơi xuống đất bỗng nhiên hành động. Đầu nó đong đưa giống như máy móc, từng chút từng chút quay cổ một vòng, rất nhiều con mắt mọc khắp toàn bộ trên mặt nhìn qua đám người hứa thanh, sau đó liền xông ra, tựa như dã thú vậy, lao thẳng đến mọi người. Có hắc y vệ ở đó ra tay, lập tức chém này con thi hài lao tới thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, lại có vài chục bộ thi hài trên mặt đất bắt đầu chuyển động, tiếp theo là mấy trăm trong chớp mắt toàn bộ thi hài trên mặt đất đều nhảy lên trong miệng truyền ra tiếng gào thét không thành tiếng điên cuồng tấn công về phía mọi người vào thời khắc này gió lại lần nữa thổi lên không ít thân thể thi hài trên cành cây cũng nhúc nhích vùng vẫy thoát ly phát ra tiếng gào thét quái dị công kích tới mọi người sắc mặt chu hành vụ âm trầm phất tay rất nhiều thi hài phía trước tan vỡ giờ phút này tất cả hắc y vệ cũng nhao nhao ra tay ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn âm thanh nổ vang truyền ra Pháp thuật chấn động vang vọng bốn phương. Hứa Thanh không có động thủ, hắn lạnh lùng nhìn qua tất cả, mà đội trưởng đứng ở bên cạnh hắn cũng nheo mắt lại. Nhưng mà nguy cơ nơi đây cũng không phải chỉ có như thế, rất nhanh từ chỗ sâu trong rừng rậm, liền có thêm càng nhiều cỗ thi hài nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí trong đó còn có một chút cỗ thân thể giữ tợn, do rất nhiều thi hài dung hợp vào một chỗ, tản mát ra chiến lực có thể so với kim đan. Cao cung từ bên trong nhảy dựng lên. Số lượng loại thi thể dung hợp như thế cũng không ít nơi đây lập tức đại loạn cũng không lâu lắm chỗ sâu bên trong rừng rậm chuyển ra tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần trong chốc lát lại có vài chục đạo thi thể xuất hiện toàn thân tỏa ra chấn động có thể so với nguyên anh theo đại địa chấn động xa xa thậm chí còn xuất hiện một con thú lớn do trên trăm thi hài tạo thành chấn động kinh thiên động địa có thể so với linh tàng khiến cho thần sắc mọi người đại biến càng làm cho lòng người rung động lắc lư đó là loại thi hài linh tàng này không phải chỉ có một con mà là mấy con một màn này khiến cho Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui ra phía sau. Ánh mắt đội trưởng bỗng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, truyền âm về phía Hứa Thanh. "Quả nhiên xuất hiện xa bỉ thi kiếp, tiểu thanh, tạo hóa động trời ta nói cùng ngươi lần trước, lần này nhất định có thể thành." "Đại sư huynh, ngươi đã từng đã tới nơi đây?" Thần niệm Hứa Thanh chấn động. "Ở kiếp này chưa từng tới." Đội trưởng ngẩng đầu nhìn qua thập tràng che trời xa xa, thì thào nói nhỏ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ vừa muốn tiếp tục hỏi thêm, thần sắc đội trưởng bỗng nhiên biến đổi, một phát bắt được Ninh Viêm bên người đang hoảng sợ nhìn qua những cỗ thi hài, thân thể bay nhanh về phía xa xa, vừa bay nhanh vừa truyền âm. "Tiểu Thanh, đi cùng ta." Hứa Thanh không chần chờ chút nào, tay phải giơ lên chảo một cái về phía Thanh Thu, trong lúc tâm thần Thanh Thu đang chấn động, Hứa Thanh chụp lấy bờ vai của nàng, đuổi theo phía đội trưởng. Lúc bốn người nhanh chóng bay đi xa, Chu Hành Vu đang chém giết cùng những cỗ thi hài kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua bóng lưng đám hứa thanh rời đi vừa muốn đuổi theo nhưng trong nháy mắt tiếp theo quốc chủ thiên đính quốc đang giao thủ cùng hai cỗ thi hài linh tàng bỗng phun ra một ngụ máu tươi bày ra vẻ không địch lại rút lui ra mà không có gã ngăn trở hai cỗ thi hài kia bay thẳng đến phía chu hành vu cùng lúc đó vị quốc chủ thiên đính quốc này cũng lập tức ra tay đồng dạng ngăn trở chu hành vu chu hành vu biến sắc phải lập tức bỏ qua truy kích cấp tốc tránh đi đồng thời hiện ra sắc mặt khó coi nhìn về phía quốc chủ thiên đính quốc. Chu đại nhân, thật ngại quá, thần tử có việc riêng của hắc thiên tộc cần xử lý, chúng ta không tiện đi theo, chớ có cưỡng cầu. Quốc chủ thiên đính quốc nhàn nhạt mở miệng. Người xác định bọn họ thật sự là hắc thiên tộc. Gấp gáp như thế, lại còn không cho chúng ta đi theo, việc này chắc chắn có vấn đề. Thần sắc chu hành vũ âm trầm. Vậy chu đại nhân, ngươi lại có thể xác định bọn họ thật sự không phải hắc thiên tộc sao? Quốc chủ thiên đính quốc bình tĩnh nói, sau đó lại nói khẽ huống hồ trong ý chỉ mà ngươi lĩnh cũng không bao hàm việc điều tra thiệt giả hết thảy đều có phía trên quyết định ngươi hà tất cứ ôm chức trách vào người chu hành vu không lên tiếng nữa dĩ nhiên gã cũng hiểu đạo lý đó mà thật ra gã cũng cần đối phương nói ra những lời như vậy để ngăn cản kể từ đó cho dù thật sự xảy ra vấn đề gì gã cũng có thể giải thích cùng lúc đó mượn nhờ thời cơ hắc y vệ bị đám thi hài thu hút bốn người hứa thanh bay nhanh trong rừng đội trưởng dẫn đường phía trước toàn diện bộc phát tốc độ mang theo ninh viêm run rẩy hoảng sợ không ngừng lên xuống ninh viêm cũng muốn khóc gã không biết tại sao đối phương đến lúc này còn muốn mang theo mình điều này hiển nhiên không thể nào là hảo ý nhất định là muốn lấy mình để làm chút việc gì đó ví dụ như đem mình đi hiến tế cùng chung ý nghĩ này còn có thanh thu nàng bị hứa thanh mang theo đi sau lưng đội trưởng nhanh chóng nhảy lên xuyên thẳng rừng cây tiến về phía trước thanh thu bi phẫn có lòng muốn vùng vẫy nhưng cũng biết làm như vậy không thực tế mà toàn bộ hành trình hứa thanh không nói một lời cảnh giác bốn phía đồng thời cũng thi thoảng quan sát đội trưởng hắn cũng không tiếp tục mở miệng hỏi nguyên do cụ thể hứa thanh cảm thấy nếu như mình lựa chọn tín nhiệm đối với đại sư huynh vậy thì cũng không cần thiết lập tức hỏi đến cùng nhất là câu nói lúc trước đó của đội trưởng cũng đã giải thích bộ phận nghi ngờ khó hiểu của hắn ở kiếp này chưa từng tới không có nghĩa rằng mấy kiếp trước chưa từng tới Hứa Thanh thì thào trong lòng, thân thể nhoáng một cái tránh đi nhánh cây phía trước, cùng đội trưởng lao về phía trước, cách chỗ sâu càng lúc càng gần. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đội trưởng không phải dẫn đường thẳng tắp, mà đang chạy tới chạy lui bên trong phiến khu vực này, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đại sư Huynh, người đang tìm cái gì? Hứa Thanh truyền âm hỏi. Đội trưởng vù vù rõ ràng rồn rập, trong mắt bắn ra tia sáng mãnh liệt, lộ ra không phải điên cuồng mà là khát vọng trước đó chưa từng có ta đang tìm a la ngạc tại sao còn không ra có lẽ không sai đầu tiên là xa bỉ thi kiếp về sau hẳn là a la ngạc kiếp đội trưởng đáp lại bỗng nhiên xa xa lập tức có tiếng vang truyền đến soạt 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 xoạt. tiếng vang này lập tức liền khiến hai người chú ý một khắc nhìn tới chỉ thấy trên một cây đại thụ xa xa có một con chim to ba thước đang đứng toàn thân con chim này không có lông vũ thân thể trụi lủi đồng thời còn có bộ phận khu vực máu thịt mơ hồ máu tươi nhỏ xuống con mắt của nó đã bị mù chỉ có hai cái hắc động tối om nó chỉ có một hành động đó là mổ xuống cây mà phiến khu vực chỗ này làm cho người ta có một loại cảm giác rất quái đản nếu như ví von cái phạm vi này thành một bức tranh như vậy bức tranh trước mắt này tồn tại rất nhiều lỗ thủng trái một lỗ phải một lỗ rất nhiều bộ phận biến mất thoạt nhìn giống như là tổ ong mà những địa phương biến mất kia là một mảnh đen nhánh giống như là hư vô khi một màn quái dị này rơi vào trong mắt đám người hứa thanh thanh âm mổ cây lần nữa vang vọng ánh mắt hứa thanh ngưng lại, hắn chú ý tới âm thanh con chim mổ xuống cây phát ra, giờ phút này thế mà lại rõ ràng quỷ dị như cụ thể hóa, biến thành một khối âm phù vạn vẹo, phiêu hướng về một bên. Sau khi chuyển xuống mặt đất liền nhanh chóng mơ hồ, như bị cắn nuốt, bùn đất cũng tốt, cây cối cũng được, một cái chớp mắt khi bị âm phù đụng chạm liền tan biến, biến thành một hắc động. Chính là trong chỗ này. Đội trưởng nhìn qua đây hết thảy, trong giọng nói truyền ra sự vui mừng, khi con chim gõ kiến tiếp tục truyền ra âm thanh khi âm phù mới hình thành bay xuống một bên, y lập tức ra hiệu về phía hứa thanh, sau đó mang theo ninh viêm bay thẳng đến âm phù. Hứa thanh thở sâu, kéo theo thanh thu tương tự lao đến. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ đến gần âm phù đó, một nháy mắt đụng chạm cùng nó, lực lượng âm phù bộc phát, bóng người bốn người cùng với không gian ba thước chung quanh phịch một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hắc động. Chim gõ kiến trên cây vẫn mổ cây như trước, liên tục truyền ra âm thanh. Dần dần toàn bộ khu vực bốn phía không ngừng tan biến cuối cùng toàn bộ cũng mất đi. Con chim gõ kiến này ngẩng đầu, vỗ đôi cánh không có một cọng lông nào, thân hình bay lên, trong khi bay lại truyền ra từng trận chim hót khó nghe, bay tới một phía khác. Không bao lâu sau, nó lại tìm được một cây đại thụ, đứng trên cành cây tiếp tục mổ xuống, âm phù lần nữa xuất hiện, bốn phía lại tan biến, lập đi lập lại. Dưới bầu trời huyết sắc, từng sơn mạch màu tím răng khắp nơi, bầu trời cũng không có nhật nguyệt, nguồn sáng là từ đại địa màu đỏ sậm chiếu lên, dọi ngược lên bầu trời. Đây chính là nơi sau khi hứa thanh chạm vào âm phủ xuất hiện. Bốn phía không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, mà bất kể mặt đất hay là sơn mạch, đều không phải là núi đá hay bùn đất tạo thành. Khi dẫm lên trên thì cảm nhận trong sự mềm còn mang theo cứng rắn, tạo cho hứa thanh cảm giác giống như là máu thịt vậy. Trong ánh sáng màu đỏ tản ra, hô hấp của thanh thu có chút rồn rập, tương tự cùng hứa thanh, cũng đang quan sát bốn phía, cả người ninh viêm run rẩy sờ lên mặt đất, sau đó lập tức kêu rên lên. Xong đời. Chúng ta bị ác mộng ách tiên tộc thôn phệ rồi, nơi đây không ra được. Câm miệng. Đội trưởng liếc qua Ninh Viêm. Ninh Viêm lập tức im tiếng, vẻ mặt buồn rười rượi cưỡng ép hiện ra một tiên định nọt, nhìn tên hắc thiên tộc kinh khủng trước mắt này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người cũng biết được không ít nhỉ, người nói xem, cái gì gọi là ác mộng của ách tiên tộc. Đội trưởng hiện ra biểu cảm hứng thú nói. Ninh Viêm co rụt đầu lại, không dám không nói. Theo lời đồn, sau khi ách tiên tộc thuần huyết tử vong, Xương trong cơ thể sẽ hóa thành ác mộng, như một cái thế giới phong bế, khiến cho người quấy dày thi thể bị vây khốn ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào đào thoát, máu thịt sẽ dần dần tan biến, cho đến cuối cùng chỉ còn lại trái tim vẫn còn, hòa hợp cùng một chỗ với ác mộng. Theo Ninh Viêm run giọng mở miệng, ánh mắt thanh thu nheo lại, nhanh chóng nhìn bốn phía. Thần sắc hứa thanh như thường, không có quá nhiều biến hóa, chú ý đến xa xa, tiếp tục quan sát, lúc này đội trưởng khẽ cười một tiếng quả nhiên là hậu duệ ách tiên tộc thế mà lại biết rõ a à la ngạc kiếp không tệ không tệ một cái chớp mắt khi đội trưởng đang nói chuyện giữa đại địa đột nhiên chuyển đến âm thanh phanh phanh giống như là tiếng tim đập vậy sau khi vang vọng ra ngoài sơn mạch đại địa liền không ngừng lay động trong đó dường như còn có huyết dịch chảy xuôi tràn ra càng nhiều huyết quang hơn nữa bầu trời càng lúc càng đỏ thẫm đồng thời đám người hứa thanh cũng bị những đạo huyết quang này bao phủ toàn thân rất nhanh hứa thanh liền nhíu mày hắn phát hiện thân thể của mình đang thiếu mất đùi phải của hắn thiếu đi một khối máu thịt lớn chừng quả đấm không có máu tươi chảy xuống cũng không có bất luận cái cảm giác đau đớn gì tất cả đều im hơi lặng tiếng mà tan biến hứa thanh cũng không hoảng loạn kiểm tra miệng vết thương một chút sau đó trong cơ thể hắn tỏa ra độc cấm trong tòa thiên cung thứ ba độc ý nháy mắt tràn ngập toàn thân giờ phút này những người khác cũng đều lần lượt xuất hiện dấu hiệu máu thịt tiêu tán thanh thu biến mất nửa bàn tay trong một cái chớp mắt ninh viêm cũng mất đi lỗ tai và một phần nhỏ gương mặt bên phải đã bắt đầu, xong đời rồi." Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng hầu như ngay khi tiếng kêu của gã vừa mới truyền ra, đội trưởng liền nhanh chóng tới gần, không biết tay nắm thứ gì, tát một cái rồi nhanh chóng nhét vào trong cái miệng đang há lớn của Ninh Viêm. Sau đó vỗ vào bụng Ninh Viêm một cái, Ninh Viêm trợn to mắt, không tự chủ được nuốt vật trong miệng xuống, thần sắc hoảng sợ mở miệng, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi vừa cho ta ăn cái gì?" "Ngoan, tí nữa sẽ biết." Đội trưởng cười nhạt, nói xong nhìn về phía hứa thanh chú ý tới ánh mắt đội trưởng hứa thanh nghiêng đầu nhìn y từ lúc cùng nhau đi tới đủ loại biểu hiện của đội trưởng đã xác nhận suy đoán của hắn tiểu sư đệ ngươi tin tưởng ta đúng không đội trưởng cười truyền âm hứa thanh nhẹ gật đầu vung tay phải lên tử nguyệt thiên cung trong cơ thể lay động khí tức thuộc về tử nguyệt tản ra dung nhập vào trong cơ thể thanh thu bên cạnh nhưng không hề xâm nhập vào trong cơ thể nàng mà trôi nổi khoách tán ra toàn thân lấy vị cách tử nguyện giúp nàng chống cự lực lượng tiêu tán của nơi đây sau đó dưới ánh mắt phức tạp cùng khó hiểu của thanh thu hứa thanh bình tĩnh truyền âm về phía đội trưởng đại sư huynh ý của ngươi là chúng ta cần phải chờ một ít thời gian mới có thể rời đi đúng không cần phải chờ bao lâu đội trưởng nghe vậy nở nụ cười mình chỉ cần nói một câu hứa thanh liền biết mình muốn biểu đạt cái gì loại cảm giác ăn ý này khiến cho đội trưởng rất là vui vẻ vì vậy lại truyền ra thần niệm Tiểu sư đệ, ta biết tâm của ngươi chắc chắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt thì chuyện này không thể nói mà chỉ có thể làm. Ngươi có lòng tin ta là tốt rồi, quốc chủ thiên đính quốc kia nói không sai. Phương pháp bước vào chân tiên thập tràng giống như là chơi trò chơi ghép hình vậy, không thể cứ thế xông vào, lúc trước ra bỉ thi là khối hình ghép thứ nhất, bây giờ A-la-ngạc à chính là khối thứ hai. Chúng ta cần ở trong này chừng nửa canh giờ, tối đa cũng chỉ một canh giờ, sau đó là có thể rời khỏi. Hứa thanh nghe vậy gật đầu, khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi, ngoài ra cũng truyền thêm khí tức tử nguyệt tới trên người Thanh Thu. Trong lòng Thanh Thu càng lúc càng phức tạp, đây không phải là lần đầu tiên nàng cảm thụ cái tên Hắc Thiên, tộc trước mắt này đối xử với mình không giống bình thường. Tên Hắc Thiên tộc tà ác này nhất định có dụng tâm kín đáo nào đó. Thanh Thu thở sâu, lặng lẽ tự nói trong lòng mình. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, thân thể đội trưởng cũng đang tiêu tán, bất quá y hiển nhiên có phương pháp đối kháng tốc độ tiêu tán không nhanh về phần hứa thanh và thanh thu lại càng thêm chậm chạp duy chỉ có ninh viêm không có người hỗ trợ nhưng quỷ dị là gã rõ ràng không hề tiếp tục tiêu tán chỉ là trong lòng ninh viêm không hề vui mừng ngược lại càng lúc càng hãi hùng khiếp vía bởi vì gã phát hiện tuy rằng mình không bị tiêu tán nữa nhưng bụng lại dần dần phình to lên dường như trong bụng mình đoan uẩn dưỡng cái gì đó nhìn bụng của mình sắc mặt ninh viêm trắng bệch đôi mắt trợn to theo bản năng nhìn qua phía đội trưởng cầu khẩn Đại nhân, thứ mà ngươi cho ta ăn là cái gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy bụng mình có điểm gì là lạ? Đang nói, bụng Ninh Viêm chợt nhô ra phía ngoài một cái, càng lớn hơn, cả người gã lập tức trở nên căng thẳng đến cực hạn. Thanh thu hít vào một hơi, thần sắc hứa thanh cũng trở nên cổ quái, hắn chợt nhớ tới những con thú mà khi trước Ngô Kiếm Vu quan tâm chăm sóc. Bên trong bụng của ngươi có cảm giác gì? Đội trưởng nhanh chóng đi đến bên cạnh Ninh Viêm, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, ôn nhu mở miệng ta cảm giác trong bụng có cái gì đang đá ta ninh viêm thật sự muốn khóc an tâm dưỡng thai đội trưởng ho khan một tiếng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha